Đợi sau khi Hạ Tưởng giới thiệu thân phận của Liên Nhược Hạp, Khúc Nhã Hân mới bớt đi sự ghen tị. Người ta xuất thân cao quý, còn trẻ như vậy đã là nhà đầu tư lớn tới từ Bắc Kinh, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phải tôn trọng là khách quý. Vừa xinh đẹp vừa quyền thế, lại xuất thân cao quý, gần như tất cả những gì phụ nữ mơ ước thì người ta đều có đủ. Ghen tị với người ta à? Lấy cái gì mà ghen tị? Cũng giống như một đứa trẻ không thể ghen tị với ánh trăng trên bầu trời, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn mà thôi. Có những người ngay từ nhỏ đã luôn được kẻ khác ngưỡng mộ. Mặc dù Liên Nhược Hạm chỉ tới một lát rồi rời khỏi văn phòng tổ cải tạo, tuy nhiên một thời gian dài sau đó, sự xinh đẹp và cao quý của cô vẫn là chủ đề nói chuyện chính của toàn tổ. Tuy Trung Nghĩa Bình giữ kín miệng về việc Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm ra tay đánh nhau ở công viên rừng rậm, nhưng dù sao y cũng đã có cơ hội tiếp cận Liên Nhược Hạm, bởi vậy có rất nhiều thanh niên tới hỏi thăm. Y cũng ra vẻ thần bí nói rằng lai lịch của Liên Nhược Hạm không tầm thường, cô xinh đẹp như tiên, y cực kỳ hâm mộ chủ nhiệm Hạ, v.v. Chỉ có điều ngay khi Liên Nhược Hạm vừa đi, chủ nhiệm Hạ mà y hâm mộ liền nhận được một cú điện thoại. Liên Nhược Hạm đi chưa được vài phút, di động của Hạ Tưởng liền đổ chuông. Hắn cầm di động lên xem, không ngờ là điện thoại của Cao Kiến Viễn. Ông em Hạ, tôi là Cao Kiến Viễn. Đã lâu không gặp nhỉ. Giọng điệu của Cao Kiến Viễn rất nhiệt tình, còn ẩn chứa một chút vui vẻ và chờ mong. Chuyện cậu đáp ứng tôi còn chưa thể thực hiện, tôi vẫn chờ điện thoại của cậu đó. Có phải Liên tiểu thư vừa rời khỏi văn phòng của cậu hay không? Đừng có nói với tôi, cô ấy không ở tại thành phố Yến. Hạ Tưởng hiểu, hôm nay Liên Nhược Hạm đi cùng hắn đến Ủy ban Nhân dân thành phố, chiếc Land Rover đỗ trong bãi đỗ xe của tòa nhà ủy ban. Hắn không tin là Cao Kiến Viễn đúng lúc nhìn thấy. Như vậy nói cách khác, trong Ủy ban Nhân dân thành phố có người của Cao Kiến Viễn, thậm chí còn đang âm thầm giám thị từng cử động của hắn. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Tuy rằng Hạ Tưởng tự nhận không thẹn với lương tâm nhưng vừa nghĩ tới luôn luôn có một đôi mắt âm thầm theo dõi mình, hắn cũng không rét mà run. Hắn bật cười ha hả, đáp. Em cũng đang định gọi điện thoại cho Cao Huynh. Khi nào anh bố trí tiệc rượu, em nhất định sẽ cùng tới với Nhược Hạm. Cao Kiến Viễn nghe xong rất cao hứng, nói. Được, một lời đã định, cứ chờ điện thoại của tôi nhé. Treo điện thoại, Hạ Tưởng lập tức gọi Trung Nghĩa Bình. Tiểu Trung, về sau cậu để ý thêm một chút, chú ý quan sát, xem có ai đặc biệt chú ý tới hành tung của tôi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận. Đừng để người ta phát hiện ra cậu. Trung Nghĩa Bình thấy Hạ Tưởng nói vẻ thần bí, cũng gật đầu với vẻ khẩn trương. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhiệm Hạ, có hạng mục công việc nào cần chú ý nữa không? Hạ Tưởng mỉm cười. Phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước tiên. Còn nữa Tiểu Trung, hôm nay cậu biểu hiện không tồi, trong lòng tôi nhớ rõ. Câu trả lời của Trung Nghĩa Bình khiến Hạ Tưởng cảm động. Không có gì. Chủ nhiệm Hạ đừng để ý làm gì. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng, tuy chủ nhiệm Hạ là chủ nhiệm của tôi nhưng còn trẻ hơn tôi lớn hơn vậy phải che chở cho chủ nhiệm Hạ. Trong lòng Hạ Tưởng kết luận về Trung Nghĩa Bình, có thể chơi được. Hôm sau Cao Kiến Viễn gọi điện thoại tới, quyết định 3 giờ chiều thứ Bảy. Hạ Tưởng đáp ứng, tiếp đó hắn liền gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, nói thời gian của buổi tiệc rượu. Tâm trạng của Liên Nhược Hạm có vẻ khá tốt. Cũng đồng ý luôn, còn hỏi thêm hắn. Em ăn mặc thế nào? Hạ Tưởng liền đùa cô. Mặc quần áo đẹp vào, càng đẹp càng tốt, càng đẹp thì anh càng nở mày nở mặt. Đừng đắc ý, em cũng không phải bạn gái thật sự của anh. Em xinh đẹp có quan hệ gì tới anh chứ? Đừng quên, em càng xinh đẹp, lại càng có khả năng trở thành bạn gái của người khác. Liên Nhược Hạm đả kích Hạ Tưởng không chút lưu tình. Cho nên em khuyên anh bớt mơ mộng đi. Anh sẽ giảm bớt đau khổ. Hạ Tưởng không khỏi kinh ngạc, Liên Nhược Hạm trở nên triết lý như vậy từ khi nào? Cũng đúng, Liên Nhược Hạm càng xinh đẹp lại càng làm cho người ta yêu quý. Mà càng yêu quý, về sau nếu cô trở thành bạn gái của người khác thì càng tiếc nhớ. Đàn ông đều có khát vọng chiếm đoạt và sở hữu, càng là thứ tốt đẹp thì càng không muốn để cho người khác có được. Câu nói của Liên Nhược Hạm quả thật khiến tim Hạ Tưởng loạn nhịp nửa ngày. Ít nhiều có cảm giác không thể chịu nổi. Sắp hết giờ làm, hắn lại gọi điện thoại cho Tiếu Giai, tỏ vẻ xin lỗi cô, bởi vì Tiếu Giai muốn hắn gặp em trai cô nhưng hắn vẫn không rút ra được thời gian. Tiếu Giai nói đầy vẻ quan tâm. Không vấn đề gì, em biết anh bộn bề nhiều việc,
Đàn ông phải bận rộn mới chứng minh người đó có tài năng, mới chứng minh tầm quan trọng của người đó. Việc của em trai em không gấp, hiện tại nó đã bắt đầu, sơ bộ mới học được vài thứ, cứ dần dần sẽ ổn thôi. Từ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiếu Giai, Hạ Tưởng nghe ra cô có việc không nói cho hắn, liền hỏi có chuyện gì. Tiếu Giai do dự chốc lát, cuối cùng nói. Chờ khi anh có thời gian tới đây thì nói sau, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là ở nhà có chút việc nhỏ. Hạ Tưởng ghi nhớ trong lòng. Khi hết giờ, Hạ Tưởng vừa đi ra thì bất ngờ thư ký Giang Thiên của Trần Phong tới tìm hắn. Chủ nhiệm Hạ, tối có bận gì không? Ngồi với nhau một chút. Giang Thiên chủ động mời khiến Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ. Hắn hơi chần chừ một chút rồi đáp ứng. Được, vừa lúc không ăn cơm với ai, để tôi mời thư ký Giang đi ăn món ăn Hồ Nam. Hạ Tưởng và Giang Thiên cùng đi tới Sở Phong Lâu. Sở Tử Cao nhiệt tình tiếp đón. Nghe nói Giang Thiên là thư ký của thị trưởng, đột nhiên nhớ tới lần trước thị trưởng Trần thị sát quảng trường thư giãn, y cũng đã gặp Giang Thiên một lần, y liền vội vàng không ngừng bắt tay, nói chuyện. Giang Thiên đã quá quen với việc ứng xử những trường hợp như thế này, rất thân thiện nói chuyện vài câu với Sở Tử Cao, khiến trong lòng Sở Tử Cao bốc lên ngọn lửa. Lên lầu, vào phòng riêng, Sở Tử Cao tiếp một lát, bố trí đồ ăn đồ uống xong xuôi liền biết điều lui ra ngoài. Hạ Tưởng biết Giang Thiên tìm mình khẳng định là có chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi và thư ký Giang tuy không tính là rất quen thuộc nhưng hôm nay ngồi với nhau, sau khi đi ra khỏi cửa này, chính là bạn tốt của nhau. Nếu thư ký Giang có chuyện gì, cứ thoải mái chỉ bảo. Nếu tôi có thể làm, tuyệt đối không từ chối. Giang Thiên muốn nói lại thôi. Không phải là y không muốn nói, mà là cảm thấy mở miệng nhờ và Hạ Tưởng thì hơi ngượng. Hạ Tưởng liền giả vờ giận. Nếu thư ký Giang còn khách khí với tôi, vậy hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện. Giang Thiên thấy Hạ Tưởng quả thật có lòng thành, liền cắn răng nói. Thị trưởng Trần đã dặn dò, không cho người bên cạnh ông ấy nhúng tay vào việc cải tạo thôn nội đô, càng không được tiếp nhận công trình. Tôi là thư ký của thị trưởng Trần, càng phải làm gương trước cho mọi người. Chẳng qua ai chẳng có họ hàng thân thích, nói ra không ngại cậu chê cười, chủ nhiệm Hạ, chị tôi vẫn còn ở nông thôn. Anh rể tôi lại cũng chỉ là nông dân. Năm xưa để tôi được đến trường, anh chị dù không có tiền nhưng cũng đã cố gắng giúp tôi rất nhiều. Tuy tôi làm thư ký cho thị trưởng nhiều năm nhưng cũng không thể giúp được họ chút gì, trong lòng thật sự băn khoăn. Công trình cải tạo thôn nội đô liên quan tới ích lợi của vô số nhà đầu tư khai phá, cho dù Trần Phong có thanh liêm cũng không thể trong xanh như nước. Nhưng ít ra bề ngoài Trần Phong làm rất công bằng chính trực, không để người ta tìm được chút sai lầm rõ rệt nào. Tổng thể mà nói, Trần Phong coi như là một thị trưởng không tồi. Có Trần Phong làm gương trước mặt, Giang Thiên lại biết rất rõ tính tình của Trần Phong, không dám mở miệng xin Trần Phong là đương nhiên. Giang Thiên muốn được thả ra bên ngoài, cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, không để Trần Phong thấy có bất cứ sai sót gì, cho nên y chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho tới khi được thả ra ngoài làm chủ quản. Hôm nay đột nhiên Giang Thiên nói tới chuyện gia đình với hắn. Có lẽ là Giang Thiên chờ lâu quá, hơi chút không còn kiên nhẫn. Quả nhiên Giang Thiên tiếp tục nói. Vốn đang muốn để anh chị chờ thêm vài năm nữa, chờ sau khi tôi được điều ra ngoài thì có thể chiếu cố cho họ một chút, nhưng hiện tại con của họ đã lớn, chỉ dựa vào thu nhập nhà nông thì không thể nuôi được hai đứa con trai của họ. Chị tôi không còn cách nào khác, đành phải nhờ tôi tìm một công việc cho anh rể ở thành phố. Bố trí một công việc không phải là khó, nhưng anh rể tôi là nông dân. Không có văn hóa, lại khá lớn tuổi, không có cách nào bố trí cả. Hơn nữa có cho anh ấy đi làm, anh ấy cũng không ngồi nổi một chỗ. Vừa lúc anh ấy có tay nghề, làm thợ xây không tồi. Nhà cửa mấy thôn xóm xung quanh đều có tay anh ấy tham gia xây dựng. Việc này, lần trước vừa lúc tôi vô tình nghe được chuyện công ty xây dựng Phương Nam, liền cảm thấy chủ nhiệm Hạ có quan hệ không tồi với một số công ty xây dựng, có lẽ sẽ có biện pháp. Giang Thiên nhìn Hạ Tưởng đầy vẻ chờ mong. Hạ Tưởng nghĩ tới cách đối nhân xử thế của Giang Thiên, dù không hiểu chi tiết tình cảnh gia đình của y nhưng cũng hiểu được rằng quãng đường y đi là hoàn toàn tự dựa vào phấn đấu của bản thân, được như ngày hôm nay đã là rất không dễ dàng, vừa cẩn thận chặt chẽ, vừa nguy cơ khắp nơi. Bản thân y là thư ký của thị trưởng, được như vậy cũng coi như là biết tự kiềm chế bản thân. Nếu so sánh với sự kiêu ngạo và ngông cuồng của Vũ Phái Dũng, quả thật khác nhau một trời một vực. Tuy rằng Giang Thiên hơi rụt rè, không đủ phóng khoáng,
tuy nhiên coi như là một đồng minh có thể lôi kéo. Đến thời điểm mấu chốt, y có ra tay giúp đỡ mình một phen hay không thì còn khó mà nói, nhưng ít ra sẽ không làm những chuyện ném đá xuống giếng. Hạ Tưởng cũng biết tâm tư của Giang Thiên, muốn mình ra mặt bố trí giúp anh rể của y tới công ty xây dựng một cách lặng lẽ. Đừng nói Trần Phong không biết, cho dù biết thì cùng lắm chỉ cười trừ. Hạ Tưởng lấy di động ra, ngay trước mặt Giang Thiên bấm gọi cho Lý Hồng Giang. Sếp Lý, công nhân của anh còn trống chỗ nào không? Lý Hồng Giang có lẽ cũng đang ăn cơm, nghe thấy trong điện thoại rất ồn ào. Sao lại hỏi thế, ông em, trống hay không chẳng phải chỉ là một câu nói của chú sao? Chú bảo trống tức là sẽ trống, cứ nói đi, bao nhiêu người? Hạ Tưởng liền che điện thoại lại, hỏi Giang Thiên. Anh rể của anh có thể mang tới bao nhiêu người? Giang Thiên giơ cả hai bàn tay. Khoảng 10 người. Hạ Tưởng liền nói với Lý Hồng Giang. 50 người đi, sau khi tới, em sẽ trực tiếp bảo tới tìm anh. Cố gắng bố trí công việc tốt một chút, còn nữa, thanh toán công trình nhanh một chút, đừng găm lại. Không phải người ngoài, cụ thể quan hệ thế nào anh cũng đừng hỏi. Dù sao cứ coi đây là người của em là được. Việc rất nhỏ, công ty xây dựng số 2 có 4 xí nghiệp thành viên, hiện tại cũng có không ít công trình, ok, 50 người. Đúng rồi ông em Hạ, tôi đang ăn cơm với mấy sếp tổng của công ty xây dựng số 3 và mấy công ty xây dựng của tỉnh. Có muốn làm quen một chút hay không? Bọn họ đều rất hâm mộ tốc độ lên chức của chú, cũng đều là quân chức kia của phó thị trưởng Tào, đều rất nhiệt tình. Tới đây đi, không có người ngoài đâu. Lý Hồng Giang nói rất to, Giang Thiên ở đối diện nghe thấy rất rõ ràng. Giang Thiên cảm thấy rất an tâm khi Hạ Tưởng không hề e ngại gì mà gọi điện thoại ngay trước mặt mình. Hạ Tưởng đúng là thật lòng giúp mình, làm việc không hề tính toán chi ly. Chương 195, người con gái mà Hạ Tưởng từng yêu nhất. Trong lòng y rất cảm kích Hạ Tưởng, dù sao y cũng chưa từng trợ giúp gì cho Hạ Tưởng làm đến thế này đã là rất nể mặt y. Giang Thiên biết rõ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong. Hạ Tưởng căn bản không cần y nói tốt trước mặt Trần Phong. Y cũng biết Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc đi lại rất chặt chẽ. Thật sự nếu xét về mạng lưới quan hệ, Hạ Tưởng mạnh hơn y rất nhiều. Cho nên nói Hạ Tưởng giúp y chính là tình cảm, không giúp y cũng chẳng sao. Nhưng Hạ Tưởng không chỉ giúp mà còn giúp rất thật lòng. Y tự nhủ phải nhớ kỹ ân tình này. Hạ Tưởng từ chối ý tốt của Lý Hồng Giang. Thay em xin lỗi mấy sếp tổng. Nói lần sau có cơ hội em sẽ mời họ. Hôm nay có việc, không đi được. Đừng dài dòng, chút việc nhỏ có gì đáng nói. Nếu cậu quá chén rồi thì khi nào tỉnh hãy nói chuyện. Lần sau tôi sẽ thu thập chú. Ha ha, không nói nữa, còn có khách. Giang Thiên nghĩ thầm, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng thật đúng là khổng lồ, không hề đơn giản. Không bao lâu nữa, hắn sẽ đứng vững căn cơ tại thành phố Yến. Nghĩ đến đây, Giang Thiên rót đầy chén rượu, nâng lên nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi sẽ không nói nhiều lời cảm tạ. Xin xem ở chén rượu này. Điều khiến Giang Thiên càng thêm cảm động là, Hạ Tưởng lại giải thích thêm một số hạng mục công việc cần chú ý, nói Giang Thiên dặn dò anh rể y, mang 50 người tới đây, sau một năm ít nhất có lẽ cũng kiếm được 100.000 tệ, nhưng phải mang những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, thân thể không có bệnh, còn phải chú ý tới an toàn. Trên công trường an toàn là thứ nhất, sợ nhất là tai nạn chết người. Nếu xảy ra tai nạn chết người, dù là ai cũng sẽ không thể bảo vệ được. Còn một điều nữa là, làm chủ thầu thì điều quan trọng nhất là phải đối xử tốt với công nhân, đừng bạc đãi họ, để cho họ an tâm làm việc mới không xảy ra loạn. Giang Thiên ghi nhớ kỹ trong lòng, y biết đó là những lời nói kinh nghiệm bản thân của Hạ Tưởng. Đi làm ăn cũng không dễ dàng, nhưng nếu gặp phải chuyện không may, vậy sẽ rất dễ xảy ra xui xẻo. Từ biệt Giang Thiên, Hạ Tưởng đang định đi thì lại bị Sở Tử Cao giữ lại, muốn xin ý kiến Hạ Tưởng về việc mở chi nhánh. Hạ Tưởng liền kiên nhẫn phân tích cho Sở Tử Cao một chút về triển vọng thị trường, mất hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng Sở Tử Cao cảm thấy mỹ mãn, rất cao hứng đưa cho Hạ Tưởng một cái túi. Chủ nhiệm Hạ, chút lễ vật nho nhỏ không đủ bày tỏ sự kính trọng của tôi. Hạ Tưởng cười đấm nhẹ y một quả. Còn làm trò với em phải không? Có phải gần đây em tới đây ăn cơm không trả tiền cho anh nên giờ anh muốn tính sổ em hả? Sở Tử Cao liên tục xua tay. Ông em Hạ, chú làm khó tôi phải không? Từ lần trước thị trưởng Trần, cục trưởng Tôn tới đây, công việc làm ăn của tôi nóng hẳn lên.
các lãnh đạo quận và thành phố đều thay nhau tới đây. Tôi còn chưa cho chú được chỗ gì tốt, chú lại nói trả tiền cơm cho tôi làm gì còn mặt mũi gặp ai nữa. Khuyên can mãi, Sở Tử Cao vẫn để túi đồ kia vào xe của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy y thật sự muốn tặng mình, cũng đành nhận lấy, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói. Lão Sở, anh chuẩn bị một phương án tỉ mỉ, sang năm công viên rừng rậm sẽ thành hình. Đến lúc đó mở một nhà hàng ở trong đó khẳng định sẽ làm ăn không tồi. Anh lập phương án xong thì giao cho em sẽ thay anh đưa cho nhà đầu tư khai phá khu này. Sở Tử Cao tươi cười, cho đến khi Hạ Tưởng đi rồi vẫn chưa khép miệng lại, suýt nữa thì vui sướng quá hoa tay múa chân. Y đã sớm bội phục ánh mắt chuẩn xác của Hạ Tưởng. Nếu hắn đã mở miệng, chắc chắn sẽ là một con đường phát tài. Hạ Tưởng lái xe quay về chỗ ở, khi ngang qua học viện âm nhạc, hắn vẫn không tự chủ được ngước nhìn lên khu giảng đường vài lần. Xuyên qua kính cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy những bóng người mờ mờ, có thon thả, có đầy đặn. Có lẽ bên trong có một cô gái đang tuổi trẻ xinh đẹp, rực rỡ nhất. Cô mang trong người một giấc mộng âm nhạc, đang soạn một khúc ca thanh xuân. Cô chính là Vệ Tân. Khi quen biết Hạ Tưởng, Vệ Tân đã tốt nghiệp đại học được 3 năm, làm ca sĩ ở một quán bar. Giọng ca của cô nhẹ nhàng, du dương nhưng luôn mang theo một cảm giác u buồn. Hơn nữa giọng của cô hơi khàn khàn rất đặc biệt, Hạ Tưởng chỉ nghe 2 lần đã trở nên say mê. Sau rất nhiều lần cố gắng, hắn mới làm quen được với Vệ Tân. Sau khi quen nhau, hắn mới biết cô tốt nghiệp học viện âm nhạc, chỉ cách học viện kiến trúc của hắn chừng 500 mét. Đời người ta có những cuộc gặp gỡ không thể nào tin nổi. Hạ Tưởng và Vệ Tân mới quen đã thân, rất nhanh chóng rơi vào bể tình, cũng sống với nhau rất nhanh. Hai người quấn quýt với nhau mấy năm nhưng cuối cùng vẫn không đi tới được hôn nhân. Ở thời khắc cuối cùng của hắn, hắn nghe được rằng Vệ Tân sắp gả cho người khác. Kỳ thật hiện tại nhớ lại, Vệ Tân gả cho người khác chưa chắc đã không hạnh phúc. Hạ Tưởng lắc đầu, xua tan những ý nghĩ lung tung trong đầu, lái xe đi ngang qua cửa học viện âm nhạc, chỉ để lại bóng dáng mấy tòa giảng đường của học viện âm nhạc lại phía sau. Chỉ có điều ngay trong nháy mắt đi ngang qua đó, đột nhiên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa xôi vang lên từ cửa học viện âm nhạc. Mặc dù xung quanh rất ồn ào, giọng của cô cũng không to, nhưng Hạ Tưởng vẫn nghe rất rõ ràng một câu nói gần như không thể quen thuộc hơn nhưng lại như không thể xa lạ hơn đối với hắn. Mẹ, điều kiện ở bệnh viện đại học y không? Tốc độ xe rất nhanh, không nghe được câu tiếp theo. Nhưng chỉ một câu nói này đã đủ khiến Hạ Tưởng xác định chủ nhân của giọng nói này là Vệ Tân. Trọn đời hắn không thể quên được giọng nói của Vệ Tân, bởi vì hắn yêu Vệ Tân, cũng chính bắt đầu từ yêu giọng nói của cô. Hạ Tưởng không dừng xe, hắn áp chế cơn kích động mãnh liệt trong lòng, một hơi lái xe thẳng về nhà. Kiếp này có thể không biết Vệ Tân, không gặp gỡ Vệ Tân thì hơn. Kiếp trước, có lẽ hắn chỉ gây cho Vệ Tân sự đau khổ và bơ vơ. Vệ Tân là một cô gái cực kỳ biết điều và cực kỳ kiên nhẫn. Sự săn sóc dịu dàng không bao giờ nổi giận của cô như thể một nguồn nước mát, chỉ mang tới cho người ta sự mát mẻ và ấm áp, ngoài ra không mang đến bất cứ thương tổn và khó chịu gì. Tình cảm của Vệ Tân giống như dòng nước mát, có lẽ chính bắt nguồn từ sự bất hạnh gia đình của cô. Khi Vệ Tân lên đại học thì mẹ cô mắc bệnh nặng qua đời, nguyên nhân là gia đình nghèo khó, không đủ tiền thuốc men chữa bệnh. Là con gái duy nhất trong nhà, Vệ Tân vừa phải hoàn thành lượng bài vở rất lớn ở học viện âm nhạc, vừa phải chăm sóc mẹ bị bệnh, vừa phải không ngừng đi làm thêm kiếm tiền. Sự mạnh mẽ của cô khác với Tiếu Giai. Tiếu Giai có sự cứng rắn và liều lĩnh, Vệ Tân chỉ có sự chắc chắn và kiên nhẫn vô cùng, lặng lẽ chịu đựng cuộc sống khó khăn. Cô không có quyết tâm oanh liệt sống một lần nhưng cô có sự kiên nhẫn và nghị lực từng giọt nước chảy đá mòn. Sau khi mẹ ốm chết, Vệ Tân dám cùng một lúc làm thuê mấy nơi, trả hết nợ gia đình, còn thanh toán đủ học phí của mình. Khi quen biết Hạ Tưởng, cô còn có một khoản tích lũy nhỏ, đáng tiếc sau này đều bị Hạ Tưởng kinh doanh thất bại tiêu hết sạch. Vệ Tân vẫn không hề có một câu oán giận, luôn ở phía sau Hạ Tưởng, quan tâm và ủng hộ hắn, cho hắn tất cả những gì một người phụ nữ có thể cho hắn. Vệ Tân từng là người phụ nữ mà Hạ Tưởng yêu nhất. Hạ Tưởng nằm trên giường, mãi không thể nào ngủ nổi. Nếu hắn đoán không nhầm, hiện tại đúng là lúc mẹ Vệ Tân bệnh nặng phải nằm bệnh viện. Trước kia hắn đã làm cô tổn thương rất nhiều, vốn kiếp này không muốn lại làm quen với cô, nhưng hiện tại lại muốn thay đổi chủ ý. Nhưng nếu gặp gỡ, hắn sẽ chỉ âm thầm giúp đỡ cô một chút,
cũng coi như bồi hoàn lại những gì cô đã dành cho hắn trước kia. Nhớ tới đủ chuyện cũ kiếp trước, rốt cục hắn không kìm nổi gọi cho Tiếu Giai một cú điện thoại. Hắn bịa ra một câu chuyện, nói hắn nghe một người bạn kể lại có một nữ sinh đại học rất kiên cường, vì chữa trị cho mẹ bị bệnh, cô vừa đi làm thuê vừa đi học, v.v. Hắn rất cảm động, cảm thấy cô rất đáng thương, cũng có điểm tương tự với Tiếu Giai, nên hắn nói Tiếu Giai cố gắng giúp cô ta chút gì đó. Ở bên kia điện thoại, Tiếu Giai cũng nức nở, cảm động lây. Khuya khoắt như vậy còn gọi điện thoại tới, vậy mà không nói chuyện gì dễ nghe, hại người ta phải thương tâm. Cô ấy tên là gì? Mẹ cô ấy nằm ở bệnh viện nào? Cô ấy tên là Vệ Tân. Mẹ cô ấy nằm ở bệnh viện Đại học Y. Anh muốn em làm gì? Liên hệ bệnh viện, chúng ta sẽ lo tất cả chi phí chữa bệnh cho mẹ cô ấy. Mặt khác, tốt nhất đừng để cô ấy biết. Hạ Tưởng thầm nghĩ mình trốn ở sau lưng, có thể tránh phát sinh điều gì với Vệ Tân thì nên cố hết sức tránh. Hiện tại hắn có Tào Thù Lê, có Tiếu Giai, còn có cả Liên Nhược Hạm vẫn đang lằng nhằng không rõ, như vậy đã quá đủ đau đầu. Tạm thời không nên dính thêm vào con gái nữa. Tiếu Giai hết thảy đồng ý. Hạ Tưởng nhớ tới quà Sở Tử Cao đưa, liền mở ra xem, thấy là một đôi đồng hồ tình nhân hiệu Longines. Một đôi này ít nhất cũng phải 10.000 tệ. Hắn cười cười, liền tiện tay đặt sang một bên. Tối thứ sáu, theo thường lệ hắn bị Tào Thù Lê gọi tới Tào gia. Ăn tối xong, Tào Vĩnh Quốc có chuyện nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cùng vào phòng sách với ông. Nếu có thể điều Lý Đinh Sơn trở lại thành phố Yến cũng là một chuyện tốt. Từ sự kiện Vũ Phái Dũng lần trước, Tào Vĩnh Quốc lại một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách của Cao Thành Tùng. Chỉ một thư ký đã kiêu ngạo tới mức đó, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân sau lưng tên thư ký đó càng không hề kiêng nể ai. Tuy nhiên sau sự kiện Hồng Chiêu Quảng bị điều đi, Tào Vĩnh Quốc chấn động, rốt cục hiểu được Sử Lão đứng sau lưng Lý Đinh Sơn đáng sợ tới mức nào. Vì sao Sử Lão có sức mạnh lớn tới vậy? Tào Vĩnh Quốc không đoán nổi. Mặc dù vậy, Lý Đinh Sơn vẫn đang ở tận huyện Bá xa xôi. Nếu chẳng may Vũ Phái Dũng tìm được cơ hội thu thập Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc tự cảm thấy mình sẽ không bảo vệ nổi Hạ Tưởng. Về phần Trần Phong, ông ta cũng không cần phải chống đối với Cao Thành Tùng chỉ vì Hạ Tưởng. Nói cách khác, đến lúc đó người duy nhất không tiếc hết thảy để bảo vệ Hạ Tưởng, và cũng là người có đủ năng lực bảo vệ Hạ Tưởng, chỉ còn lại một mình Lý Đinh Sơn. Sử Lão lui ra đã nhiều năm, cho dù còn lại quan hệ thì cũng là nhân tình, dùng lần nào là bớt lần đó. Cháu nghĩ Sử Lão sẽ không dễ dàng vận dụng những nhân tình hữu hạn đó, trừ khi là bí thư Lý tới lâm vào tình trạng sống còn. Mặc dù Hạ Tưởng không biết năng lực của Sử Lão vì sao lại lớn tới vậy, cũng không biết mạng lưới quan hệ của ông ta lớn tới mức nào, nhưng hắn cũng có thể nghĩ rằng hiện tại Sử Lão quả thật đang dùng tình cảm trước kia để trao đổi. Hắn cũng không cho rằng có lúc nào đó Sử Lão vận dụng nhân tình chỉ vì tiền đồ của mình. Cho dù Lý Đinh Sơn đồng ý, Sử Lão đáp ứng hay không còn phải xét. Tốt nhất là mọi việc phải dựa vào bản thân mình. Tào bá bá cứ yên tâm, cho dù Vũ Phái Dũng cố tình gây sự lần nữa, y cũng sẽ không thể ngay lập tức thò tay được tới Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Dù sao thành phố Yến cũng là thành phố cấp phó tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn không tiện thò tay vào, y chỉ là một thư ký lại càng danh bất chính, ngôn không thuận. Tào Vĩnh Quốc khẽ gật đầu. Cũng có đạo lý, tuy nhiên thế cục thành phố Yến rất phức tạp, mỗi người đều có chỗ dựa trên tỉnh. Gần đây Phó Thị trưởng Đàm Long cũng hoạt động rất mạnh, đưa ra rất nhiều đề nghị về việc cải tạo thôn nội đô. Trong đó có một việc là hủy bỏ văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Mặc dù bị thị trưởng Trần phủ quyết, nhưng từ đó có thể thấy được anh ta cảm thấy văn phòng tổ cải tạo rất vướng mắt. Ông bất đắc dĩ cười cười. Tôi tới Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không phải ngắn nhưng vẫn cảm giác bị bó tay bó chân ở khắp nơi. Ngoại trừ giúp thị trưởng Trần xử lý công việc hàng ngày, các công tác khác cũng không dễ triển khai. Bí thư Thôi dường như không hay hỏi tới sự tình của Ủy ban Nhân dân thành phố nhỉ. Hạ Tưởng hỏi, bề ngoài thì bí thư Thôi rất ủy quyền, không can thiệp nhiều lắm vào công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng phó bí thư Thành ủy Vương Bằng Phi thì không như vậy. Ông ta thường xuyên khoa tay múa chân vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho dù không phải phạm vi quản lý của ông ta cũng có khi phát biểu cái nhìn. Mọi người đều có thể thấy được, Vương Bằng Phi chính là người phát ngôn của bí thư Thôi. Ở huyện Bá có Hoàng Bằng Phi. Ở thành phố Yến lại có Vương Bằng Phi. Hạ Tưởng cười khổ, sao ai tên là Bằng Phi cũng đều cứng rắn như vậy,
ở đâu cũng thấy có, hơn nữa dường như còn luôn đối lập với hắn. Chẳng lẽ hắn và hai chữ Bằng Phi là xung khắc trời sinh sao? Hạ Tưởng liền kể lại sự kiện nguy hiểm khi Cao Tấn Chu thị sát công viên rừng rậm cho Tào Vĩnh Quốc nghe. Tào Vĩnh Quốc vẻ mặt trầm trọng. Cao Thành Tùng muốn tổ chức tỉnh Yến Thành bền chắc như thép nhưng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tuy nhiên thế lực của ông ta đúng là thâm căn cố đế, muốn động vào lợi ích của bọn họ là rất khó. Chỉ tiếc hiện tại trưởng ban Tống vẫn còn đang yên lặng. Gần đây cậu có tiếp xúc với ông ấy không? Ông ấy có lộ ra ý tưởng gì không? Không có. Gần đây Hạ Tưởng cũng không hay tới nhà Tống Chiêu Độ lắm, chỉ hai lần mà thôi. Tuy nhiên quan hệ giữa hắn và Tống Chiêu Độ đã gần lại không ít, chủ yếu là do Tống Nhất Phàm thích nói chuyện với hắn, thậm chí còn gọi mấy bạn học cùng tới trêu chọc hắn. Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tưởng chính là bản lĩnh có thể biểu hiện đủ vẻ thật thà và chất phác, khéo léo hóa giải xấu hổ. Cho nên mặc dù bị một đám nữ sinh 13, 14 tuổi vây khốn, hắn vẫn bình tĩnh khiến các cô ấy cảm thấy mưu kế của mình đã được thực hiện, xem như làm Tống Nhất Phàm rất mát mặt. Bởi vì có quan hệ của Tống Nhất Phàm, Tống Chiêu Độ cũng càng ngày càng cảm thấy Hạ Tưởng thân thiết hơn, cảm giác chàng trai này rất không tồi, có kiên nhẫn, có kiềm chế, ngay cả một đám nữ sinh cũng có thể xử lý ổn thỏa. Vợ Tống Chiêu Độ làm ở Bắc Kinh, ít khi trở về. Quan hệ giữa ông ta và con gái rất tốt. Nếu Tống Nhất Phàm thích nói chuyện với Hạ Tưởng, ông ta cũng yêu ai yêu cả đường đi, cũng có cảm giác thân thiết với Hạ Tưởng. Mặc dù vậy, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ giao lưu với nhau không nhiều. Lòng dạ Tống Chiêu Độ khá sâu, gần như rất ít khi nói chuyện công việc với y, chuyện về thế cục ở thành phố và ở tỉnh lại càng không nói tới. Tào Vĩnh Quốc không nói gì thêm mà lâm vào trầm tư. Hạ Tưởng cũng không quấy rầy ông, lặng lẽ rời khỏi phòng sách, vừa ra đến phòng khách đã bị Tào Thù Lê kéo tay. Ngày mai đưa em đi nhé. Hạ Tưởng liền phê bình cô. Chỉ biết chơi thôi, ngày mai em ở nhà học hành cho tốt, thiết kế công viên rừng rậm ngon lành vào. Hoàn thành tốt cả bài vở mà Cao lão giao nữa. Hiện tại dù đang nghỉ hè cũng không thể thả lỏng mình, đúng không? Tào Thù Lê bị Hạ Tưởng phê bình tới đầu óc choáng váng. Còn anh thì sao? Ngày mai anh có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Em không cần phải xen vào. Ngày mai hắn phải đưa Liên Nhược Hạm đi dự tiệc rượu, cũng không thể để Tào Thù Lê biết. Tào Thù Lê khẽ ừ một tiếng, nghe lời nói. Vậy em ở nhà học bài. Tuy nhiên anh cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ. Cứ như thể em làm gì sai vậy. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, em không làm gì sai mà hình như anh mới sai. Đây không phải là có tật giật mình à. Phải tạo ra khí thế uy hiếp em, đầu tiên là dọa cho em sợ, không cho em hỏi này hỏi nọ. Không ngờ câu tiếp theo của Tào Thù Lê suýt nữa làm Hạ Tưởng phát điên. Sáng mai em sẽ học hành tử tế, chiều mai sẽ đi tìm Liên tỷ tỷ. Anh cứ đi việc của anh, được không? Hạ Tưởng giật mình thon thót, đành phải tìm một lý do qua loa để tránh, khiến Tào Thù Lê tin tưởng rằng việc chính xác nhất ngày mai cô cần phải làm chính là, thành thật ở lại nhà, không cần nghĩ ngợi lung tung gì hết. Sáng thứ bảy, Hạ Tưởng liền ra khỏi nhà từ sớm, sợ Tào Thù Lê thay đổi ý nghĩ, quấn lấy mình. Bởi vì hẹn 3 giờ chiều, hiện tại mới đầu giờ sáng, Hạ Tưởng còn đang do dự không biết nên đi đâu thì di động đổ chuông. Là Liên Nhược Hạm gọi cho hắn. Anh có thể tới đây trước một chút không? Tham mưu giúp em xem mặc bộ quần áo nào thì hơn. Được rồi, ai bảo mình đang cần nhờ vả người ta cơ. Hạ Tưởng đành phải bắt xe tới chỗ Liên Nhược Hạm. Xe của hắn đang cho Trung Nghĩa Bình đi tập lái thêm cho thuần thục. Đi tới Hà Đường Nguyệt Sắc mất chừng một giờ, lại thật vất vả mới tìm được phòng của Liên Nhược Hạm. Đó là một căn phòng chừng 200 mét vuông. Sợ rằng chính là căn phòng xa hoa nhất thành phố Yến. Hắn gõ cửa đi vào, thấy Liên Nhược Hạm đang mặc một bộ lễ phục thanh lịch, duyên dáng, đang không ngừng soi đi soi lại trong gương. Thế nào, hợp chứ? Liên Nhược Hạm nhìn vào gương, nói với Hạ Tưởng ở phía sau. Eo nhỏ, mông tròn nảy, vạt áo dài, trên ngực hơi mở ra, lộ ra cái cổ trắng như tuyết và một phần của núi đôi ngạo nghễ, cao ngất. Hạ Tưởng nhìn gật đầu liên tục, khen không dứt miệng. Eo thon, mông cong có thể nói là hoàn mỹ, chân thon dài mà mềm mại, làm cho người ta tán thưởng. Không ngờ đó Nhược Hạm, dáng người của em không ngờ lại đẹp như vậy, trước kia đúng là không để ý thấy. Thật ra Hạ Tưởng vẫn còn một câu không nói ra,
hắn không ngờ ngực của Liên Nhược Hạm còn lớn hơn một chút so với Tiếu Giai và Tào Thù Lê, thậm chí còn không hề thua kém gì Mễ Huyên. Lạ thật, sao trước kia mình không để ý thấy ngực cô ấy cao như vậy chứ? Liên Nhược Hạm ửng hồng hai má. Anh nhìn lung tung cái gì thế? Thu ngay ánh mắt gian xảo kia của anh lại. Em cho anh nhìn là quần áo chứ không phải nhìn thân thể của em, không phải, không phải, là dáng người của em. Ôi, anh làm em tức chết. Hạ Tưởng cười xấu xa. Một ý nghĩa khác của quần áo hợp với người chính là bổ trợ cho thân hình hoàn mỹ, xét đến cùng chính là xem dáng người. Anh chỉ là trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng mà đi tới bản chất thôi. Hơn nữa cũng không phải người ngoài, anh nói hơi thẳng một chút thôi mà. Mà nói thật này, dáng người của em quả là không tồi, rất đầy đặn, rất đàn hồi. Chương 196, ân của mỹ nữ là khó hưởng thụ nhất. Anh lại nói bậy gì thế? Liên Nhược Hạm xấu hổ, giận dữ hỏi lại. Thân thể em đầy đặn, đàn hồi, làm sao anh biết? Hạ Tưởng nhanh mồm. Thì lần trước ở cao ốc quốc tế, chẳng phải là anh đã đẻ rồi sao? À, Liên Nhược Hạm đỏ mặt tới tận mang tai, ngay cả cổ cũng hồng lên. Anh, lần trước đã bảo là anh không được nhắc lại cơ mà. Vì nhớ rất rõ nên trong lòng Hạ Tưởng không khỏi ngứa ngáy. Thái độ thẹn thùng, phong thái yểu điệu. Cảnh xuân đầy phòng khi đó của Liên Nhược Hạm đúng là khiến hắn không thể nào quên được. Hắn cười xấu xa vẻ không chịu để yên. Cố ý đả kích em một chút, để sau này em càng thêm cố gắng, không thể thỏa mãn với hình thể hiện tại, phải tiếp tục rèn luyện, tiếp tục tiến bộ. Cũng không biết tại sao, Liên Nhược Hạm chợt nhấp nháy mắt, cắn môi, to gan hỏi. Vậy nếu em lại nằm xuống, anh có muốn thử độ đàn hồi nữa không? Vừa lớn mật vừa khiêu khích trắng trợn như vậy. Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền thấy ở giữa phòng có một chiếc giường rất rộng rãi, thoải mái, xa hoa, không khỏi có chút động tâm, tiến về phía trước, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liên Nhược Hạm, ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Em không hối hận chứ? Lưng Liên Nhược Hạm trắng như tuyết khiến người ta lóa mắt, lại có một mùi hương con gái dịu dịu. Hai người đứng sát cạnh nhau, chỉ cách lớp vải mỏng, cũng không khác gì lắm so với tiếp xúc da thịt. Hạ Tưởng có thể cảm giác được toàn thân Liên Nhược Hạm nóng bỏng, người cô như nhũn ra, gần như dựa hẳn vào trong ngực hắn. Giọng Liên Nhược Hạm nhẹ như mũi kêu. Chỉ cần anh hứa hẹn với em một câu, em sẽ tùy anh. Ngọn lửa của Hạ Tưởng lập tức biến mất, nếu hắn có thể hứa hẹn với Liên Nhược Hạm thì tốt rồi, nhưng hắn lại không thể. Hắn không thể lừa gạt cô, lại càng không muốn lừa gạt chính mình, mặc dù hắn cũng thừa nhận chính mình hơi vô sỉ, cũng muốn có được Liên Nhược Hạm. Nhưng đó chỉ là niềm ham thích nhất thời. Nếu muốn thật sự cùng với Liên Nhược Hạm, hắn sẽ không thể làm nổi. Hắn mượn cơ hội vỗ vỗ vào lưng Liên Nhược Hạm, thậm chí còn vỗ vào mông cô một cái, sau đó cười ha hả lùi lại sau một bước. Quả nhiên cực kỳ đàn hồi, cảm xúc hạng nhất, hay là em cũng thử độ đàn hồi của anh xem. Sóng mắt Liên Nhược Hạm như nhòa đi, chậm rãi hóa thành một giọt lệ. Đồ nhát gan, anh sợ em vậy sao? Cô mím môi. Vẻ mặt tủi thân và không cam lòng. Cho dù chỉ là một lời nói dối cũng không được sao. Chỉ cần lừa gạt em cao hứng, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho anh. Chẳng lẽ em thật sự không bằng cô bé Lê sao? Thật sự là không xứng đáng với anh sao? Tâm tình Hạ Tưởng cũng rất nặng nề, hắn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nói. Là anh không xứng với em. Nếu em chỉ là một cô gái bình thường, anh rất nguyện lòng được ở cùng một chỗ với em, nhưng... Gương mặt Liên Nhược Hạm khôi phục lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỏ tay Hạ Tưởng ra. Nếu em và gia tộc cắt đứt quan hệ thì sao? Đừng ngốc thế, quan hệ huyết thống nói cắt đứt là có thể cắt đứt được sao? Hạ Tưởng cười khổ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác chua xót. Hắn biết tình cảm của Liên Nhược Hạm, cũng biết cô là một người con gái dám yêu dám hận, nhưng gia tộc sau lưng cô tuyệt đối không cho phép cô và hắn ở chung một chỗ. Cho dù cô liều mạng hết thảy tranh thủ thu được cơ hội hai người ở cùng một chỗ thì tiền đồ và vận mệnh của Hạ Tưởng cũng không thể tránh khỏi bị gia tộc đó khống chế. Đây chính là kết quả mà Hạ Tưởng hoàn toàn không muốn trông thấy. Hơn nữa một khi hắn và Liên Nhược Hạm có quan hệ nam nữ, mà hắn lại không thể cưới cô, vậy gia tộc sau lưng cô tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để tiêu diệt hắn, cho nên hắn chỉ có thể buông tha Liên Nhược Hạm. Em là em gái của anh, được không? Không được. Em không có anh trai, cũng không muốn có anh trai. Liên Nhược Hạm miễn cưỡng cười, vẻ mặt kiên quyết.
coi như tấm lòng em đều cho chó ăn hết. Em không sao cả, kẻ lòng lang dạ sói là anh, không phải em. Hạ Tưởng không nói được gì để đáp lại. Cũng không cần Hạ Tưởng khuyên bảo, vẻ mặt Liên Nhược Hạm lại thản nhiên, không còn nói tới chuyện tình cảm nữa. Lần đầu tiên hai người nói chuyện trực tiếp về vấn đề tình cảm đã kết thúc như vậy. Trong lòng Hạ Tưởng cũng không hề thoải mái, hắn muốn dỗ dành Liên Nhược Hạm nhưng Liên Nhược Hạm lại không thèm để ý tới hắn. Hắn biết lỗi tại mình phụ lòng cô nên đành phải đối xử tốt với cô, còn phải kiên nhẫn nói chuyện để cô vui vẻ. Liên Nhược Hạm lại thử mấy bộ quần áo, khiến Hạ Tưởng cảm thán, dường như cô vĩnh viễn không bao giờ đổi hết quần áo. Cuối cùng quyết định một bộ, không ngờ là một bộ lễ phục màu trắng sữa, rất tương tự với bộ váy lụa mỏng màu trắng lần trước cô mặc ở cao ốc quốc tế. Liên Nhược Hạm bảo Hạ Tưởng đi dạo ở bờ hồ sen với cô, Hạ Tưởng đang cầu mà không được, lập tức cao hứng nhận lời. Hai người chậm rãi bước đi bên hồ nước lặng không chút gợn sóng, xung quanh là một mảng đồng ruộng rộng lớn. Bởi vì cách xa nội thành cho nên dù là ban ngày vẫn rất yên lặng, bên tai không hề có tiếng người, xe ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng gió lao xao theo cành lá rung rinh, mùi hương cây cỏ, còn có tiếng lá cỏ xoàn xoạt vang lên khi có làn gió thổi qua. Liên Nhược Hạm đi bên phải Hạ Tưởng, vừa đi vừa khẽ ngâm nga mấy câu hát, tâm tình dường như vui vẻ lên rất nhiều. Cho tới giờ Hạ Tưởng đã mấy lần muốn hỏi gia tộc cô rốt cục là gia tộc thế nào, tuy nhiên mỗi lần tới chỗ mấu chốt thì Liên Nhược Hạm luôn chuyển hướng đề tài, hoặc cố tình lờ đi, không nói cho hắn. Hắn chỉ biết rằng, không phải Liên Nhược Hạm cố ý giấu giếm mà là cô rất thông minh, biết có một số việc hắn không biết thì tốt hơn. Nhìn Liên Nhược Hạm đi tới đi lui một cách vui vẻ, còn thỉnh thoảng hái mấy lá cỏ, hắn cười nói. Giờ không nói anh là con nít xanh nữa à? Em chẳng những ít tuổi hơn anh mà tính tình cũng trẻ hơn anh nhiều. Này, gọi là chú đi. Liên Nhược Hạm không để ý tới hắn, lại dừng chân, chỉ ra hồ sen nói. Ở công viên rừng rậm, em cũng cho làm một hồ nước. Hồ nước ẩn sau rừng cây, sau đó ở giữa hồ xây một biệt thự. Được không? Nhà em cho em tới thành phố Yến là đầu tư kiếm tiền, không phải để em tới hưởng thụ. Em thì ngược lại, chỉ nghĩ làm sao ở cho thoải mái. Xây biệt thự như thế nào, liệu có phải xa rời việc chính không? Ai cần anh lo, em thích thế. Liên Nhược Hạm tức giận nói. Dù sao trong nhà cũng có tiền, hơn nữa triển vọng đầu tư của thành phố Yến rất tốt, lại có anh giúp đỡ, em còn sợ cái gì? Em đã muốn có một biệt thự thật tốt, không muốn ở đây nữa. Ở đây xa nội thành quá, lại còn không có cảm giác ở nhà. Hạ Tưởng đành phải mặc kệ cô. Gia đình cử em tới thành phố Yến. Vậy không tham gia vào quyết sách của em sao? À, đúng rồi, em bận rộn như thế, sao không kiếm một thư ký? Mọi quyết sách đều có người phụ trách, Cao Lão phụ trách triển khai dự án và quy hoạch tổng thể, thiết kế ra phương án sơ bộ thì báo cáo về tổng bộ. Sau khi tổng bộ phê chuẩn thì cho thực hiện, nhiệm vụ của em chính là ở lại thành phố Yến, làm người phát ngôn của gia tộc. Kỳ thật cũng không có nhiều việc, cần thư ký làm gì? Nói xong cô nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Hay là anh lừa một cô gái nào đó, giờ không tiện xử lý nên muốn bố trí tới chỗ em, để em giải quyết hậu quả cho anh. Hạ Tưởng vuốt mũi, nghĩ thầm rằng đừng có đoán chuẩn như vậy chứ. Sao tâm tư của phụ nữ còn thính hơn cả mũi linh cẩu vậy? Tuy nhiên Liên Nhược Hạm chỉ đoán đúng một nửa, đúng là hắn muốn giúp một cô gái, tuy nhiên hắn không lừa người ta. Thậm chí có thể nói, hắn còn chưa từng gặp mặt người ta. Đúng là một cô gái, tuy nhiên em đừng nói bừa, anh không biết cô ấy, hơn nữa cô ấy vẫn còn là sinh viên đại học. Là sinh viên thì không thích hợp làm cả ngày mà chỉ có thể làm bán thời gian. Hiện tại đang nghỉ hè, cô ấy cũng không về nhà chính là vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Hạ Tưởng cảm thấy nếu chỉ chi tiền để vệ tân chữa bệnh cho mẹ cô mới chỉ là chữa phần ngọn mà không phải là xử lý tận gốc, bởi vậy hắn muốn giúp cô tìm một công việc thật tốt, mới có thể giúp cô vượt qua được giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời này của cô. Như vậy cũng coi như cảm tạ cô đã cẩn thận quan tâm, chăm sóc hắn ở kiếp trước, coi như giảm bớt sự áy náy của hắn đối với cô. Hạ Tưởng lại kể cho Liên Nhược Hạm câu chuyện mà hắn đã bịa Tiếu Giai lúc trước. Liên Nhược Hạm phản ứng khá bình thản. Cô không có cảm giác đồng cảm như Tiếu Giai, cũng không có nhận thức gì về sự đau khổ của nhân gian, tuy nhiên Hạ Tưởng đã nói vậy, cô cũng gật đầu thuận theo. Rất đơn giản, công ty đang cần thư ký hành chính, có thể cho cô ấy đến văn phòng làm thêm,
tiền lương thì anh bảo bao nhiêu sẽ trả cho cô ấy bấy nhiêu. Hạ Tưởng không biết nói gì với phản ứng này của Liên Nhược Hạm, đành phải nói. Không phải cứ cho cô ấy ngồi chơi vẫn được nhận lương, cũng không được để cô ấy cảm thấy mình được quan tâm đặc biệt. Phải làm sao để cô ấy cảm giác tin tưởng mãnh liệt vào cuộc sống, lại khiến cô ấy không biết rằng hết thảy đều tới rất dễ dàng. Nếu không, sự trợ giúp của chúng ta cho cô ấy chỉ là nhất thời nhưng xét về lâu dài, sẽ hủy diệt sự kiên cường của cô ấy. Liên Nhược Hạm nghe vậy cảm thấy nhức đầu. Sao phải phiền toái như vậy chứ? Giúp người thì cứ ra mặt mà giúp, vì sao vừa muốn giúp vừa không muốn người ta biết? Quên đi, em mặc kệ. Anh cứ bố trí tốt đi, đến lúc đó nói với em một tiếng, em sẽ làm theo là được. Anh lắm đầu óc, làm việc lúc nào cũng thích lòng vòng, làm cho người ta không hiểu ra sao cả. Liên Nhược Hạm nói có ám chỉ nhưng Hạ Tưởng giả vờ không hiểu, chỉ tay về phía xa. Nhìn chuồn chuồn kìa. Liên Nhược Hạm chợt chỉ tay về phía sau Hạ Tưởng. Ai chà, cô bé Lê sao lại đến đây thế? Hạ Tưởng vốn không tin, tuy nhiên dù sao cũng chột dạ, vừa quay đầu lại liền cảm thấy bị đẩy, thân mình lảo đảo, ngã tùm xuống hồ nước. Liên Nhược Hạm thực hiện được mưu kế, che miệng cười. Được rồi, mùa đông năm trước anh hung ác với em, làm hại em bị bệnh mất mấy ngày, hôm nay xem như hòa nhé. Nước hồ không sâu lắm nhưng Hạ Tưởng vẫn ướt hết toàn thân. Vô cùng chật vật đi vào bờ, tự diễu. Có thể được nụ cười của Nhược Hạm, cho dù nhảy xuống biển cũng đáng. Một hồ nước nho nhỏ, không đáng giá để nhắc tới. Liên Nhược Hạm không cười nữa. Có bản lĩnh thì anh cứ nổi giận, bốc lửa, đập phá đồ đạc này nọ đi. Mùa đông năm trước, cô đối kháng với gia đình, lại bị bệnh một thời gian, tất cả đều vì kẻ vô tâm này. Hôm nay chỉ để hắn rơi xuống nước một lần thì căn bản là không hết giận. Cô vốn muốn trêu hắn thêm nhưng nhìn thấy bộ dạng ướt mềm của Hạ Tưởng, cô vừa buồn cười vừa cảm thấy thương tâm, đành phải kéo chặt tay hắn. Trở về phòng đi, tắm rửa một chút, em đi mua quần áo cho anh. Dù gì thì anh cũng coi như bạn trai giả của em, nếu ăn mặc xấu xí quá thì em sẽ mất mặt. Hạ Tưởng ướt sạch cả ví tiền, điện thoại di động cũng tiêu luôn. Trở lại phòng, tắm sạch sẽ xong, hắn mới ý thức được một vấn đề ác liệt, toàn bộ quần áo ướt hết. Liên Nhược Hạm lại không có quần áo đàn ông để hắn thay. Hắn đành phải quấn tạm tấm khăn trải giường, ngồi một bên nhìn Liên Nhược Hạm dùng máy sấy thổi khô quần áo cho hắn. Cuối cùng tuy quần áo cũng khô nhưng chúng nhăn nheo lại thành một đống, trông rất khó coi. Cho dù Hạ Tưởng không quá để ý tới việc ăn mặc nhưng cũng nghĩ rằng phải ở lại phòng, để Liên Nhược Hạm đi mua quần áo trở về. Liên Nhược Hạm mặc kệ, cũng không biết có phải cô muốn cho Hạ Tưởng xấu mặt hay không nhưng lý do của cô thì rất đầy đủ. Thời gian không còn kịp nữa rồi, tiệc rượu ở bên Tây Cầu, hiện tại chúng ta ở nội thành phía Đông, muốn tới khu chợ trung tâm mua quần áo thì phải mất 2, 3 giờ mới xong được. Cô nói cũng đúng cho nên Hạ Tưởng đành phải đau khổ đồng ý. Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, hắn vừa xuất hiện trong bộ quần áo nhăn nhúm tại siêu thị xịn nhất thành phố Yến, hơn nữa còn đi bên cạnh một mỹ nữ khí chất cao quý, tao nhã, quần áo đắt tiền, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lại phía hắn. Cho dù da mặt hắn có dày hơn nữa cũng cảm thấy mặt nóng, lưng lạnh. Lại nhìn vẻ cố nhịn cười của Liên Nhược Hạm ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông cực kỳ vui vẻ. Hạ Tưởng càng khẳng định đây là cô cố tình trêu hắn, cố tình đẩy hắn xuống nước, hại hắn mất mặt. Hắn vốn định nổi giận với cô, nhưng nhớ lại những gì đã làm mùa đông năm trước ở huyện Bá, cùng với trận bệnh nặng của cô ở Bắc Kinh, hắn lại mềm lòng, đành nói nhỏ với cô. Lần này em cảm thấy mỹ mãn rồi chứ? Tuy nhiên em đừng có đắc ý, người khác thấy chúng ta như vậy, khẳng định sẽ nghĩ em là một kẻ thích ngược đãi, anh là vì bị em ức hiếp nên mới thành bộ dạng thế này. Liên Nhược Hạm nghênh mặt lên, vẻ đắc ý. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào cũng được, dù sao em cao hứng là được rồi. Không phục à, không phục thì em sẽ có biện pháp làm anh càng mất mặt hơn nữa. Hạ Tưởng vội vàng xua tay, hắn thật sự tin rằng, nếu Liên Nhược Hạm muốn làm gì, có lẽ đủ mọi biện pháp kinh thế hãi tục cô cũng dám làm. Bởi vì đi vội vàng nên Hạ Tưởng quên mất ví tiền ở trong phòng. Kết quả đương nhiên là Liên Nhược Hạm chi trả cho toàn bộ đồ của Hạ Tưởng. Không chỉ đồ mới mẻ, đẹp đẽ từ trong ra ngoài mà còn cả di động mới. Mặc kệ là di động hay quần áo, Liên Nhược Hạm đều chọn mua loại tốt nhất, đắt nhất cho Hạ Tưởng, khiến các nhân viên phục vụ đều châu đầu ghé tai bàn tán. Kẻ nhát gan thì ghen tị thì thầm ở một góc,
kẻ to gan thì hâm mộ nói thẳng với Hạ Tưởng. Tiên sinh, bạn gái của anh tốt với anh thật đấy. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, anh thật là hạnh phúc. Hạ Tưởng quả thật là rất hạnh phúc muốn rơi lệ. Hiện tại hắn biết, hắn hoàn toàn bị Liên Nhược Hạm đùa nghịch rồi. Mua quần áo xong thì đi ăn cơm, cơm nước xong lại là Liên Nhược Hạm trả tiền. Tuy rằng Hạ Tưởng đã quen với ánh mắt cổ quái hoặc kinh ngạc hay khinh miệt của người khác, nhưng khi hắn bị nhân viên phục vụ dùng ánh mắt miệt thị đảo qua thì hắn vẫn không kìm nổi nói. Có phải em cố tình để ví tiền của anh lại trong phòng không, không cho anh mang đi chứ gì? Cố ý chơi anh hả? Đúng rồi đó. Liên Nhược Hạm xem như bẫy Hạ Tưởng được một lần, tự nhiên là rất vui vẻ. Cảm giác thế nào, có phải khiến cho lòng tự tôn đàn ông của anh bị đả kích không? Không có gì, thời hiện đại rồi, nam nữ bình đẳng. Hiện tại không ai quy định rằng khi ra ngoài thì nhất định phải là đàn ông trả tiền cả. Hạ Tưởng cố gắng tỏ vẻ thoải mái, sau đó lại nói nhỏ. Em đừng vội đắc ý, hôm nay tổng cộng chi hết bao nhiêu tiền, anh đều nhớ rõ hết rồi. Ngày mai anh sẽ trả lại em không thiếu một xu. Tiền dễ tính nhưng thể diện thì không thể tìm lại được. Liên Nhược Hạm thật sự giận Hạ Tưởng, nhớ lại chuyện trước kia, cô lại càng tức giận hơn. Giữa em và anh còn có thể tính toán rõ ràng như vậy sao? Khi ở huyện bá, anh âm thầm lợi dụng thân phận của em làm bao nhiêu việc. Em lại vì anh mạo hiểm phiêu lưu thế nào? Ở Bắc Kinh, suốt một mùa đông, em bị bệnh khổ sở như vậy, có được lời an ủi nào của anh không? Anh còn không biết xấu hổ tính toán này nọ. Anh tự nghĩ lại đi, anh nợ em như vậy có thể trả hết được sao? Hạ Tưởng xấu hổ, khi còn ở huyện bá, hắn đã nhiều lần lợi dụng Liên Nhược Hạm để tạo thế, vốn nghĩ rằng cô không biết, nhưng không ngờ trong lòng cô biết rất rõ, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Nghĩ lại, tuy rằng cô rất tùy hứng, có khi cũng rất ngạo mạn, nhưng từ đầu tới giờ vẫn làm rất nhiều điều vì hắn, vậy mà hắn không hề có chút gì đáp lại. Ân của mỹ nữ khó hưởng thụ nhất. Liên Nhược Hạm biết rõ bị hắn lừa nhưng vẫn cố ý mắc mưu, chính là muốn hắn hổ thẹn trong tâm, vĩnh viễn sinh ra sự áy náy trong lòng đối với cô. Ân của mỹ nhân sâu như biển, Hạ Tưởng chịu thua. Anh nhớ kỹ trong lòng. Tiệc rượu do Cao Kiến Viễn tổ chức là ở Tụ Hiền Trang Viên. Tụ Hiền Trang Viên ở phía tây thành phố Yến, chiếm một mảnh đất không nhỏ, cũng không biết là ai đặt tên, có chút cảm giác giang hồ. Tuy nhiên thiết kế của Tụ Hiền Trang Viên lại không hề cổ điển mà rất hiện đại, là mấy quần thể biệt thự lớn liên tiếp nhau, ngoài cửa có một tấm biển rất to rõ, không mời chớ vào. Hạ Tưởng chỉ mấy căn nhà to lớn trong Tụ Hiền Trang Viên, cười nói. Bên trong có phải là người hiền tụ tập hay không thì khó mà nói, nhưng chắc chắn là người giàu có. Hay là sửa thành Tụ Phú Trang Viên thì hơn. Liên Nhược Hạm không cho là đúng, nói. Kinh tế tỉnh Yến không được xếp hạng trong cả nước, toàn bộ tỉnh Yến có thể có bao nhiêu người giàu chứ? Chẳng qua chỉ là mấy bè phái nhỏ tự vui vẻ với nhau mà thôi. Hạ Tưởng toát mồ hôi, chênh lệch giữa người với người quả nhiên rất lớn. Liên Nhược Hạm nói vậy hắn không biết phải nói sao nữa. Nếu thật sự để những người bên trong nghe được, họ mà không kêu gào lên mới là lạ. Tuy nhiên phải nói thật, nếu xét từ vị trí của Liên Nhược Hạm, cô nói cũng chính là tình hình thực tế mà không phải nói ngoa. Đẳng cấp quyết định tầm mắt, Hạ Tưởng nhìn Liên Nhược Hạm trong bộ lễ phục, nói. Kể từ bây giờ, em là bạn gái của anh, hết thảy phải làm việc theo ánh mắt của anh, không được kiêu ngạo, không được khoa trương, không được ăn nói lung tung. Liên Nhược Hạm gật đầu cười nói. Có phải là cần dịu dàng, săn sóc để anh được nở mày nở mặt, để cho anh có tôn nghiêm của đàn ông phải không? Hạ Tưởng cao hứng liên tục gật đầu, Liên Nhược Hạm thản nhiên cười nói. Vậy để xem tâm tình của em thế nào đã. Nói vậy cũng tương đương với không nói. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Liên Nhược Hạm vẻ bất mãn, cô vẫn chỉ cười hì hì nhìn lại hắn. Bảo vệ cửa hỏi tên Hạ Tưởng xong, lập tức cho vào, xem ra là đã được bố trí thỏa đáng. Chiếc Land Rover đi trên con đường sỏi đá trong Tụ Hiền Trang Viên gây nên những âm thanh sàn sạt, làm cho người ta có cảm giác cổ xưa. Bên trong bài trí không tệ lắm, bãi đỗ xe, những biệt thự san sát, đài phun nước, quảng trường, ghế dài thư giãn, còn có cả một vườn hoa độc lập với hoa tươi nở rộ. Hết thảy khiến Hạ Tưởng không khỏi cảm thán, không ngờ thành phố Yến còn có một nơi bí ẩn như vậy, quả nhiên là nơi chuyên để giai cấp quyền quý hưởng thụ. Chương 197, xin chào, ba tôi là phó chủ tịch thường trực tỉnh.
xe vẫn chạy thẳng vào tận sâu trong trang viên, sau đó dừng lại ở trước một đại sảnh. Cửa đại sảnh đã đứng đầy người, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, có nam có nữ, đều tay cầm ly rượu đang chào hỏi nhau. Hạ Tưởng mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy Cao Kiến Viễn đang bị vây ở trung tâm. Chờ Liên Nhược Hạm dừng xe xong, Hạ Tưởng ngồi ở vị trí phụ lái, nói với cô. Chờ một chút sẽ có trò hay cho em xem, em sẽ hiểu vì sao anh muốn em làm lái xe. Trước khi tới tụ hiền trang viên, Hạ Tưởng đã trao đổi với Liên Nhược Hạm một chút, để cô làm lái xe cho hắn. Cho tới khi xe đi tới địa điểm tổ chức tiệc rượu, Liên Nhược Hạm vẫn còn hơi khó hiểu, tuy nhiên cô vẫn nghe theo sự bố trí của Hạ Tưởng. Xe vừa dừng lại ổn định, Cao Kiến Viễn đang trò chuyện với mọi người liền thấy ngay chiếc Land Rover cao lớn. Xe Land Rover chẳng những khiến người ta chú ý, còn là biển số Bắc Kinh, đương nhiên rất dễ nhận ra. Cao Kiến Viễn rẽ đám người ra, tiến tới cạnh xe, trịnh trọng mở cửa bên phụ xe, nho nhã, lễ độ nói. Mời Liên. Còn chưa dứt lời, y đã sững sờ tại chỗ, chỉ thấy Hạ Tưởng tươi cười bước xuống từ vị trí phó lái, vẻ mặt ngượng ngùng. Cao huynh, quá khách khí. Sao dám nhọc công Cao huynh mở cửa cho em chứ? Thật là khiến em được yêu mà lo sợ, không dám nhận, không dám nhận. Cao Kiến Viễn vẻ mặt xấu hổ, y không thể nào tưởng tượng được Liên Nhược Hạm lại lái xe cho Hạ Tưởng. Sao đàn ông lại để phụ nữ lái xe, như vậy có còn là đàn ông nữa không? Tuy nhiên y lại không thể nói những câu mắng chửi, thô lỗ được. Y có khổ trong lòng mà không thể nói ra, đành phải miễn cưỡng cười vui. Ông em Hạ và tôi mới quen đã thân, tôi mở cửa xe một chút cho ông em Hạ có tính là gì đâu. Đến đây, mau mời vào. Liên Nhược Hạm xuống xe, hơi che mặt để cố kìm không cười thành tiếng. Cô nghĩ thầm, Hạ Tưởng này quá xấu tính, dám cố tình trêu cợt Cao Kiến Viễn. Chẳng trách hắn muốn đổi sang ngồi vị trí lái phụ, hóa ra là muốn thể nghiệm cảm giác được công tử của bí thư tỉnh ủy mở cửa xe cho. Tất cả mọi người ở trước cửa đại sảnh đều trợn mắt há hốc mồm. Châu đầu ghé tai hỏi nhau xem Hạ Tưởng là ai, sao lại có thể diện lớn như vậy. Có thể khiến Cao Kiến Viễn chạy xuống thang chào đón còn chưa tính, không ngờ còn khiến Cao công tử mở cửa xe cho. Rốt cục hắn có lai lịch thế nào? Lại nhìn chiếc Land Rover biển số Bắc Kinh, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn là thái tử đảng ở thượng tầng Bắc Kinh? Chờ khi mọi người nhìn thấy Liên Nhược Hạm vô cùng xinh đẹp từ vị trí lái xe bước xuống, mọi người càng ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Ông trời ơi, hôm nay có thể thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, vậy mà không ngờ cô ta còn chịu làm lái xe cho Hạ Tưởng. Một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp làm lái xe cho một thanh niên trẻ tuổi, mà người thanh niên trẻ tuổi đó còn khiến đệ nhất công tử tỉnh Yến tự mình mở cửa đón chào. Hạ Tưởng xuất hiện một cách hào nhoáng, khiến hắn lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Liên Nhược Hạm khoác tay Hạ Tưởng, động tác rất tự nhiên thuần thục. Không hề có cảm giác giả vờ chút nào. Tuy Cao Kiến Viễn gặp phải cảnh tượng xấu hổ vừa rồi nhưng y khôi phục lại vẻ tự nhiên rất nhanh, liền tiến lên hơi khom người thi lễ với Liên Nhược Hạm với một hình tượng nho nhã, phong độ rất tiêu chuẩn. Hoan nghênh Liên Nhược Hạm tiểu thư đại giá quang lâm. Liên Nhược Hạm vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khẽ gật đầu. Cảm ơn đã mời, Cao tiên sinh có việc thì cứ đi làm đi, không cần tiếp đón chúng tôi. Hạ Tưởng ở một bên cười theo. Nghĩ thầm rằng mày đã thích ra vẻ nhân sĩ phong độ, vậy thì cứ cố mà duy trì đi. Duy trì phong độ tuy dối trá nhưng ít nhất thì bề ngoài cũng tốt hơn nhiều so với sự ngạo mạn, ngông cuồng của Vũ Phái Dũng. Cao Kiến Viễn tự mình đưa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm tiến vào đại sảnh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc nhòm ngó, đều không ngừng đoán giả đoán non xem Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm rốt cuộc là người như thế nào. Nếu ngay từ đầu là Liên Nhược Hạm ngồi ở ghế lái phụ, Cao Kiến Viễn tự mình mở cửa xe cho cô. Xét tới lễ tiết ưu tiên phụ nữ, cùng với vẻ đẹp kinh người của Liên Nhược Hạm, khẳng định người khác sẽ nghĩ rằng Cao Kiến Viễn là vì ngưỡng mộ người đẹp nên làm những chuyện này là để lấy lòng Liên Nhược Hạm. Đàn ông lấy lòng phụ nữ là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên, mọi người cũng sẽ không nghi ngờ lung tung, nhiều lắm chỉ cho rằng Cao Kiến Viễn muốn tiếp cận Liên Nhược Hạm, chỉ cười y trẻ tuổi phong lưu rồi cũng thôi. Nhưng vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Cao công tử đi tới chào đón. Mở cửa xe cho một người đàn ông, hơn nữa người đẹp kia nhìn qua chắc hẳn là bạn gái của hắn. Vậy mà Cao công tử vẫn giữ lễ, thậm chí lễ không nhẹ. Điều này khiến mọi người không tránh khỏi suy nghĩ này nọ, cho rằng người thanh niên kia khẳng định là có thân phận gì đó hơn người, mới khiến Cao công tử bỏ vẻ cao cao tại thượng,
nhiều lần thể hiện thiện ý như vậy. Kỳ thật Cao Kiến Viễn cũng không suy nghĩ nhiều lắm, y chỉ một mực muốn lấy lòng Liên Nhược Hạm, bởi vì y không chỉ si mê vẻ đẹp của Liên Nhược Hạm mà còn vô cùng hâm mộ gia tộc to lớn sau lưng cô. Cao Kiến Viễn cũng biết một phần lai lịch của Liên Nhược Hạm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng khẳng định là sâu hơn nhiều so với Hạ Tường. Bởi vì dù sao Cao Thành Tùng cũng là bí thư tỉnh ủy, có thể tiếp xúc với rất nhiều bí mật. Cao Thành Tùng cũng được nghe tới thế lực của gia tộc Liên Nhược Hạm, nhưng y cũng không rõ lắm gia tộc của Liên Nhược Hạm rốt cục nắm trong tay bao nhiêu của cải, có qua lại với bao nhiêu quan lớn cao cấp và bao nhiêu nhân vật số 1, số 2 của các tỉnh. Tuy nhiên có một điều Cao Thành Tùng cực kỳ hiểu, chính là mặc dù y là quan to nhất của một tỉnh, nhưng y lại không có căn cơ, chỉ giới hạn trong tỉnh Yến và có chút quan hệ ở Bắc Kinh. Nếu xét về sức ảnh hưởng trong cả nước, so sánh với gia tộc của Liên Nhược Hạm, y căn bản là không đáng nhắc tới. Mà gia tộc của Liên Nhược Hạm thì thâm căn cố đế, có đủ các loại quan hệ lằng nhằng, giống như một cây cổ thụ trăm tuổi, rễ sâu lá tốt, thân cây và tán cây ở trên mặt đất đã cực kỳ kinh người, nhưng bộ rễ ngầm đâm sâu và trải rộng tới đâu thì căn bản là không ai biết được. Cho dù là nhân vật tối cao muốn động vào gia tộc của Liên Nhược Hạm cũng không thể. Y thì khác hẳn. Một khi chỗ dựa của y ngã xuống, y không còn chỗ dựa vững chắc nữa, vậy thì có thể chỉ một đêm y sẽ mất đi tất cả. Loại nhà giàu mới nổi trong chính trị so sánh với đại gia tộc chẳng khác gì một cành cây không có gốc, bề ngoài nhìn thì hào nhoáng nhưng chỉ cần một cơn bão chính trị đi qua sẽ bị tan nát không còn chút gì. Khi Cao Thành Tùng nghe Cao Kiến Viễn tình cờ gặp Liên Nhược Hạm, y lập tức động tâm tư, lại thấy con trai mình có lòng mến mộ Liên Nhược Hạm, y liền cổ vũ Cao Kiến Viễn theo đuổi Liên Nhược Hạm. Cao Thành Tùng tính toán là, nếu Cao gia và gia tộc của Liên Nhược Hạm có quan hệ thông gia, như vậy địa vị của Cao gia là không gì có thể phá nổi. Đại gia tộc như của Liên Nhược Hạm sẽ không vì việc thay đổi triều đại chính trị cao tầng mà bị ảnh hưởng gì quá lớn. Ngay cả các nhân vật tối cao cũng cần phải mượn thế lực của gia tộc Liên Nhược Hạm mới có thể nắm giữ được đại cục. Cao Kiến Viễn cũng không quá yêu thích chính trị, thứ y muốn là vẻ phong độ và cuộc sống của tầng cao. Muốn tiêu không phải trả tiền và sinh hoạt xa hoa, mà chính trị thì không thể thỏa mãn yêu cầu của y. Bởi vì chính trị yêu cầu hàm súc, kín đáo. Sau khi trở thành nhân vật chính trị, cho dù có tiền cũng không thể có cuộc sống xa hoa. Về việc Liên Nhược Hạm là bạn gái của Hạ Tường, Cao Kiến Viễn vẫn thủy chung bán tín bán nghi. Với gia thế của Liên Nhược Hạm, cô không thể thích Hạ Tường được. Tuy nhiên, hôm nay chẳng những thấy Liên Nhược Hạm lái xe cho Hạ Tường, hơn nữa còn khoác tay hắn với vẻ rất tự nhiên, thành thạo, trong lòng y thoáng lạnh lẽo, không kìm nổi ghen tị với sự tốt số của Hạ Tường. Một thằng danh không quyền không thế, dựa vào cái gì mà được tiểu thư nhà họ Liên yêu ái, quả thực chính là ông trời bất công. Tuy nhiên y vẫn tỉ mỉ giữ phong độ của mình, không cho phép bản thân có chút thất lễ, cho nên y vẫn cưỡng chế sự ghen tị và bất mãn trong lòng, muốn để cho Liên Nhược Hạ một ấn tượng tốt, tự mình dẫn hai người vào đại sảnh. Đại sảnh bố trí rất xa hoa tráng lệ, nền lát bằng gạch đại lý, cột ốp cẩm thạch, đèn chùm pha lê. Dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, nơi đây toát lên một cảm giác xa hoa trụy lạc. Hạ Tường cứ tỏ vẻ cảm tạ Cao Kiến Viễn mãi. Cao Kiến Viễn cũng biết mình không thể nhiệt tình quá mức với hai người, nếu không người khác sẽ có cái nhìn, liền khách sáo vài câu rồi đi tiếp đãi người khác. Hạ Tường nhẹ nhàng ôm vòng eo thon của Liên Nhược Hạm, khẽ nói. Không ngờ em mặc lễ phục vào trông xinh đẹp thật đó, tỏa sáng bốn phương. Em xem, ngay cả Cao công tử cũng muốn quỳ dưới váy của em. Công tử của bí thư tỉnh ủy thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Em không thích là không thích. Liên Nhược Hạm cắn một quả anh đào, đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ hé mở, lộ ra hàm răng trắng bóc, vô tình toát ra một vẻ phong tình mê người. Hiện tại mới biết là em đẹp à? Hối hận vẫn còn kịp, nếu không thì cưới về nhà đi. Cho anh ngày nào cũng ngắm thoải mái. Hạ Tường ho khan một tiếng, hiện tại Liên Nhược Hạm càng ngày càng quyến rũ, cũng càng ngày càng to gan, có khi dụ dỗ một cách rất lộ liễu. Hắn vội uống một ngụm rượu, nâng chén ra hiệu với cô. Rượu cũng không tệ lắm, thử một chút xem, là bao nhiêu năm. Liên Nhược Hạm lộ vẻ thất vọng. Đàn ông kiểu gì thế? Không thử, đồ nhát gan. Hạ Tường giả vờ không nghe thấy. Chỉ tươi cười chào hỏi nói chuyện với những người xung quanh, cũng không để ý tới Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm cũng không để ý tới hắn, chỉ nói chuyện với mấy cô gái xung quanh.
trong tiệc rượu có khá đông người trong giới kinh doanh, bởi vậy có thể thấy được chí hướng của Cao Kiến Viễn cũng không ham thích quan trường mà là thương trường. Đương nhiên, ở đây cũng không thiếu con cháu các quan lớn, cũng không thể phân biệt được rõ ràng đâu là quan đâu là thương gia, nửa quan chức, nửa doanh nhân cũng có khối người. Thỉnh thoảng lại có người tới chủ động bắt chuyện với Hạ Tưởng, có cả nam cả nữ. Tất cả đều cảm thấy rất hứng thú đối với lai lịch của hắn. Đương nhiên, xung quanh Liên Nhược Hàm cũng có không ít người, còn có không ít kẻ trọng sắc khinh bạn tiến tới xun xoe, muốn được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Đối với những gã đàn ông tiến tới muốn làm thân, Liên Nhược Hàm một mực giữ thái độ thản nhiên, lạnh lùng như ánh trăng, tuyệt đối không hề để ý tới. Đối với những cô gái khác, cô còn có thể nói một vài câu chuyện đơn giản, tuy nhiên nếu gặp bất cứ câu hỏi nào, cô đều tránh không hề trả lời. Hạ Tưởng vừa mới nói chuyện một chút, bỗng thấy một thanh niên mặt gầy trắng nõn, mặc âu phục, đi tới trước mặt chủ động giơ tay ra. Phó chủ nhiệm Hạ, tôi là Phạm Tranh, đã sớm nghe nói tới đại danh của Phó chủ nhiệm Hạ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên rất phong độ, hơn nữa bạn gái cũng xinh đẹp như tiên nữ, thật sự làm cho người ta hâm mộ không thôi. Hạ Tưởng nghe đối phương gọi mình là Phó chủ nhiệm Hạ, biết y hẳn là người trong giới chính trị. Y đã biết chức vụ của mình, vậy cũng là kẻ chú ý tới cải tạo thôn nội đô, Hạ Tưởng khiêm tốn đáp. Tôi làm gì có tiếng tăm gì chứ, Phạm tiên sinh quá khách khí. Nếu Phạm tiên sinh biết tôi ở văn phòng tổ cải tạo, có lẽ anh cũng là người nhà nước nhỉ. Phạm Tranh cười ha hả, cũng không giấu giếm. Phó chủ nhiệm Hạ đoán đúng rồi, ba tôi là Phạm Duệ Hằng. Hóa ra là con trai của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng. Trong lòng Hạ Tưởng thầm giật mình, vừa mới xảy ra sự kiện Cao Tấn Chu bị đe dọa, mà Cao Tấn Chu lại cho rằng Phạm Duệ Hằng gây nên, hôm nay con trai Phạm Duệ Hằng là Phạm Tranh chủ động xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Phạm tiên sinh hiện tại đang công tác ở đâu? Mặc kệ đối phương có mục đích gì khi chủ động tới làm quen, Hạ Tưởng vẫn phải thực hiện đầy đủ vẻ xã giao cần thiết. Tôi vẫn đang đi học. Phạm Tranh quay đầu lại nhìn Liên Nhược Hàm, nói với vẻ rất lịch sự. Tiểu thư Liên, tôi tạm thời mượn Hạ Tưởng một chút, cô không có ý kiến gì chứ? Tôi sẽ trả lại cho cô ngay, chỉ nói mấy câu thôi. Liên Nhược Hàm rụt rè cười. Xin tự nhiên. Phạm Tranh mời Hạ Tưởng đi tới một góc yên lặng, y giơ chén rượu lên khẽ chạm cốc với Hạ Tưởng, thành thật nói. Thật không dám giấu giếm, Phó chủ nhiệm Hạ, hôm nay tôi tới tìm anh là có việc muốn nhờ. Tuy rằng lần đầu gặp mặt đã nhờ anh hỗ trợ là hơi mạo muội, nhưng tôi thấy Kiến Viễn và Phó chủ nhiệm Hạ quan hệ chặt chẽ, mà tôi với Kiến Viễn cũng không phải người ngoài, cho nên xét về quan hệ, giữa tôi và anh cũng không tính là quá xa, đúng không nào? Cao Kiến Viễn và mình có quan hệ chặt chẽ. Hạ Tưởng cười thầm, Phạm Tranh thật sự không có ánh mắt hay là cố ý đưa Cao Kiến Viễn ra để mình phải nể mặt. Nếu Phạm Tranh nói nhiều như vậy, hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước khi tới. Vậy cứ để y nói ra xem ý tứ y thế nào. Hạ Tưởng liền thuận thế nói. Cao huynh đối nhân xử thế rất có phong độ, làm người ta có cảm giác như ở nhà. Tôi rất nguyện ý trở thành bạn tốt tri kỷ của anh ấy. Nếu Phạm tiên sinh đã nói vậy, có chuyện gì cứ thoải mái nói, tôi sẽ cố hết sức. Phạm Tranh đưa tay lên vuốt mũi. Động tác này hơi giống với thói quen của Hạ Tưởng. Y lại nheo mắt nhìn Hạ Tưởng vài lần như thể đánh giá xem lời nói của Hạ Tưởng có mấy phần chân thành, sau đó y cười cười, nói. Đối với triển vọng cải tạo Tiểu Vương Trang, Phó chủ nhiệm Hạ có ý kiến gì không? Tiểu Vương Trang là trọng điểm kế tiếp trong việc cải tạo thôn nội đô, bởi Tiểu Vương Trang rất gần với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy Tiểu Vương Trang ở bên Tây Cầu nhưng bởi vì trong phạm vi 3 km lấy tâm từ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tất cả các hạng mục phương tiện đều có rất đầy đủ, nhà trẻ, tiểu học, trung học, v.v. Hơn nữa còn là những trường học nổi tiếng nhất thành phố Yên. Đó là chưa nói tới các phương tiện, tiện nghi công cộng cũng cực kỳ đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ riêng hệ thống sưởi hơi mùa đông hàng năm cũng đã cao hơn mấy độ so với những nơi khác, còn có thủy điện, giao thông đều được ưu tiên cung ứng. Nói cách khác, nếu khai phá Tiểu Vương Trang thành khu đô thị mới, dựa theo nguyên tắc gần đâu nhập học đấy. Chỉ cần mua nhà ở Tiểu Vương Trang, chẳng khác nào có tư cách được tới học tại các trường của tỉnh ủy. Điều kiện tiên quyết là có thể cho con tới học tại trường của tỉnh ủy, vì thế khu đô thị mới này chỉ cần mới khai trương, các bậc cha mẹ chú trọng tới việc giáo dục con cái sẽ chen chúc nhau tới mua. Cho dù giá cả ở đây đắt hơn cả ngàn tệ mỗi mét vuông so với khu vực xung quanh,
tất cả phòng ốc đều sẽ bị tranh đoạt hết cả. Trong mắt tất cả các nhà đầu tư khai phá, Tiểu Vương Trang là một miếng thịt ngon lành, béo bở. Cũng chính bởi vì vị trí địa lý đặc thù của Tiểu Vương Trang, cho nên thành phố mới chậm chạp không quyết tâm triển khai. Bởi vì Trần Phong biết, đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Tiểu Vương Trang, từ tỉnh cho tới thành phố đều muốn nhúng một tay vào. Các thế lực trong thành phố cũng đều nóng lòng muốn thử, hơn nữa trên tỉnh cũng đã có người sớm nói với Trần Phong, nếu triển khai cải tạo Tiểu Vương Trang, trước tiên thông báo với y một tiếng. Trong khi còn chưa nghĩ ra sách lược hoàn hảo để đối phó với củ khoai lang nóng bỏng tay này, đột nhiên Hạ Tưởng bị nhét củ khoai lang đó vào tay, điều này khiến hắn cảnh giác thêm mấy phần. Tạm thời thành phố còn chưa có chính sách liên quan, tôi chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ của văn phòng tổ cải tạo, chỉ có thể chấp hành chính sách, làm gì có ý kiến gì chứ? Hạ Tưởng khiêm tốn, cẩn thận cười. Phạm tiên sinh có ý tưởng gì hay không? Phạm Tranh cười đầy hàm ý, trầm mặc một lát mới nói. Phó chủ nhiệm Hạ có lẽ cảm thấy tôi hơi mạo muội hoặc là cảm thấy chúng ta mới quen biết nhau đã nói những chuyện sâu xa. Điều này tôi cũng lý giải được, tuy rằng cấp bậc của phó chủ nhiệm Hạ không cao, cấp phòng ở tỉnh thành này quả thật không đáng nhắc tới, nhưng lại ở vị trí mấu chốt. Người khác không biết rõ văn phòng tổ cải tạo như thế nào nhưng trong lòng tôi thì biết rất rõ. Chớ quên ba tôi là phó chủ tịch thường trực tỉnh, chỉ cần phó chủ nhiệm Hạ giúp tôi nắm lấy Tiểu Vương Trang, ân oán giữa anh và thư ký Vũ cứ để tôi hóa giải. Hắn ta không nể mặt tôi thì ít nhất cũng phải nể mặt ba tôi, đúng không nào? Nói thẳng hơi khó nghe, nếu hắn ta thật sự không nể mặt ba tôi có đủ biện pháp để thu thập hắn. Hắn chỉ là thư ký của bí thư cao mà không phải là bí thư cao. Phạm Tranh nói chuyện giọng điệu ôn hòa nhưng trong lời nói lại lộ ra ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Hạ Tưởng hiểu ý của y, nếu y có thể khiến Vũ Phái Dũng nhượng bộ, cũng có nghĩa là nói với mình, y cũng có đủ năng lực mượn tay Vũ Phái Dũng thu thập mình. Hạ Tưởng không khỏi cười khổ. Phạm tiên sinh, anh đúng là đề cao một phó chủ nhiệm nho nhỏ như tôi. Thư ký Vũ kể cũng lạ, anh ta quyền cao chức trọng, sao phải băn khoăn về tôi chứ? Tôi cũng nói thật. Tiểu Vương Trang không thuộc quyền sở hữu của tôi nói không hề có tác động gì, tôi cũng không thể ảnh hưởng tới quyết định của thị trưởng Trần. Xét thể diện của anh và của Cao Huynh, nếu thị trưởng Trần hỏi ý kiến của tôi khẳng định sẽ đề cử anh. Nhưng nếu thị trưởng Trần không tham khảo ý kiến của tôi cũng bất lực. Phạm Tranh hồi lâu không nói gì, trên mặt biến đổi bất định. Hạ Tưởng cũng thầm buồn bực trong lòng, Phạm Tranh vừa gặp mặt đã đề xuất một yêu cầu quá mức. Hơn nữa còn là việc hắn không có khả năng hoàn thành, có lẽ là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó chăng? Cho dù bên ngoài vẫn tuyên truyền rằng hắn là người của Trần Phong, nhưng ai mà tin được là hắn có đủ ảnh hưởng để thay đổi quyết định của Trần Phong chứ? Nói đùa à, hắn chỉ là cấp dưới của Trần Phong, không phải quân sư cho Trần Phong, lại càng không phải là bạn bè, đồng minh của Trần Phong. Chương 198, bản lĩnh hại người của Hạ Tưởng cũng là hạng nhất. Không khí hơi tẻ nhạt. Hạ Tưởng đành phải nói. Phạm tiên sinh, nếu anh muốn nắm lấy Tiểu Vương Trang, hẳn là cũng biết thành phố có yêu cầu rất cao đối với nhà đầu tư tới xây dựng. Anh chuẩn bị dùng danh nghĩa gì để tham gia đấu thầu? Tôi và Kiến Viễn mới thành lập một công ty bất động sản, đăng ký tài chính 10 triệu, pháp nhân là Nghiêm Tiểu Thì, là em họ tôi. Ý của Kiến Viễn là nhân cơ hội thành phố Yến triển khai cải tạo thôn nội đô, sẽ ra tay vùng vẫy. Đương nhiên sẽ không thể thiếu các bạn bè khắp nơi ủng hộ, nhất là phó chủ nhiệm Hạ. Phạm Tranh nói chuyện khá thẳng thắn, cũng có vẻ là nói thật. Trong lòng Hạ Tưởng thoáng động, cảm thấy tuy rằng y hơi trắng trợn nhưng ít ra vẫn còn đáng yêu hơn rất nhiều so với Cao Kiến Viễn lúc nào cũng tỏ vẻ thâm trầm và làm bộ đường hoàng, chững chạc. Hoặc cũng có thể nói, Phạm Tranh dễ lợi dụng hơn. Dựa vào cái gì Phạm tiên sinh cho rằng tôi có thể ảnh hưởng tới quyết định của thị trưởng Trần? Điều khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú không phải là quan hệ giữa Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, cũng không phải dựa vào cái gì mà Phạm Tranh cho rằng Phạm Duệ Hằng có thể thu phục Vũ Phái Dũng, mà là hình như Phạm Tranh khá xem trọng mình. Ngay cả Hạ Tưởng cũng không tin rằng lời nói của mình sẽ được Trần Phong coi trọng để tham khảo. Phạm Tranh thấy Hạ Tưởng dường như có vẻ động tâm, liền hứng thú trở lại. Trên tỉnh đều đã tuyên truyền, nói là trong hội nghị quy hoạch. Phó chủ nhiệm Hạ dù không được thông báo trước đó nhưng chỉ một lời nói đã đi vào tâm khảm của thị trưởng Trần. Hơn nữa vì bảo vệ anh mà thị trưởng Trần thậm chí còn không thèm nể mặt thư ký Vũ. Tất cả mọi người đều nói,
anh chính là ái tướng tướng được yêu quý bậc nhất, là người tuyệt đối tâm phúc, là mưu sĩ của thị trưởng Trần, cho nên tôi và Kiến Viễn đã thảo luận với nhau, muốn tìm anh hỗ trợ. Hạ Tưởng thấy y thật sự hơi đáng yêu, liền hỏi lại. Phó chủ tịch tỉnh Phạm chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa Cao Huynh lại là công tử của Bí Thư Cao, chỉ cần Bí Thư Cao nói một câu, thị trưởng Trần chắc chắn sẽ phải nể mặt. Phó chủ nhiệm Hạ, cụ thể thế này, tôi và Kiến Viễn tìm anh ra mặt, thứ nhất là vì coi trọng quan hệ của anh với thị trưởng Trần, thứ hai là công ty của tôi và Kiến Viễn lập ra giấu ba tôi và Bí Thư Cao, không dám cho họ biết. Bí Thư Cao có phản đối Kiến Viễn nhúng tay vào bất động sản hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng ba tôi thì tuyệt đối không cho phép tôi làm như vậy. Cho nên, vừa lúc hôm nay Kiến Viễn nói anh muốn tới, tôi liền nghĩ nhờ anh giúp cho một chút. Tất cả mọi người đều là thanh niên, giúp hay không giúp cứ nói thẳng một câu, không cần dài dòng. Phạm Tranh có vẻ không kiên nhẫn, khi nói chuyện không tránh khỏi có một chút tức giận. Nói vài câu trước mặt thị trưởng Trần thì không thành vấn đề. Tôi và Kiến Viễn cũng quen biết nhau một thời gian, tuy không kết giao nhiều lắm nhưng cũng coi như bạn bè không tồi, làm việc cho bạn bè là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, ông em Phạm đối nhân xử thế cũng rất khá, tôi thấy cũng là một người đáng để kết giao bạn bè. Hạ Tưởng quyết định ý tưởng, Tiểu Vương Trang là một vũng nước đục, đến lúc đó chắc chắn rằng thế lực các nơi sẽ tranh đấu ác liệt, dù sao loạn thì cũng là loạn rồi, thêm Phạm Tranh vào chỉ là loạn càng thêm loạn mà thôi. Hơn nữa cả Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh đều chưa từng đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, mạo muội tiến vào chắc chắn sẽ có nhiều lỗ hổng để mình lợi dụng. Tuy nhiên Tiểu Vương Trang là một miếng thịt ngon, khẳng định là sẽ có nhiều người tranh cướp. Đến lúc đó thị trưởng Trần cũng sẽ vô cùng khó xử, nếu chẳng may lại có kẻ nào đó sử dụng những thủ đoạn không ở trên mặt bàn thì tôi cũng không dễ ứng phó. Nói rõ đi, Hạ ca, ai là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất? Tôi muốn gặp họ. Thấy Hạ Tưởng có vẻ cởi mở ra, Phạm Tranh rất cao hứng, không tránh khỏi mạnh miệng hẳn lên. Nếu nói về mấy thứ âm mưu, thủ đoạn thì đó chính là sở trường của tôi. Tôi quen biết một gã tên là Lưu Hắc Bì, thủ hạ của hắn có một đám anh em, có thể làm một ít việc đánh nhau, gây rối này nọ. Không đánh đã khai, Phạm Tranh này đúng là một kẻ dở hơi. So với Cao Kiến Viễn đầy tâm cơ, Vũ Phái Dũng đầy kiêu ngạo, Phạm Tranh này chỉ là một kẻ thuộc thái tử đảng chưa biết gì về đời nhưng lại tự cho mình là đúng. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại thích tính cách này của y. Không ngờ việc đe dọa Cao Tấn Chu lại là sản phẩm của Phạm Tranh. Hạ Tưởng vẫn còn có cảm giác hơi choáng vì thu được tin tức này mà chẳng tốn chút công phu, liền hỏi tiếp. Lưu Hắc Bì đáng tin không? Hắn ta có kinh nghiệm xử lý những sự việc lớn hay không? Phạm Tranh quả nhiên quá đơn giản, lập tức gật đầu đáp. Có thể tin tưởng được, không thành vấn đề. Hắn ta còn vừa giúp tôi làm một việc rất tốt, chính là tìm người hù dọa Cao Tấn Chu. Biết Cao Tấn Chu không? Chính là phó chủ tịch tỉnh hàng không từ Bắc Kinh tới, nghe nói khá có lai lịch, lại trẻ tuổi. Nghe đồn là hắn ta đến thay thế ba tôi bảo Lưu Hắc Bì cho hắn ta biết màu sắc một chút, cho hắn biết rằng Bắc Kinh là Bắc Kinh, tỉnh Yến là tỉnh Yến. Bỗng nhiên Phạm Tranh lại nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi với vẻ khẩn trương. Anh không phải là người của Cao Tấn Chu đấy chứ? Sao tôi nghe nói hắn ta rất chiếu cố cho tập đoàn Viễn Cảnh? Mà tập đoàn Viễn Cảnh lại chỉ định anh là người liên lạc và quản lý nhỉ. Còn không tính là quá ngốc, rốt cục cũng nghĩ tới điểm này. Hạ Tưởng liền cười rất chân thành. Tôi là người tỉnh Yến, làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố, không hề quen biết với Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Ông em Phạm, vừa rồi cậu còn nói tôi là người của thị trưởng Trần, chỉ chớp mắt lại nói tôi là người của Phó Chủ tịch tỉnh Cao, cậu cũng đề cao tôi quá mức rồi nhỉ. Cũng đúng. Hiện tại anh chỉ có thể là người của thị trưởng Trần. Anh đừng nói nữa, Hạ ca, thị trưởng Trần là người lợi hại, toàn bộ tỉnh đều biết rõ, thể diện của những người bình thường trước mặt ông ta là vô dụng, nếu không thì mọi người cũng không phải nhờ tới anh, đúng không nào? Thế nào, giúp anh em một phen, về sau lợi ích cũng không thể thiếu phần của anh. Còn nữa, anh nói xem, rốt cục ai mới là người cạnh tranh mạnh nhất? Tôi nghĩ, bất động sản Cát Thành cũng muốn nhất định nắm lấy Tiểu Vương Trang. Ông em đã nghe chuyện phố Nhị Thập Lý chưa? Lúc ấy một công ty bất động sản khác sắp sửa bắt được vào tay, kết quả cuối cùng bất động sản Cát Thành đột nhiên xuất hiện, dám cướp lấy phố Nhị Thập Lý từ trong tay người khác. Lúc đó thị trưởng Trần cũng khó xử rất lâu, cuối cùng không có cách nào đành phải khuất phục. Phạm Tranh mở to hai mắt.
bất động sản Cát Thành có lai lịch gì mà ngông cuồng như vậy? Để lát nữa tôi tra bọn chúng. Nếu bọn chúng dám dùng chiêu đó với bất động sản lĩnh tiên của tôi phải giết chúng. Ngay cả chỗ dựa của bất động sản Cát Thành là ai mà Phạm Tranh còn không biết, hơn nữa cũng không biết chuyện phố Nhị Thập Lý, chứng minh y hoàn toàn không hiểu gì về thị trường bất động sản thành phố Yến. Vậy mà y dám cầm nguồn tài chính 10 triệu tiến quân vào lĩnh vực bất động sản sao? Chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. 10 triệu nhìn có vẻ nhiều, tuy nhiên trong ngành bất động sản thì thậm chí còn không khuấy lên nổi một chút bọt nước. Hạ Tưởng ước tính, 10 triệu này chắc chắn là dùng thủ đoạn bất chính mượn tạm từ một công ty nhà nước nào đó. Nói là mượn, chắc chắn là mượn mà không trả. Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến về những lời nói ác độc Phạm Tranh vừa nói. Hắn đang muốn nói vài câu thăm dò Phạm Tranh thêm thì bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng tươi cười đi tới, vừa mở miệng đã phát ra giọng nói phổ thông êm dịu của Phương Nam. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh chính là phó chủ nhiệm Hạ Tưởng nhỉ? Thiếu nữ diễm lệ động lòng người, một thân lễ phục đỏ thẫm tôn lên dáng người thon thả, tinh tế mê người. Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp cổ điển, nhất là cặp mắt rất to, rất sáng, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, thuộc vẻ đẹp tinh tế mê người của con gái vùng sông nước Giang Nam. Hạ Tưởng hơi buồn bực gãi đầu, cười vẻ thật thà. Tôi cũng không biết mình trở nên nổi tiếng như vậy từ khi nào nữa. Xin thỉnh giáo. Thiếu nữ chủ động giơ tay phải ra. Nghiêm Tiểu Thì, bất động sản lĩnh tiên. Rất vui được làm quen với phó chủ nhiệm Hạ. Phạm Tranh ở một bên nói chen vào. Em họ tôi, người tỉnh Giang Nam, là pháp nhân của bất động sản lĩnh tiên. Sau này không thể thiếu giao thiệp với phó chủ nhiệm Hạ, phó chủ nhiệm Hạ cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng liền gật đầu cười. Đương nhiên, nếu đã là em họ của ông em Phạm, vậy cũng coi như em họ của tôi. Sau này gọi là Nghiêm Tiểu Thư hay là gọi em họ thì hơn nhỉ? Khi Nghiêm Tiểu Thì cười, hàng mi nhếch lên, cặp mắt hơi híp lại, môi cũng cong cong, toàn bộ khuôn mặt đều hình thành những đường cong rất dễ thương. Cô cười hì hì, nói. Phó chủ nhiệm Hạ quả thật là hài hước, Phạm Tranh là anh họ của tôi nhưng anh ấy chưa từng gọi thẳng tôi là em họ. Nếu phó chủ nhiệm Hạ muốn gọi tôi là em họ cũng được, tôi không ngại, chỉ sợ bạn gái của anh sẽ ghen thôi. Sao lại thế chứ? Hạ Tưởng cố ý hòa hảo với Nghiêm Tiểu Thì. Nhìn cô thấy tuổi không lớn, có lẽ chỉ 24, 25 tuổi, chỉ ít tuổi hơn Phạm Tranh một chút nhưng lại có cảm giác thành thục, chín chắn hơn, bởi vậy hắn cố ý thử phản ứng của cô. Bạn gái của anh trẻ tuổi hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, hơn nữa cũng lợi hại hơn tôi. Tôi không dám để cô ấy giận đâu. Nghiêm Tiểu Thì vỗ vỗ ngực, như thể bị giật mình sợ hãi. Vừa rồi có một quý ông muốn mời cô ấy khiêu vũ, bị cô ấy từ chối không chút khách khí, làm người ta sượng mặt ngay tại chỗ, thật sự là rất cá tính. Nghiêm Tiểu Thì nói vậy không hiểu là tán thưởng hay là châm chọc. Cử chỉ của cô rất tự nhiên, thoải mái, làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hạ Tưởng nghĩ thầm con gái Phương Bắc và Phương Nam quả nhiên là khác nhau rất lớn. Con gái Phương Nam uyển chuyển, kín đáo, giỏi về tâm kế, nhưng dịu dàng có thừa mà phóng khoáng thì không đủ. Con gái Phương Bắc thì đầy hào khí, từ trong cốt tủy đã có tính kích động, nhất là Liên Nhược Hạm là người Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, lại xuất thân từ thế gia, có chút ngạo khí và tùy hứng là không thể tránh được. So với sự ngạo mạn và cao cao tại thượng không thèm để ý tới ai của Sử Khiết, Liên Nhược Hạm dù tùy hứng nhưng vẫn có nguyên tắc, cũng không ỷ thế hiếp người. Theo Hạ Tưởng thấy thì như vậy vẫn coi như là tốt tính hiếm có. Bình thường cô ấy cũng rất tốt, chỉ có điều đôi khi hơi tùy hứng. Tuy nhiên sẽ tuyệt đối không cố tình gây sự, lại càng không chủ động trêu chọc người khác. Quý ông vừa rồi bị cô ấy làm cho sượng mặt chắc hẳn là vì rằng co với cô ấy mãi không để yên nên mới khiến cô ấy tức giận. Mặc kệ thái độ của Nghiêm Tiểu thì thế nào, Hạ Tưởng vẫn rất nghiêm túc bảo vệ cho Liên Nhược Hạm. Nghiêm Tiểu thì tán thưởng. Phó chủ nhiệm Hạ tốt với bạn gái thật, quả là khiến người ta hâm mộ. Đúng là quý ông vừa rồi cũng hơi quá mức. Không đánh gãy hai cái răng cửa của hắn đã là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Nghiêm Tiểu thì còn chưa dứt lời, giọng của Liên Nhược Hạm đã đột nhiên vang lên từ phía sau. Tiếp đó Liên Nhược Hạm bước tới, rất tự nhiên khoác tay Hạ Tưởng. Hay là anh ra giúp em bớt giận đi. Hạ Tưởng không thèm để ý tới câu nói này của Liên Nhược Hạm.
chỉ giới thiệu Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì cho cô làm quen. Phạm Tranh không có phản ứng quá lớn đối với vẻ đẹp của Liên Nhược Hạp, nhưng lại cảm thấy rất tò mò về thân phận của cô. Hóa ra cô chính là Tổng Giám Đốc Liên của Tập đoàn Viễn Cảnh. Thất lễ, Phó Chủ nhiệm Hạ thủ đoạn thật là cao, đường đường Tổng Giám Đốc Liên của Tập đoàn Viễn Cảnh không ngờ cũng là bạn gái của anh, thật sự khiến tôi quá ngạc nhiên. Điều này càng khiến tôi thêm tin tưởng, cái nhìn của tôi về Phó Chủ nhiệm Hạ là chính xác. Cái nhìn gì cơ? Nghiêm Tiểu thì tò mò hỏi. Phó Chủ nhiệm Hạ là người tâm phúc bậc nhất của thị trưởng Trần. Phạm Tranh đúng là nghĩ gì nói nấy. Không hề suy tính gì đã nói ra luôn. Đột nhiên y sửng sốt, như thể nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Khi Phó Chủ tịch tỉnh Cao đi thị sát công viên rừng rậm, có phải là đi cùng với Phó Chủ nhiệm Hạ và Tổng Giám Đốc Liên không? Hạ Tưởng cười thầm, Phạm Tranh thật là ngớ ngẩn, nửa ngày trời mới nhớ tới vấn đề mấu chốt như vậy. Đầu óc gã này không hiểu có bình thường nữa không? Liên Nhược Hạm khó hiểu nhìn Hạ Tưởng, rất thông minh không hề trả lời. Hạ Tưởng gật đầu. Đúng vậy, tôi và Nhược Hạm cùng nhau đi với Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Toàn bộ quá trình thị sát rất thuận lợi, cũng không có phát sinh chuyện gì không thoải mái cả. Phạm Tranh nhấp nháy mắt. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ còn muốn giáp mặt hỏi rõ ràng sao? Có một số việc chỉ cần điểm tới một chút là thôi, mọi người coi như không phát sinh chuyện gì là được. Phạm Tranh đúng là quá ngốc. Hạ Tưởng thật sự hết chỗ nói. Thầm nghĩ sao Cao Kiến Viễn lại lựa chọn gã này cùng làm ăn chứ? Ngu xuẩn hại chết người nha. Tuy nhiên cũng tốt, có một nhân vật như Phạm Tranh dính líu vào đây, Cao Kiến Viễn muốn không bị nắm lấy nhược điểm cũng khó. Hạ Tưởng giơ chén rượu. Ông em Phạm, có một số việc đã qua liền xong, không cần nhắc lại. Cụng ly vì sự quen biết hôm nay và hợp tác sau này của chúng ta. Những lời này cuối cùng cũng khiến Phạm Tranh tỉnh táo lại. Y chạm cốc với Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạp, hơi hạ thấp thái độ nói. Về sau xin Phó Chủ nhiệm Hạ hỗ trợ nhiều hơn, xin Tổng Giám Đốc Liên chiếu cố nhiều hơn. Nghiêm Tiểu thì không nói gì, mở to đôi mắt nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạp đi tới đi lui giữa đám người, bộ dạng có vẻ hơi suy tư. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Cao Kiến Viễn mới rút thời gian tới nói chuyện với Hạ Tưởng. Nói là nói chuyện với Hạ Tưởng nhưng kỳ thật là cố tình tới nói chuyện với Liên Nhược Hạp. Liên Nhược Hạm ngồi bên cạnh, giả vờ không nghe thấy lời nói của Cao Kiến Viễn. Cho dù là Cao Kiến Viễn hỏi cô thì cô cũng chỉ lắc đầu không nói, giơ tay chỉ Hạ Tưởng, ý là để Hạ Tưởng trả lời thay cô. Cao Kiến Viễn oán giận trong lòng nhưng lại không có cách nào, vừa ghen tị với Hạ Tưởng lại vừa phải giữ hình ảnh tốt đẹp của con người phong độ nên vẫn phải gượng duy trì vẻ tươi cười. Nói chuyện với Hạ Tưởng chừng nửa giờ mà mệt như thể chạy việt dã vậy. Phạm Tranh cũng thức thời không nói tới chuyện Tiểu Vương Trang, tuy nhiên vẫn thì thầm vài câu với Cao Kiến Viễn. Cao Kiến Viễn nghe xong gật đầu, liền nói một câu không đầu không đuôi. Tôi và Phó Chủ nhiệm Hạ cũng coi như hữu duyên, đã gặp nhau 5 lần 7 lượt, hơn nữa con mắt thẩm mỹ của tôi và Phó Chủ nhiệm Hạ cũng giống nhau, điểm hợp nhau đúng là không phải ít. Tôi nghĩ Phó Chủ nhiệm Hạ sẽ không từ chối, đúng không? Cao Kiến Viễn biết lai lịch của Liên Nhược Hạm cho nên không ăn nói mạnh miệng trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy Cao Kiến Viễn ngầm đồng ý với bố trí của Phạm Tranh, lập tức đánh giá thấp một bậc về phong độ con người và ánh mắt làm ăn của y. Mặc kệ Cao Kiến Viễn ngụy trang thế nào, ra vẻ khiêm tốn thế nào, y vẫn là con trai của Cao Thành Tùng, muốn kiếm tiền liền cho rằng chỉ cần có quyền là sẽ có tiền, giao dịch quyền tiền là dễ dàng nhất, cũng kiếm tiền nhanh nhất. Y không có lòng kiên nhẫn. Cũng không có năng lực làm việc theo quy luật của thị trường. Có thể nói, đây là ưu thế kinh doanh trời cho thực ra là của cha ông cho của đám thái tử đảng. Tuy nhiên trong con mắt Hạ Tưởng thì đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của chúng. Hạ Tưởng bắt tay với Cao Kiến Viễn. Siêu thị Giai Gia là lần thứ nhất chúng ta hợp tác khoái trá. Hiện tại chưa biết có thể hợp tác với nhau lần thứ hai hay không nhưng có thể bắt tay với Cao công tử đầy phong độ thế này chính là vinh hạnh của tôi. Cao Kiến Viễn cũng không kém nhiệt tình. Phó chủ nhiệm Hạ có rất nhiều điều khiến tôi hâm mộ. Thật tâm mà nói, kỳ thật tôi và Phạm Tranh đều không bằng cậu. Dù sao hai người chúng tôi đều có xuất thân, cậu thì không hề có, đi từng bước tới hôm nay đều hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân, rất không dễ dàng, rất không đơn giản. Hạ Tưởng không biết Cao Kiến Viễn nói tới xuất thân ở đây là vô tình hay là cố ý khoe thân phận của y. Liên Nhược Hạm thì rất bất mãn nói. Xuất thân tốt không chắc đã có tương lai tốt đẹp sau này.
Tôi biết rất nhiều công tử, tiểu thư con ông cháu cha có xuất thân rất tốt nhưng hiện tại đều sống dở chết dở, không ra người nữa. Cao Kiến Viễn kinh hãi. Làm sao vậy? Hoặc là gặp phải nhân vật lợi hại hơn, bị xử lý rất thảm, hoặc là hút thuốc phiện, cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn. Liên Nhược Hạm vẻ mặt khinh thường, sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô khiến cô cao quý như trăng sáng giữa bầu trời. Mặc kệ là xuất thân thế nào cũng không thể tự cho mình là luôn luôn đúng. Cho dù là gia tộc, công ty lớn thế nào cũng không thể kế thừa tới quá ba đời. Ở Mỹ, công ty có thể rơi vào tay thế hệ thứ hai đã ít, đến thế hệ thứ ba lại càng ít hơn, cho nên không ai đáng tin hết, chỉ có thể dựa vào bản thân mới là đáng tin nhất. Cao Kiến Viễn gật đầu đồng ý, vẻ mặt như thể thật sự suy tư. Phạm Tranh thì không tỏ vẻ gì, tuy nhiên ánh mắt lộ ra thần sắc không cho là đúng. Nghiêm Tiểu thì thỉnh thoảng có ý cười trong mắt, không mất cơ hội chen vào một câu. Tổng giám đốc Liên kiến thức phi phàm, khiến người ta bội phục. Liên Nhược Hạm không nói tiếp mà khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Hạ Tưởng. Gã đàn ông mặc áo xám ở chính giữa cửa kia là kẻ cứ quấn lấy và bị em đuổi đi đó. Anh giúp em xử lý hắn một chút, được không? Kỳ thật Liên Nhược Hạm chỉ tùy tiện nói vậy. Cô biết Hạ Tưởng không phải loại học sinh, sinh viên dễ kích động, sẽ không dễ dàng trêu cợt người khác, cũng không phải hơi động một tí là đánh nhau. Không ngờ Hạ Tưởng thoáng nhìn tới đó liền gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, anh có một biện pháp, khiến y khổ mà không nói được gì, khiến cho y thật mất mặt. Được chứ? Liên Nhược Hạm không ngờ Hạ Tưởng cũng có lúc thích nghịch quái ác, không kìm nổi kinh ngạc. Anh là vì em à? Không có oán cừu gì với hắn ta chứ? Quấy rầy bạn gái của anh, không xử lý hắn thì xử lý ai? Hạ Tưởng nói không chút do dự nhưng trong lòng cười thầm. Có những kẻ đúng là tự tìm khổ, mình còn không chủ động tới tìm y gây phiền toái, y lại hấp tấp tự dâng tới cửa. Nếu không làm y mất mặt thì chẳng khác nào bỏ qua cho sự xấu xa của y. Y không phải ai xa lạ mà chính là kẻ mà Hạ Tưởng vẫn muốn xử lý nhưng không tìm được cơ hội Văn Dương. Tuy nhiên trước khi thu thập Văn Dương, Hạ Tưởng liền nhớ tới dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn ở quảng trường ga. Sau khi quay về thành phố Yến, hắn cũng nhân cơ hội đi ngang qua nhà ga vài lần. Từ những quảng cáo phát trên màn hình tinh thể lỏng ở ga, có thể thấy được, trên cơ bản công ty đang bị vây trong giai đoạn cố gắng duy trì chút hơi tàn. Có lẽ khoản đầu tư của Cao Kiến Viễn đã hoàn toàn trôi theo dòng nước. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không biết 10 triệu tài chính đó là từ đâu mà đến. Nếu Hạ Tưởng biết, khẳng định sẽ vô cùng tiếc hận thay cho Văn Dương, bởi vì kết phường với Cao Kiến Viễn, kiếm tiền chính là tiền của Cao Kiến Viễn, mà nếu thua lỗ, nhất định Văn Dương sẽ là kẻ chết thay. Hạ Tưởng liền nói thầm với Liên Nhược Hạm vài câu, sau đó mới cười xin lỗi Cao Kiến Viễn. Cao huynh, trước kia tôi cũng đã từng phân tích triển vọng thị trường của dự án màn hình tinh thể lỏng. Tôi cho rằng tuy rằng kinh tế của thành phố Yến không phát đạt bằng vùng Duyên Hải, nhưng cũng có không ít các công ty, xí nghiệp nhìn xa trông rộng. Hơn nữa hiện tại dần dần phát triển, có thể dùng ưu thế của để tham khảo cho dự án màn hình tinh thể lỏng. Đồng thời thị trường quảng cáo rất có triển vọng, nhưng mấu chốt là con người sử dụng như thế nào. Toàn bộ nghiệp vụ là do con người làm. Nếu người nắm vị trí mấu chốt có những ý nghĩ bất chính, cho dù đi đúng hướng nhưng vẫn có thể thua lỗ. Trước kia Văn Dương ở công ty tôi rất có năng lực, nghiệp vụ xuất sắc, ý nghĩ linh hoạt. Anh ta làm việc cho Cao huynh, chắc hẳn làm ra không ít thành tích nhỉ. Cao Kiến Viễn vẻ mặt không được tốt lắm. Công ty vẫn thua lỗ, có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Sao lạ vậy? Hạ Tưởng muốn nói lại thôi, lắc đầu nói tiếp. Quên đi, không nói nữa. Tôi là người ngoài, không tiện phát biểu nhiều ý kiến. Liên Nhược Hạm liền nói theo. Chúng mình đi dạo đi, ngồi mãi cũng hơi chán. Hai người vừa đi, Cao Kiến Viễn liền nói với Phạm Tranh. Nếu chúng ta muốn vào mảng bất động sản, có lẽ phải tìm cơ hội rút khỏi dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn đi. Tôi thấy chẳng có triển vọng gì đâu, có lẽ Văn Dương có trò quỷ quái gì đó trong chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? Cứ thế buông tha Văn Dương à? Hắn ta không chút tổn thất, tiền lương nhận đều, có lẽ cũng ăn được không ít hoa hồng. Phạm Tranh nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tưởng phía xa, hai mắt nhấp nháy. Vừa rồi Hạ Tưởng nói có ẩn ý. Trước kia hắn ta đã cùng làm việc với Văn Dương, rất tán thưởng năng lực làm việc của Văn Dương, nhưng nghe anh nói, trong dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn này, Văn Dương không hề làm được gì. Tha cho hắn,
Đùa à? Trong mắt Cao Kiến Viễn lộ ra một tia độc ác. 10 triệu mất tiêu không hề có hồi âm mà phải chịu sao? Tuy rằng không phải tiền của chính mình nhưng không thể để thua uất ức như vậy được, đúng không? Tìm một vài kẻ, làm ra ít chứng cớ, chứng minh Văn Dương tay chân không sạch sẽ, tham ô của công, thu nhận hoa hồng, đổ toàn bộ trách nhiệm kinh doanh thua lỗ của công ty lên đầu hắn. Tiếp đó mua vài kẻ kết giao với hắn, trói hẳn trách nhiệm của hắn lại. Về sau nếu có vấn đề gì chẳng may, có thể trực tiếp đổ tội danh tham ô lên đầu hắn. Cho hắn chịu tội thay. Phạm Tranh vừa nghe nói phải xử lý Văn Dương, liền vui vẻ cười không ngừng. Hắn ta là gieo gió gặt bão. Hạ Tưởng vừa nói đó, hắn là một kẻ khá có bản lĩnh, vậy mà kinh doanh công ty thành ra thế này, không phải đứng ở trung gian kiếm lời tiền riêng thì là cái gì? Cao Kiến Viễn kết luận thẳng về Văn Dương như vậy. Trong khi Văn Dương đang đắm chìm đôi mắt với mỹ nữ thì bỗng nhiên mỹ nữ nhíu mày nói nhỏ. Thành thật chút đi, đừng lung tung. Văn Dương buồn bực, làm sao vậy, mình rất thành thật, tay không đặt loạn chỗ, cũng không sờ loạn, sao mỹ nữ lại hiểu lầm như vậy? Chẳng lẽ không phải hiểu lầm mà là ám chỉ sao? Y hiểu được, liền nói. Tay anh luôn thành thật, lại không có bàn tay thứ ba, đúng không nào? Vừa nói xong, y cảm giác sau lưng bị người khác đẩy một cái không nặng không nhẹ. Y bị bất ngờ lập tức nhào vào trong ngực mỹ nữ. Cùng lúc đó, mỹ nữ cảm giác một bàn tay hơi nghịch ngợm ở mông mình, không phải sờ mà là véo, lập tức khiến cô thẹn quá hóa giận, cho Văn Dương một bạt tai. Mẹ nó, đồ biến thái thối tha. Văn Dương bị đánh đau, ôm mặt hỏi. Ai đẩy tôi không động tay động chân mà. Còn chưa dứt lời. Một chén rượu trực tiếp hắt thẳng vào mặt y, lại một giọng phụ nữ khác vang lên. Đồ lưu manh, vừa khiêu vũ vừa sờ loạn người khác, chưa gặp phụ nữ bao giờ à. Thật mất mặt. Trong rượu không biết có trộn lẫn thứ gì mà cay khiến cho Văn Dương không mở được mắt, vội vàng lớn tiếng phân bua. Tôi không làm, có người đẩy tôi. Bốp, trên mặt y lại thêm một bạt tai nữa. Làm còn không dám nhận, thật không phải là đàn ông. Văn Dương không nhìn rõ là ai đánh mình, sờ soạng muốn đi toilet rửa mặt, vừa mới nhấc chân lên lại cảm giác chân trơn tuột, lập tức ngã lăn ra đất, chổng bốn vó lên trời, đau toát mồ hôi hột. Đột nhiên một người cúi xuống nói nhỏ bên tai y. Mau gọi Cao Kiến Viễn đến hỗ trợ, nếu không anh sẽ thảm đó, không ai tin tưởng anh đâu. Trong tiệc rượu này, Văn Dương cũng chỉ biết mỗi Cao Kiến Viễn, được người nhắc nhở còn không quên cảm ơn đối phương. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Tiếp đó y vừa dụi mắt vừa kêu lên. Tổng giám đốc Cao, mau tới giúp tôi. Tôi bị người hãm hại, tôi không phải lưu manh. Hiện tại tôi không nhìn thấy đường. Cao Kiến Viễn trốn ở một nơi bí mật gần đó, nghe thấy Văn Dương kêu to gọi mình, liền tức giận mặt mày xanh mét. Đồ con lợn, Phạm Tranh, tìm hai người đem Văn Dương ra vòi phun nước bên ngoài, cho nó tỉnh táo lại đi. Chiếc Land Rover một đường vui vẻ nhằm thẳng hướng nội thành. Trên xe, Liên Nhược Hạm cười đến run rẩy cả người, càng không ngừng nhớ lại hình ảnh Văn Dương bị biến thành thằng hề, còn cả bộ dạng ướt nhoét toàn thân, đầy chật vật của Văn Dương. Cười hồi lâu sau, cô mới nói với Hạ Tưởng đang chăm chú lái xe. Bây giờ em mới biết được, hóa ra anh bày trò cũng thật là xấu xa. Hạ Tưởng kêu oan. Anh là vì muốn cho em hết giận, bình thường anh là một người rất tốt. Không ăn trộm, không cướp giật, không lừa gạt con gái nhà lành. Hôm nay là lần đầu tiên làm trò xấu xa, xem như là ngoại lệ cho em. Đáng thương cho thanh danh một đời của anh đã trôi theo dòng nước. Lại thế nữa rồi, vừa được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Liên Nhược Hạm cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ dụ dỗ xấu xa. Nếu không để em bồi thường cho anh một chút nhé. Hạ Tưởng bị cô dụ dỗ nhiều lần, đã có sức miễn dịch. Hơn nữa hắn cũng biết cô cố ý ra vẻ như vậy nhưng thực chất là rất nhát gan, bởi vậy hắn giả vờ đồng ý. Được rồi, xét tấm lòng chân thành của em, anh đồng ý với em một lần. Đi đâu thuê phòng nhỉ? Thuê cái đầu anh. Liên Nhược Hạm vừa thấy mắt Hạ Tưởng lộ ra hung quang, lập tức sụt rè. Anh là một đại sắc lang kẻ háo sắc còn lưu manh hơn cả Văn Dương. Hích! Hạ Tưởng không còn gì để nói. Liên Nhược Hạm đúng là buồn cười. Đảo ngược nhanh thật. Rõ ràng là cô dụ dỗ người ta trước, đến khi phải làm thật thì cô chạy rõ nhanh. Đây không phải là muốn làm cho người ta sượng mặt thì là gì. Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, sáng sớm thứ hai đến cơ quan,
còn chưa ngồi yên ổn thì đã có một vị khách không nhỏ đến phó thị trưởng Đàm Long. Đàm Long nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc vài cái, sau đó khuôn mặt nở một nụ cười hòa ái dễ gần, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chủ động giơ tay ra. Phó chủ nhiệm Hạ tới văn phòng tổ cải tạo đã một thời gian, hôm nay tôi mới có thời gian rảnh đến đây. Phó chủ nhiệm Hạ không cho rằng tôi không coi trọng công tác của các cậu chứ. Mặc dù có thị trưởng Trần và phó thị trưởng Tào luôn chiếu cố tới tổ cải tạo, tuy nhiên tôi cũng đến giúp vui, đi lại với các đồng chí của tổ cải tạo, các đồng chí sẽ không từ chối chứ. Hạ Tưởng vội vàng giơ hai tay bắt tay Đàm Long, rất cung kính đáp. Hoan nghênh phó thị trưởng Đàm đến văn phòng tổ cải tạo chỉ đạo công tác. Phó thị trưởng Đàm bận trăm công ngàn việc vẫn tự mình tới tổ cải tạo chúng tôi, toàn thể thành viên tổ cải tạo chúng tôi hoan nghênh từ đáy lòng. Tiếp theo chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay mời phó thị trưởng Đàm nói chuyện. Đàm Long khẳng định là không phải đến vì nhàn rỗi không có việc gì. Hạ Tưởng biết y tới đây nhất định là vì có mục đích khác. Đàm Long giơ hai tay lên đè xuống, cười nói. Tôi chỉ tùy tiện đi tới đây thôi, cũng không có gì để nói cả, chỉ là muốn nói vài câu thăm hỏi với mọi người mà thôi. Là phó thị trưởng nhưng không chủ quản tổ cải tạo, vốn rất ít tiếp xúc với tổ cải tạo, hiện tại lại đột nhiên nói muốn nói vài câu thăm hỏi, có quỷ mới tin. Hạ Tưởng liền đứng im với vẻ rất kính cẩn, chờ Đàm Long nói tiếp. Đàm Long thấy thái độ của Hạ Tưởng rất nghiêm chỉnh, những người khác cũng không hề có chút chậm trễ, cảm thấy khá hài lòng, liền nói tiếp. Tuy rằng văn phòng tổ cải tạo là do thị trưởng Trần cụ thể chỉ đạo công tác, nhưng vị trí của văn phòng tổ cải tạo vô cùng mấu chốt, không chỉ có một mình thị trưởng Trần coi trọng mà toàn bộ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều rất coi trọng. Bí thư thành ủy Thôi đã nhiều lần nói với tôi, các đồng chí văn phòng tổ cải tạo đều rất vất vả, cần phải cố gắng giúp đỡ họ, chiếu cố họ nhiều hơn. Tôi nghe xong cảm thấy rất thấm thía. Trước kia đúng là tôi không chú ý nhiều lắm tới các đồng chí văn phòng tổ cải tạo. Cũng không mấy quan tâm tới, hiện giờ tôi xin bày tỏ sự xin lỗi với mọi người. Vỗ tay, nhiệt liệt vỗ tay. Chương 199, dụng ý của Cao Thành Tùng khi lại gõ Trần Phong. Vỗ tay qua đi, Đàm Long lại tiếp tục nói. Tổ cải tạo là cơ cấu của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cho nên tôi có nghĩa vụ chia sẻ các gánh nặng với mọi người. Không nói nhiều nữa, mọi người cứ cố gắng công tác, có khó khăn gì có thể tới tìm tôi. Nếu có thể giúp mọi người giải quyết, tôi sẽ nhất định mau chóng giải quyết. Hạ Tưởng tiễn ra tới ngoài phòng làm việc, Đàm Long bắt tay Hạ Tưởng. Phó chủ nhiệm Hạ xin dừng bước, cứ làm cho tốt là rất có tiền đồ. Bí thư Thôi còn hỏi tôi về cậu, nói từ khi cậu tới văn phòng tổ cải tạo đã mang đến một không khí hoàn toàn mới mẻ. Công tác giải phóng mặt bằng cũng thuận lợi hơn không ít so với trước kia. Có thể được bí thư Thôi khích lệ, tiểu Hạ, đây là một đại sự đấy. Tiễn Đàm Long đi, Hạ Tưởng đoán Đàm Long đột nhiên xuất hiện, có lẽ là vì thành phố sẽ triển khai hành động gì đó. Hơn nữa y nhiều lần nhắc tới thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ý tứ đã quá rõ ràng, văn phòng tổ cải tạo không phải là của một mình Trần Phong mà phải do toàn thể thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo. Hay rồi đây, vì sao Đàm Long lại nói những lời này? Khoảng 10 giờ, có người thông báo Hạ Tưởng đi họp. Vừa đến hội trường, Cao Hải đã nói nhỏ cho Hạ Tưởng một việc, lập tức khiến hắn bừng tỉnh ngộ. Hóa ra Đàm Long là rào trước, là muốn nhắc nhở hắn, văn phòng tổ cải tạo không thể quá thiên hướng theo Trần Phong, nếu không sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì Trần Phong ở trên đài tuyên bố, Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu quyết định, về sau công tác quy hoạch và triển khai cải tạo thôn nội đô sẽ do văn phòng tổ cải tạo đề xuất ý kiến, báo cáo thị trưởng xem xét phê duyệt. Nói cách khác, tư cách phê duyệt nhà đầu tư khai phá, quy hoạch và triển khai cụ thể cải tạo thôn nội đô, và một loạt các quyền lực to lớn đều được trao cho văn phòng tổ cải tạo. Mặc dù có Cao Hải nhắc nhở trước nhưng khi Trần Phong tự mình nói ra thì Hạ Tưởng vẫn cảm thấy chấn động. Nếu nói trước kia văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô là bị Trần Phong đặt lên lửa nướng, là muốn hấp dẫn ánh mắt của thế lực khắp nơi, là một cơ cấu bán chính thức để cân bằng thế lực các nơi, vậy thì hiện tại Trần Phong lại trao quyền cho văn phòng tổ cải tạo. Tương đương là cho văn phòng tổ cải tạo quyền sinh quyền sát trong tay. Mặc dù không có quyền quyết định nhưng cửa phê duyệt đầu tiên này cũng rất quan trọng. Điều này tương đương với việc thị trưởng Trần trực tiếp đưa văn phòng tổ cải tạo ra trước mặt các thế lực khắp nơi, biến văn phòng tổ cải tạo thành chiến trường đầu tiên cho thế lực các nơi chém giết. Lửa cháy đổ thêm dầu. Tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu. Hạ Tưởng dở khóc dở cười.
thị trưởng Trần vừa gặp Lực Càn liền chuyển áp lực đó tới văn phòng tổ cải tạo, nhưng quan trọng là văn phòng tổ cải tạo cũng phải có năng lực chịu đựng mới được. Bọn họ chỉ là ba phó chủ nhiệm, tương đương ba phó trưởng phòng nho nhỏ mà thôi. Bất cứ thế lực nào ra mặt mà không có cán bộ cấp sở chứ? Điều này tương đương với việc đưa đám lính quèn bọn họ ra đấu với đại tướng, thị trưởng Trần đúng là quá coi trọng bọn họ rồi. Đồng thời, Trần Phong lại trịnh trọng tuyên bố một việc, bổ nhiệm Hạ Tưởng làm chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo. Hạ Tưởng lại bị Trần Phong đưa ra đứng mũi chịu sào. Trên chiến trường lửa cháy đổ thêm dầu kia, hắn chính là kẻ phải đứng giữa chiến trường, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chịu đựng lửa đạn oanh kích mãnh liệt mà không hề có lực trả đòn. Khó trách Đàm Long tới tìm hắn từ sáng sớm. Hóa ra y thu được tin tức từ trước nên vội vàng tới nhắc nhở hắn, ý tứ là, trong việc phê duyệt tư cách của bất động sản Cát Thành, phải biết rằng Đàm Long y cũng là người có tiếng nói trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy rằng thị trưởng Trần trao quyền lực cho văn phòng tổ cải tạo nhưng văn phòng tổ cải tạo cũng không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà vẫn thuộc quyền quản lý của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Bất cứ ai ở đó cũng có thể nhúng một tay vào văn phòng tổ cải tạo, nhắc nhở Hạ Tưởng phải cẩn thận làm việc, đừng có tự tiện xử lý mọi việc. Hạ Tưởng biết, kể từ bây giờ, hắn chân chính trở thành cái đích cho mọi người công kích. Sau khi tan họp, Trần Phong gọi Hạ Tưởng lại, chỉ giải thích cho hắn một câu. Làm cho tốt, bước tiếp theo sẽ đệ trình biên chế văn phòng tổ cải tạo thành chính thức, tranh thủ trong vòng nửa năm, sẽ trở thành cơ cấu cấp phòng chính thức của Ủy ban Nhân dân. Hạ Tưởng chỉ gật đầu đáp ứng mà không phát biểu quan điểm. Bởi vì trên hội nghị vừa rồi, thị trưởng Trần đã nói rõ, việc này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu quyết định, có nghĩa là sự việc đã quyết, nói nhiều lời cũng vô dụng. Không cần phải nói, chắc chắn là thị trưởng Trần lại gặp áp lực từ bên trên nên ông ta mới lấy văn phòng tổ cải tạo làm lá chắn. Đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Phong, Giang Thiên đưa hắn ra tới ngoài cửa thì nói nhỏ một câu. Chủ nhiệm Hạ, thị trưởng Trần cũng không có biện pháp, bí thư Cao lại điểm danh. Từ sau lần trước giúp Giang Thiên giải quyết vấn đề của anh rể y, Giang Thiên liền cực kỳ khách khí với Hạ Tưởng. Hôm nay y nói nhiều thêm một câu là một sự thay đổi khác thường, là một việc không thể tưởng tượng được, bởi vì Giang Thiên chưa bao giờ là người lắm miệng. Có thể thấy rằng, có quan hệ tốt với thư ký của lãnh đạo là điều cực kỳ quan trọng. Hạ Tưởng gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn, hắn thoáng suy tính một chút, quyết định đi tìm Tào Vĩnh Quốc nói chuyện. Phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc ở trên lầu. Lên lầu, vừa rẽ sang liền nhìn thấy tấm biển phòng làm việc của Phó Thị trưởng Thường Trực, hắn liền khẽ gõ cửa. Thư ký của Tào Vĩnh Quốc tên là Cổ Tú Văn, là người do Cao Hải tìm tới, đối nhân xử thế coi như thông minh, cũng biết giữ bổn phận, cho nên Tào Vĩnh Quốc cũng không muốn thay nữa. Cổ Tú Văn không biết Hạ Tưởng cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vì Hạ Tưởng có việc đều đến Tào gia gặp mặt nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc. Đây là lần đầu tiên hắn tới gặp ông ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hạ Tưởng cười chào hỏi. Xin chào thư ký Cổ. Tôi là Hạ Tưởng ở văn phòng tổ cải tạo, tìm Phó Thị trưởng Tào báo cáo công tác một chút. Không biết Hạ Tưởng nhưng tên của Hạ Tưởng vẫn như sấm bên tai, Cổ Tú Văn đương nhiên cũng đã được nghe tới việc cả ba đại nhân vật cùng nâng đỡ Hạ Tưởng. Làm thư ký, nếu không có ánh mắt này thì đừng có lăn lộn trong quan trường nữa. Y vội vàng cười mời Hạ Tưởng vào. Mời hắn ngồi xuống, sau đó đi vào báo cáo với Tào Vĩnh Quốc. Không ngoài dự kiến của Cổ Tú Văn, Tào Vĩnh Quốc trực tiếp gật đầu cho Hạ Tưởng vào. Cổ Tú Văn thấy thái độ thoải mái của Hạ Tưởng khi đi vào phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc, nghĩ thầm rằng quan hệ của chủ nhiệm Hạ và phó thị trưởng Tào quả nhiên không phải là bình thường, xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ. Suy nghĩ lại cảm thấy thật sự là hâm mộ, thị trưởng Trần thưởng thức, lại có quan hệ sâu với phó thị trưởng Tào. Hai nhân vật đứng đầu trong Ủy ban Nhân dân thành phố đều ưu ái hắn, khẳng định là tiền đồ không thể đo lường nổi. Về sau nhất định phải tạo quan hệ tốt với chủ nhiệm Hạ mới được. Cổ Tú Văn lại nghĩ tiếp, thị trưởng Trần yêu người tài, toàn bộ Ủy ban Nhân dân thành phố đều biết. Nhưng phó thị trưởng Tào thích cái gì thì hiện tại còn chưa rõ lắm. Vậy vì sao Hạ Tưởng có thể có quan hệ tốt như vậy với phó thị trưởng? Là thân thích hay là vì phó thị trưởng có một cô con gái xinh đẹp? Nếu Hạ Tưởng biết những suy đoán không sai lệch mấy so với thực tế này của Cổ Tú Văn, khẳng định sẽ vỗ vai y khen ngợi, thực sự là có tài. Tuy nhiên hiện tại hắn đang ngồi trước mặt Tào Vĩnh Quốc, nghe Tào Vĩnh Quốc nói vì sao Trần Phong đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn biến văn phòng tổ cải tạo thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người.
chính là vì Cao Thành Tùng. Tối hôm qua, không biết Cao Thành Tùng nghe được tin tức từ đâu, nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu đi thị sát công viên rừng rậm, suýt nữa thì bị thôn dân tập kích. Ông ta lập tức giận tím mặt, suốt đêm mời họp hội nghị thường vụ, cũng cho Trần Phong dự thính cuộc họp, lại nhấn mạnh việc cải tạo thôn nội đô phải làm công bình công chính, không được kích động sự tình, không được làm cho thôn dân bất mãn mãnh liệt. Ngay tại chỗ, ông ta nói Trần Phong phải chú ý phương thức làm việc, không được làm kiểu đơn giản mà thô bạo. Nếu chẳng may vì việc cải tạo thôn nội đô này mà Phó Chủ tịch Cao bị thương thì Trần Phong khó tránh khỏi trách nhiệm. Trần Phong bị Cao Thành Tùng phê bình như vậy thì không biết nói gì nữa, bởi vì ông ta cũng không hề nghe được chút phong thanh nào về việc của Cao Tấn Chu. Thị trưởng Trần cũng bất mãn với cháu, bởi vì lúc ấy cháu đi thị sát cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Cao, sau đó khi trở về lại không báo cáo với ông ấy. Vẻ mặt Tào Vĩnh Quốc hơi trầm trọng, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Trong lòng ông cũng cảm thấy khó hiểu, chuyện lớn như vậy, sao Hạ Tưởng lại có thể sai lầm, không chỉ không báo cáo thị trưởng Trần, ngay cả mình mà hắn cũng giấu. Việc này hơi không ổn, rốt cục hắn làm vậy xuất phát từ suy tính gì? Hạ Tưởng nghĩ lại cảm thấy hỏng rồi. Sự việc có lẽ không phải là Cao Tấn Chu để lộ ra mà là do Liên Nhược Hạm. Lúc ấy Cao Tấn Chu nói không cần kinh động tới người khác, ông ta sẽ tự mình xử lý. Cao Thành Tùng tổ chức họp ngay trong đêm sợ rằng nhận được điện thoại từ Bắc Kinh báo cho nên mới tức giận như vậy. Tuy nhiên cũng không loại trừ một khả năng khác chính là mượn cơ hội tạo áp lực đối với Trần Phong, dọn đường cho Cao Kiến Viễn. Mặc kệ như thế nào, quán tính của lịch sử vẫn rất lớn. Ý tưởng của Hạ Tưởng là ngăn cản việc công ty xây dựng Phương Nam quật khởi, nhưng Cao Kiến Viễn lại có ý đồ nhúng tay vào lĩnh vực bất động sản, đúng là có được thì có mất. Tuy nhiên tính lại thì Cao Kiến Viễn đã thành lập quan hệ với hắn, hơn nữa người hợp tác với Cao Kiến Viễn là Phạm Tranh. Cao Kiến Viễn tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, chỉ cần y nằm trong tầm mắt của hắn, sẽ có thể bị hắn khống chế trong tay, chính là lợi lớn hơn hại. Hôm nay Trần Phong có hành động này là có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là nâng cao vị trí của văn phòng tổ cải tạo, đưa Hạ Tưởng lên làm chủ nhiệm văn phòng. Thứ hai là đánh cho Hạ Tưởng một đòn trở tay không kịp. Cậu không báo cáo tôi phải không? Được, tôi cũng cho cậu một đột kích bất ngờ, hơn nữa tôi còn vừa nâng cậu, khiến cho cậu không còn lời nào để nói. Hạ Tưởng cũng biết Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đều hơi bất mãn đối với mình, nên đành phải giải thích. Lúc ấy Phó Chủ tịch tỉnh Cao không cho lộ ra, nói là ông ấy sẽ tự mình giải quyết, cháu cũng không nghĩ gì nữa. Tuy nhiên việc Bí thư Cao nổi giận cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Ông ta cũng là vì tạo thế cho Cao Kiến Viễn tiến quân thị trường bất động sản, mượn cơ hội tạo áp lực lên thị trường Trần. Tiểu Hạ, cháu và Cao Kiến Viễn cũng quen biết nhau à? Hạ Tưởng đành phải nói cho Tào Vĩnh Quốc quan hệ giữa hắn và Phùng Húc Quang cũng như quá trình làm quen với Cao Kiến Viễn. Về phần những chuyện liên quan tới Liên Nhược Hạm thì hắn không hề nói tới. Đương nhiên, việc tham gia tiệc rượu cũng được nhắc tới, tuy nhiên đi dự tiệc lại là chỉ có một mình hắn. Tào Vĩnh Quốc trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi. Có muốn điều ra khỏi văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô không? Hạ Tưởng sửng sốt, lập tức hiểu ý của Tào Vĩnh Quốc. Ông ta là lo lắng mình không ứng phó được. Dù sao có quá nhiều thế lực nhúng tay vào việc cải tạo thôn nội đô, hắn bị vây ở trung tâm cơn lốc, rất dễ bị xé nát thành bột mịn. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn không hề có ý định rời khỏi. Mạo hiểm càng nhiều thì kỳ ngộ càng lớn, hắn sẵn sàng nhận khiêu chiến. Hơn nữa tuy rằng vị trí hiện tại rất nguy hiểm nhưng lại là một mối ràng buộc, liên hệ giữa hắn và Cao Kiến Viễn, từ Cao Kiến Viễn có thể nối thẳng tới Cao Thành Tùng, có thể cố hết khả năng tránh cho Cao Thành Tùng hoàn toàn đánh ngã Trần Phong. Trần Phong là một thị trưởng tốt, có ông ta ở đây chính là may mắn và hạnh phúc của nhân dân thành phố Yến. Hạ Tưởng khoát tay. Thị trưởng Trần đã điều cháu tới đây, còn chưa làm ra thành tích gì đã lùi về phía sau, như vậy rất khó coi. Hơn nữa tuy rằng có sự mạo hiểm nhưng cháu tin rằng có thị trưởng Trần và Tào Bá Bá chiếu cố, lại thêm cố gắng của bản thân cháu, không tin rằng không thể mở ra một con đường lớn. Tào Vĩnh Quốc biết có khi Hạ Tưởng cũng rất cố chấp, ông cũng không khuyên hắn nữa mà nói. Sao còn chưa giải thích một chút chuyện của Phó Chủ tịch tỉnh Cao? Đừng để ông ấy hiểu lầm cháu. Nếu thị trưởng Trần không hỏi thì cháu sẽ không nói trước. Hạ Tưởng khoát tay. Một khi công ty bất động sản Lĩnh Tiên của Cao Kiến Viễn tiến vào trong mắt Trần Phong sẽ hiểu hết thảy. Hiện tại hắn mà giải thích, Trần Phong chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng.
Một ngày nào đó thị trưởng Trần sẽ hiểu, hơn nữa cũng rất nhanh thôi. Đến phòng làm việc, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, hỏi, kết quả là Liên Nhược Hạm nói cho Cao Lão lại nói cho phía Bắc Kinh lập tức triển khai hành động. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, Cao Lão nghiên cứu học vấn còn được nhưng ở phương diện chính trị còn thiếu cân nhắc. Có lẽ ông làm vậy từ mục đích bảo vệ Cao Tấn Chu, nhưng bản thân Cao Tấn Chu là một phó chủ tịch tỉnh, chỉ chút việc nhỏ đã kinh động tới Bắc Kinh như vậy. Chưa nói tới việc tự làm mất mặt mà còn có thể làm cho người ta cảm thấy Cao Tấn Chu chưa đủ thành thục, chín chắn, không thể gánh vác được trọng trách. Một phó chủ tịch tỉnh chỉ vì chút việc nhỏ như mắt mũi mà kêu oan với gia tộc, sẽ làm gia tộc nghĩ như thế nào? Điều này sẽ khiến những người đưa ra quyết sách trong gia tộc cảm thấy y còn xa mới đủ tư cách chủ quản một phương. Hạ Tưởng đoán, chắc chắn Cao Tấn Chu sẽ tức giận vì việc này, liền hỏi Liên Nhược Hạm. Trước đó Cao Lão có thảo luận với em không? Có thảo luận với Phó Chủ tịch tỉnh Cao không? Liên Nhược Hạm đáp. Cao Lão nói với em nhưng không nói với Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng lòng vòng. Em nghe thấy hình như anh có ý kiến thì phải. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, Liên Nhược Hạm hiểu biết sâu sắc về mình như vậy từ khi nào thế? Mới chỉ nói mấy câu đã có thể nghe ra sự bất mãn của hắn, còn có thể đoán được hắn đang có suy nghĩ khác. Không đơn giản nha, chỉ có điều sự không đơn giản này của Liên Nhược Hạm chỉ là đối với riêng mình hắn mà thôi, đối với việc đấu sức chính trị thì cô vẫn còn thiếu một chút. Về sau nếu lại gặp chuyện như vậy thì tốt nhất là em thương lượng với anh một chút. Lúc ấy Phó Chủ tịch tỉnh Cao nói không muốn cho người ngoài biết, chính là ông ta muốn tự mình xử lý. Cao Lão lại làm kinh động tới Bắc Kinh, chắc chắn là Phó Chủ tịch tỉnh Cao sẽ mất hứng. Đàn ông có ai thích chuyện gì cũng dựa vào gia đình đâu. Mọi chuyện đều nói cho gia tộc, khác gì trẻ con đi ra ngoài đường bị người bắt nạt liền quay về nhà mách người lớn chứ. Hạ Tưởng nói nửa đùa nửa thật, nếu là Tào Thù Lê, hắn sẽ trực tiếp dùng giọng điệu nghiêm khắc phê bình cô, hơn nữa cô bé Lê khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Liên Nhược Hạm thì khác, tính cô hay giận dỗi, mặc dù có khi cũng sẽ nghe lời hắn nói nhưng vẫn phải nửa dụ dỗ, nửa lừa gạt. Nói xong chưa? Quả nhiên Liên Nhược Hạm nói với giọng điệu hơi không vui. Nói xong rồi thì cúp máy. Em còn có việc, không rảnh nghe anh dạy dỗ. Hạ Tưởng tức giận thiếu chút nữa quẳng điện thoại, nghĩ thầm rằng quan tâm tới em còn nghĩ là tôi sai à. Hắn liền đổi giọng điệu nghiêm khắc, nói. Được, có nghe hay không là do em, anh chỉ nói một lần. Giọng Liên Nhược Hạm lập tức mềm hẳn xuống. Vâng, em nghe lời anh, được chưa? Đừng động một tí là hung lên. Em cũng không phải bạn gái của anh, không chịu được thái độ của anh như vậy. Nói là không chịu được nhưng giọng điệu rất ngoan ngoãn. Cúp điện thoại, Hạ Tưởng cười xấu xa lắc đầu. Con gái đôi khi không bị quản liền trèo lên đầu lên cổ, phải gõ gõ một cách thích hợp mới được. Hai ngày sau, thành phố chính thức đề xuất quy hoạch khai phá Tiểu Vương Trang, dựa theo quy định mới thì sẽ là do văn phòng tổ cải tạo đề xuất ý kiến khai phá. Hạ Tưởng được cả Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân nhất trí đề cử làm người lập quy hoạch. Hạ Tưởng cũng biết hiện tại hắn là chủ nhiệm, mặc kệ xét theo phương diện nào thì hắn đều không thể từ chối. Hắn đành phải vùi đầu vào viết bản, báo cáo sơ bộ về khai phá Tiểu Vương Trang, đề xuất Tiểu Vương Trang thích hợp nhất là khai phá thành khu chung cư. Tiểu Vương Trang phải khai phá thành khu chung cư đã sớm hình thành nhận thức chung, Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một người đề xuất ra mà thôi. Báo cáo gửi lên trên được phê duyệt rất nhanh, sau đó thành phố liền thông báo ra bên ngoài mời các nhà đầu tư tới đấu thầu công khai. Hạ Tưởng nghênh đón trận tấn công đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền. Quyền sơ thẩm trong tay, có thể trực tiếp phủ quyết giấc mơ muốn tiến quân vào lĩnh vực bất động sản thành phố Yến của những nhà đầu tư khai phá. Không qua được cửa sơ thẩm, chẳng khác nào cánh cửa đã đóng lại. Đừng nói có thể chia sẻ phong cảnh bên trong cửa, ngay cả muốn nhìn một chút cũng không thể. Điều này có thể không uất nghẹn sao, nhưng cánh cửa thứ nhất này lại đào thải rất nhiều người. Nếu chỉ cần báo danh là có thể thông qua, còn cần sơ thẩm làm gì nữa? Không phải là tạo thêm phiền toái cho lãnh đạo sao? Hạ Tưởng biết rằng việc này sẽ khiến hắn đắc tội với rất nhiều người, nhưng cũng không có biện pháp. Một Tiểu Vương Trang nhiều lắm chỉ có thể cho 5 nhà đầu tư khai phá vào cạnh tranh, không thể một lúc cho cả 50 nhà vào được. Nếu thật như vậy, Trần Phong sẽ mắng hắn chết thôi. Hắn cũng biết, hiện tại thị trưởng Trần khẳng định là tức giận mình, liền nhìn xem lần đầu tiên hắn cầm quyền xử lý sẽ có kết quả thế nào.
nếu tốt thì sự tình lúc trước sẽ xóa bỏ, nếu không tốt thì nợ cũ nợ mới cùng tính một thể. Ngày đầu tiên, Hạ Tưởng trực tiếp loại bỏ một loạt các nhà đầu tư khai phá có tư chất không đủ, kỹ thuật lạc hậu, không có tài chính, v.v. Đám người này chính là tới thử vận may một chút mà thôi. Tuy nhiên rất xin lỗi, tốt nhất là nên tới những địa phương khác tìm một vài hạng mục, công trình đơn giản cần một ít công nhân lao động phổ thông đi. Tiểu Vương Trang là mảnh đất vàng, bình thường mọi người vẫn gọi là Hoàng Kim Trang. Cho dù có thực lực cũng chưa chắc đã nắm được, huống chi là không có thực lực. Chương 200, lại có một cơ hội tốt. 2, 3 ngày sau đó, mỗi ngày lại loại bỏ thêm một vài nhà đầu tư khai phá có thực lực và chỗ dựa nhất định. Hạ Tưởng cũng bị mắng chửi không ít, không có biện pháp, đầu to vẫn còn ở phía sau mà. Cách thời gian hết hạn có 2 ngày, bất động sản Cát Thành xuất hiện. Kiều Bạch Điền có vẻ khách khí, trong đó còn ẩn chứa một chút rụt rè. Y giao tài liệu cho Hạ Tưởng, nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi sẽ không nói nhiều. Bất động sản Cát Thành đã làm đủ các công tác chuẩn bị giai đoạn trước của Tiểu Vương Trang, chẳng những phó thị trưởng Đàm tự mình hỏi tới mà ngay cả bí thư thôi cũng sắp sửa tới thị sát khu đô thị Kiến Quốc mà chúng tôi đang xây dựng. Ám chỉ và tạo áp lực rất rõ ràng, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt như vậy, bí thư thôi đi thị sát khu đô thị Kiến Quốc. Ý tứ ủng hộ bất động sản Cát Thành đã quá rõ ràng, chẳng khác nào đặt hẳn lên mặt bàn. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Hoàng Kim Trang quả nhiên là mảnh đất vàng, ngay cả bí thư thôi luôn ngồi bình tĩnh giờ cũng không ngồi yên được nữa. Tốt lắm, có trò hay để xem rồi. Hắn vốn không có ý loại bất động sản Cát Thành, nếu bất động sản Cát Thành không qua thì lấy ai cứng đấu cứng với bất động sản Lĩnh Tiên chứ. Tuy nhiên thấy bộ dạng Kiều Bạch Điền kiêu ngạo, Hạ Tưởng gõ y một chút. Tổng Giám đốc Kiều, bất động sản Cát Thành đúng là có thực lực, tuy nhiên đồng thời triển khai cả hai khu đô thị lớn như vậy, liệu có phải hơi quá sức hay không? Kiều Bạch Điền dường như sớm biết Hạ Tưởng sẽ có câu hỏi như vậy, y giả vờ lấy di động ra. Hình như thị trưởng Trần muốn hỏi thăm phải không? Có muốn tôi lại gọi điện thoại cho bí thư thôi hay không? Chủ nhiệm Hạ không cần quan tâm tới thực lực của bất động sản Cát Thành. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Muốn gì mà chẳng phải là chỉ một cuộc điện thoại chứ? Hạ Tưởng thấy khí thế của y hoành tráng như vậy, cũng không tức giận, chỉ nghĩ thầm, có khí thế là tốt rồi, chỉ sợ mày không có khí thế. Chỉ sợ đến thời khắc mấu chốt mày không dám đối đầu với bất động sản Lĩnh Tiên thôi. Hắn cười cười, nói. Không cần, Tổng Giám Đốc Kiều vẫn là người quen cũ, mọi người đều biết thực lực của bất động sản Cát Thành mà. Hôm nay bất động sản Cát Thành chính là nhà đầu tư khai phá đầu tiên được thông qua. Đi ra khỏi cửa chính của văn phòng tổ cải tạo, Kiều Bạch Điền cười lạnh mấy tiếng. Đúng là chuyện bé xé ra to, bị Trần Phong biến thành bia ngắm còn ngu ngốc cười vui vẻ. Đáng tiếc thật, có lẽ đến lúc đó chết như thế nào còn không biết. Hạ Tưởng, tôi chờ nhìn trò cười của cậu đấy. Ngay sau đó, Tôn Huyện Vĩ của bất động sản Thiên An cũng đến đấu thầu. Lại bị Hạ Tưởng từ chối với lý do thực lực không đủ hùng hậu. Tôn Huyện Vĩ hơi tức giận nhưng lại không tiện hỏi thẳng, liền quay người đi ra ngoài, khi lên trên xe liền nhận được điện thoại của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói cho y, Tiểu Vương Trang này nước quá sâu, bất động sản Thiên An không thích hợp trộn lẫn vào, mất nhiều hơn được. Mặc dù Hạ Tưởng không giải thích cụ thể nhưng Tôn Huyện Vĩ tin tưởng Hạ Tưởng sẽ không hại mình. Tiếp theo lại thông qua 3 công ty, lần lượt là tập đoàn Vạn Đạt, bất động sản Thụy Đặc và bất động sản Dương Quang. Thêm cả bất động sản Cát Thành, tổng cộng là có 4 công ty thông qua sơ thẩm. Hạ Tưởng thầm tính, bất động sản Lĩnh Tiên đúng là đủ kiên nhẫn, sắp hết hạn rồi, vậy mà không ngờ không hề có chút động tĩnh nào, thật sự là vênh váo ngút trời. Chẳng lẽ họ tự khẳng định rằng sẽ chắc chắn nắm được Tiểu Vương Trang sao? Càng khí thế càng tốt, đến lúc đó gặp bất động sản Cát Thành, hai kẻ mạnh đấu nhau, xem ai là kẻ cười cuối cùng. Cách thời điểm hết hạn có 2 giờ thì Nghiêm Tiểu thì mới chậm rãi đi tới. Cô mặc một bộ trang phục công sở, trang điểm rất trang nhã, rất có phong thái của một mỹ nhân có tri thức. Vừa thấy Hạ Tưởng, cô liền khẽ cười nói. Ngượng ngùng quá, chủ nhiệm Hạ, tôi đã tới chậm. Không đợi quá lâu chứ, thật sự rất xin lỗi. Công ty chợt xuất hiện chút vấn đề, may mắn là thư ký Vũ ra mặt mới làm tốt thủ tục. Vẫn còn kịp chứ. Sự việc là chết. Người là sống, làm sao phải nói kịp hay không kịp. Vũ Phái Dũng chắp tay sau lưng từ bên ngoài tiến vào, vênh váo nói. Chủ nhiệm Hạ, chúng ta lại gặp mặt,
dường như gần đây cuộc sống của cậu khá ổn thì phải, tâm tình cũng rất tốt, đúng không? Không gặp phải chuyện gì không hài lòng chứ? Hạ Tưởng luôn luôn khá trấn tĩnh, rất ít khi không khống chế được bản thân, tuy nhiên trong lòng hắn vốn vô cùng chán ghét Vũ Phái Dũng, lại nghe thấy Y An nói chọc ngoáy như vậy, cảm thấy tức giận, nói. Thư ký Vũ đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, thật là thất lễ. Gần đây tôi đúng là hết thảy thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, không nhọc thư ký Vũ phải nhớ tới. Nghiêm Tiểu thì nhìn ra hai người không đúng, vội hòa giải. Thư ký Vũ là vừa lúc đi ngang qua nên đến xem cùng với tôi. Chủ nhiệm Hạ khá bận rộn, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Bất động sản Lĩnh Tiên chúng tôi tới là xin nhận xây dựng hạng mục khai phá Tiểu Vương Trang, xin chủ nhiệm Hạ phê duyệt. Cấp phòng cũng có thể phê duyệt hạng mục lớn như vậy từ khi nào thế? Cũng không biết là thị trưởng Trần cố làm ra vẻ huyền bí hay là chủ nhiệm Hạ tự nâng thân phận nên mới có chuyện thế này. Vũ Phái Dũng châm biếm nói. Nếu chủ nhiệm Hạ thông minh thì cũng biết việc phê duyệt này chẳng qua là làm đại khái, đừng để đắc tội với người. Cẩn thận đừng vì chút việc nhỏ mà bị người ta đá văng đi thì rất thảm đấy. Hạ Tưởng cười lạnh lùng, hỏi. Phạm vi chức trách của thư ký Vũ hẳn là không quản đến văn phòng tổ cải tạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến nhỉ? Nếu không quản đến thì tôi coi như thư ký Vũ nhàn rỗi không có việc gì đến tán gẫu một chút. Nghiêm Tiểu thì không ngờ Vũ Phái Dũng là thư ký của bí thư tỉnh ủy nhưng lại không hề biết điều chút nào. Huyện quan không bằng hiện quản, chức vụ của Hạ Tưởng không cao nhưng có quyền lực. Không ai đang có việc cần nhờ người ta mà lại tự nâng thân phận mà hạ thấp người khác như Vũ Phái Dũng đang làm cả. Thật sự là kẻ không hề biết điều chút nào. Cô sợ Hạ Tưởng giận cá chém thất sẽ ảnh hưởng tới bất động sản Lĩnh Tiên, liền muốn giải thích vài câu, không ngờ Hạ Tưởng quay người giao tài liệu cho Ngô Cảng Đắc, nói. Phó chủ nhiệm Ngô, bất động sản Lĩnh Tiên sơ thẩm thông qua, xin giúp Tổng Giám đốc Nghiêm tiến hành các thủ tục liên quan. Thông minh, thật tinh mắt. Vũ Phái Dũng vẻ mặt đắc ý, gật đầu nói. Được, Tiểu Hạ, tính là cậu biết làm việc. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân đều thầm tức giận trong lòng, nhưng e ngại thân phận của Vũ Phái Dũng nên không dám nói thẳng ra, đành phải giữ sự buồn bực trong lòng. Hạ Tưởng cười cười. Thư ký Vũ còn có gì chỉ dạy nữa không? Vũ Phái Dũng khoát tay, ra vẻ lãnh đạo tới thị sát, nói. Hiện tại thì không có, tuy nhiên một thời gian nữa khẳng định sẽ có. Có một tin tức tôi muốn thông báo trước cho cậu một tiếng, cũng tốt cho cậu chuẩn bị tâm lý, tỉnh sắp sửa thành lập sở xây dựng. Hạ Tưởng thầm giật mình, sở xây dựng chủ quản việc quy hoạch và xây dựng của toàn bộ tỉnh. Nói cách khác, việc cải tạo và khai phá thôn nội đô cũng thuộc phạm vi quản lý của sở xây dựng. Chỉ cần sở xây dựng muốn thì có thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Hơn nữa nghe giọng điệu của Vũ Phái Dũng, chẳng lẽ y sắp lên làm giám đốc sở xây dựng sao? Kiếp trước, Vũ Phái Dũng trực tiếp từ thư ký của bí thư tỉnh ủy nhảy lên làm giám đốc sở giao thông. Hiện tại sở xây dựng được thành lập trước, y lại muốn đến sở xây dựng làm giám đốc sở, sẽ nắm giữ quyền lực rất lớn đối với việc cải tạo thôn nội đô, không phải là chuyện tốt. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù mình nghĩ biện pháp giết công ty xây dựng Phương Nam từ trong trứng nước nhưng vì Cao Kiến Viễn gặp sai lầm trong dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, bức thiết muốn tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, chẳng những Cao Thành Tùng tạo thế cho y, thậm chí còn bố trí thư ký của y lên làm giám đốc sở xây dựng, thật đúng là rất khổ tâm tính toán. Tuy nhiên đây cũng là đúng với tính cách muốn làm gì thì làm của Cao Thành Tùng. Kiếp trước, vì công ty xây dựng Phương Nam mà y có thể bất chấp tất cả, gạt bỏ tất cả những người ngăn trở. Lần này vì bất động sản Lĩnh Tiên, đương nhiên y cũng phải cố hết sức lực. Cũng may, bởi vì Hạ Tưởng tham gia vào việc này, lịch sử đã xảy ra rất nhiều thay đổi, ví dụ như không có công ty xây dựng Phương Nam, sự kiện thôn Đỗ cũng được giải quyết trong hòa bình, cho nên mâu thuẫn giữa Cao Thành Tùng và Trần Phong vẫn không bộc lộ hẳn ra, ít nhất vẫn không phát triển tới mức không thể hóa giải nổi. Hơn nữa, hiện tại Hạ Tưởng lại chủ trì văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, có thể ở giữa phối hợp, ngăn ngừa rất nhiều việc xấu có thể xảy ra. Mặc dù có một số việc đã thay đổi, nhưng việc Cao Thành Tùng nhúng tay vào thị trường bất động sản thì không hề thay đổi. Tất nhiên có chút thay đổi chính là từ vợ của y là Cảnh Hiểu Anh biến thành con trai y là Cao Kiến Viễn. Hạ Tưởng cảm thấy may mắn vì trước khi Cao Kiến Viễn phát triển ổn định, lúc y vừa mới có ý định tiến vào thị trường bất động sản, mình và y đã thành lập liên hệ chặt chẽ. Có thể nói đây là một chuyện rất tốt.
dù rất ghê tởm sự ngông cuồng của Vũ Phái Dũng nhưng Hạ Tưởng vẫn giả vờ hỏi. Thành lập sở xây dựng là chuyện tốt, cũng không biết sau khi thành lập thì sẽ phân công phó chủ tịch tỉnh nào quản lý nhỉ? Vũ Phái Dũng vừa nghe vậy lập tức tỏ vẻ không vui, vẫy tay với Nghiêm Tiểu Thì, nói. Tiểu Nghiêm, tôi đi trước, không chờ nữa. Hạ Tưởng biết mình đoán đúng rồi, phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý sở xây dựng chính là Cao Tấn Chu. Chính trị từ trước tới giờ vẫn chú ý chính là nghệ thuật cân bằng. Mặc dù chỗ dựa của Cao Thành Tùng đủ cứng rắn mạnh mẽ, trong kiếp trước quả thật y một tay che trời ở tỉnh Yến, nhưng hiện tại bởi vì có Hạ Tưởng cho nên không ngờ Liên Nhược Hạm lại đi tới thành phố Yến, càng không ngờ chính là Cao Tấn Chu hàng không tới làm phó chủ tịch tỉnh. Nếu kiếp trước không có người nào đủ sức mạnh cân bằng lực lượng với Cao Thành Tùng ở tỉnh Yến thì hiện tại bởi vì Cao Tấn Chu đến cho nên đã xảy ra biến đổi mang tính căn bản. Vận mệnh chính trị của tỉnh Yến cũng bị đảo loạn, đầu tiên là Tiền Cẩm Tùng, sau là Cao Tấn Chu. Tuy rằng hiện tại Cao Tấn Chu chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, quyền lực hữu hạn, căn cơ không đủ, nhưng chính trị từ trước tới giờ vẫn là thi đấu sau lưng. Hiển nhiên là Cao Tấn Chu muốn cắm rễ tại tỉnh Yến, tất nhiên sẽ phải động đến ích lợi của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả ích lợi của Cao Thành Tùng. Cho nên Hạ Tưởng cũng hiểu được, trận đấu mới chỉ bắt đầu. Chỗ dựa của mọi người đều cứng rắn cả, trong tình huống cứng rắn thế này, ai cũng có trí tuệ chính trị, vậy thì ai mất kiên nhẫn trước, ai phạm sai lầm trước, kẻ đó chính là kẻ thất bại cuối cùng. Vũ Phái Dũng vừa đi, Nghiêm Tiểu Thì hơi xấu hổ nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi không biết thư ký Vũ và anh từng có xung đột. Là anh ta chủ động muốn tới đây hỗ trợ, anh sẽ không để ý chứ. Hạ Tưởng tự nhiên không cần phải so đo với Nghiêm Tiểu Thì, liền cười nói. Đâu có, Tổng Giám Đốc Nghiêm lo nghĩ nhiều quá rồi. Cá nhân tôi chỉ có một ưu điểm lớn nhất chính là da mặt khá dày, lại khá có kiên nhẫn, không dễ nổi nóng. Nghiêm Tiểu Thì cười nói. Lần đầu tiên nghe có người tự khen bản thân mình như vậy. Chủ nhiệm Hạ, anh thật là thú vị. Sau đó cô nhẹ nhàng vẫy tay với Hạ Tưởng, dịu dàng nói. Vậy tôi xin cáo từ trước. Chủ nhiệm Hạ, sau này còn gặp lại, có thời gian nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Hạ Tưởng đưa Nghiêm Tiểu Thì ra khỏi cửa, sau khi trở về, Ngô Cảng Đắc chậc chậc nói. Con gái phương Nam toàn tươi ngon mọng nước, tuy nhiên tôi cảm thấy cô gái này có sức quyến rũ đặc biệt. Chủ nhiệm Hạ phải cẩn thận một chút, hiện tại ngài đúng là anh hùng còn trẻ, phải cẩn thận mỹ nhân kế. Phó chủ nhiệm Ngô sao cứ nhìn chằm chằm vào quan hệ nam nữ thế? Thô tục! Khúc Nhã Hân không chút khách khí phản bác Ngô Cảng Đắc, sau đó hơi sầu lo nói. Đây là tố chất gì của thư ký Vũ chứ? Vậy mà còn làm thư ký của bí thư tỉnh ủy. Tôi thấy hắn cũng không quá trình độ. Tốt xấu gì bí thư cao cũng là bí thư tỉnh ủy. Vậy mà dùng một thư ký như vậy, thật là tổn hại hình tượng bí thư. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã thôi. Hạ Tưởng thầm cảm thán, tuy nhiên lại không thể nói rõ ra, chỉ nói. Về sau phải cẩn thận khi nói chuyện. Không biết chừng thư ký Vũ chỉ chớp mắt sẽ thành giám đốc sở xây dựng. Đến lúc đó sẽ không thiếu giao tiếp với chúng ta đâu. Sau khi nộp tài liệu về năm nhà đầu tư khai phá, Trần Phong cầm lấy cúi đầu xem, liên tục 10 phút không hề phát biểu ý kiến gì. Hạ Tưởng đợi trong chốc lát, đang muốn hỏi thị trưởng Trần còn chỉ bảo gì không, Trần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi. Sao cậu còn chưa đi? Hạ Tưởng hơi bất mãn, Trần Phong hẳn không phải người nhỏ mọn, sao vẫn cứ nắm mãi sự kiện lần trước không tha chứ? Vẫn còn rất bất mãn với mình sao? Hắn cũng không tiện trực tiếp giải thích với Trần Phong vì chuyện này liên quan tới tranh đấu giữa Cao Tấn Chu và Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng mặc kệ thái độ của Phạm Duệ Hằng như thế nào, nếu Cao Tấn Chu không muốn tỉnh biết, khẳng định cũng không muốn cho thành phố biết. Hắn phải chú ý tới cảm nhận của Cao Tấn Chu. Cho dù hiện tại Trần Phong đã biết hết thảy nhưng chỉ cần việc này không phải truyền ra từ miệng hắn, vậy là hắn đã hết lòng tuân thủ lời hứa với Cao Tấn Chu. Giang Thiên vỗ vai Hạ Tưởng, đưa hắn ra cửa, an ủi nói. Tỉnh muốn thành lập sở xây dựng, bí thư Cao yêu cầu tạm dừng công tác cải tạo thôn nội đô, chờ sau khi sở xây dựng chính thức thành lập thì bắt đầu lại. Thị trưởng Trần không đồng ý, giáp mặt chống đối bí thư Cao mấy câu. Mấy ngày nay tâm tình của ông ấy không tốt, ngay cả tôi cũng không dám nói gì với ông ấy. Hạ Tưởng hiểu được, Trần Phong cáu giận vì ý đồ can thiệp của Cao Thành Tùng càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, trước kia bí thư Cao cảm thấy việc cải tạo thôn nội đô không có quan hệ rất lớn đối với mình, hiện tại thì khác.
Cao Kiến Viễn đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, tất cả thôn nội đô đều trở thành hàng đống tiền lớn, vậy có thể không tìm cách túm lấy sao? Tính cách quật cường của thị trưởng Trần nổi lên, có lẽ chống đối quá mức khiến Cao Thành Tùng tức giận. Tuy nhiên gần như trong cả nước, tất cả các thành phố cấp phó tỉnh đều ít nhiều có mâu thuẫn với tỉnh, cho nên đây cũng là hiện tượng bình thường. Dù sao cũng đã nộp tài liệu lên thị trưởng Trần, tiếp theo xử lý thế nào chính là việc của ông ta. Hạ Tưởng từ biệt Giang Thiên, xuống dưới lầu, suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Kiều Bạch Điền. Tổng Giám đốc Kiều, tài liệu đã được nộp cho thị trưởng Trần. Tổng cộng có 5 nhà đầu tư khai phá tham gia, lần lượt là. Hạ Tưởng đơn giản tóm lược lại tài liệu cho Kiều Bạch Điền nghe, coi như đủ nể mặt y, cuối cùng còn không quên ám chỉ một câu. Hiện tại, Tiểu Vương Trang là giai đoạn cải tạo cuối cùng của thôn nội đô. Nghe nói tỉnh đang kêu ngừng quá trình cải tạo thôn nội đô, khi nào bắt đầu lại lần nữa thì không rõ lắm, cho nên Tổng Giám đốc Kiều cần phải nắm thật chắc cơ hội. Đây quả thật là một cơ hội tốt. Hạ Tưởng nói cho Kiều Bạch Điền biết việc cải tạo thôn nội đô sắp sửa dừng nhưng không nói rõ là chỉ tạm dừng và dừng bao lâu. Cao Kiến Viễn biết thời gian dừng sẽ không quá dài nhưng Kiều Bạch Điền thì không biết, cho nên y sẽ nhất định liều mạng bắt lấy Tiểu Vương Trang. Kiều Bạch Điền càng liều mạng, mâu thuẫn giữa y và Cao Kiến Viễn càng kịch liệt. Làm người ngồi xem hai hổ đấu nhau lại càng cảm thấy thú vị. Kiều Bạch Điền rất hài lòng với cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, cuối cùng cho rằng Hạ Tưởng cũng làm được chuyện tốt. Trước kia mình tặng xe cho hắn cũng không phải là phí công. Hạ Tưởng cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Cao Kiến Viễn, cũng báo cho y biết tư liệu về 5 công ty, còn phân tích cho y ưu điểm và khuyết điểm của mỗi công ty, cuối cùng còn nhấn mạnh. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, thành phố sẽ suy xét một cách tổng hợp, cuối cùng sẽ xuất phát từ góc độ cân bằng mà xác định một công ty. Trong 5 công ty, căn cứ tình hình mà tôi nắm giữ, bất động sản Thụy Đặc có thực lực mạnh nhất. Tập đoàn Vạn Đạt có chỗ dựa cứng rắn nhất, Cao Huynh cần phải làm tốt công tác sau lưng, bố trí đối sách hợp lý. Đương nhiên, cũng chưa chắc cái nhìn của tôi là chuẩn xác, quyền quyết định cuối cùng vẫn là nằm trong tay anh. Câu cuối cùng của Hạ Tưởng kỳ thật là để tránh bị quở trách sau này, lại phải mất công thanh minh. Cao Kiến Viễn khá cảm kích việc Hạ Tưởng chủ động nói cho mình những chuyện này. Mặc dù y rất ghen tị quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hãm nhưng y cũng hiểu. Bất kể là quan trường hay thương trường, đều là bạn bè hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thăng quan phát tài. Chuyện của Liên Nhược Hãm tạm thời đặt sang một bên, lúc này kiếm tiền quan trọng hơn. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến quân thị trường bất động sản, còn rất nhiều phương diện y còn cực kỳ mới lạ, cho nên y rất coi trọng thiện ý nhắc nhở của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lấy lòng hai bên xong, tự cười giễu mình, nghĩ thầm rằng có khi cảm thấy mình không đủ nhiệt huyết, không đủ kích động. Kỳ thật tuy rằng thanh niên nhiệt huyết kích động có vẻ không quá thành thục, chín chắn, nhưng có khi cũng có một mặt đáng yêu. Hạ Tưởng không ngờ rằng hắn vừa định làm thanh niên kích động một lần thì Thiếu Giai liền cho hắn một cơ hội tuyệt hảo. Vì em trai Thiếu Giai đến đây, cô muốn cho y gặp Hạ Tưởng để hắn chỉ bảo phương hướng cho y, tuy nhiên gần đây Hạ Tưởng quá bận, vẫn không rút được ra thời gian rảnh. Vừa lúc sự việc Tiểu Vương Trang tạm thời rơi vào giai đoạn thư thả. Tiếp theo là nhìn xem có chém giết hay không. Hắn cũng không đủ tư cách tham dự, cũng coi như tự cho mình được nghỉ xả hơi. Nói là nghỉ nhưng vẫn phải tới thứ bảy hắn mới đi tìm Tiếu Giai được. Em trai Tiếu Giai là Tiếu Côn, dáng vẻ vẫn chưa hết hẳn vẻ quê mùa, vừa đen vừa gầy, đứng cạnh Tiếu Giai quả thật là khác nhau một trời một vực, bất cứ ai cũng không thể đoán được họ là hai chị em. Hạ Tưởng bắt tay với Tiếu Côn. Tiểu Côn ở thành phố Yến đã quen chưa? Cũng ổn, chị em chăm sóc em rất tốt, em cũng là con nhà nông thôn, chịu khổ quen rồi. Y cười rất thật thà, chất phác, nhưng không phải nụ cười thật thà chất phác của Hạ Tưởng mà là vừa hồn nhiên vừa lương thiện, vừa nhìn là biết đây là một cậu bé còn chưa hề nếm trải mùi đời. Anh rể, có phải gần đây anh rất bận không? Em đến đây hơn nửa tháng mà mới thấy anh tới thăm chị em lần đầu tiên. Chương 201, Hạ Tưởng cũng nhiệt huyết một lần. Hạ Tưởng hơi xấu hổ vuốt mũi, có một cậu em vợ thế này thật là ái ngại. Hắn nhìn Tiếu Giai, ý ngầm là sao lại để y gọi mình là anh rể, đừng có dạy hư cho trẻ con như vậy chứ. Tiếu Giai bối rối, nghĩ Hạ Tưởng trách mình, vội vàng đẩy Thiếu Côn. Nói lung tung gì thế? Ai bảo em gọi lung tung là anh rể? Chị và chủ nhiệm Hạ là quan hệ bạn bè bình thường. Thiếu Côn liền cười ha hả, sự thật thà. Chất phác và thành thật của y khiến Hạ Tưởng cảm thấy không bằng được.
Chị, em biết là chị thích anh rể mà. Chị vừa nói tới anh ấy là hai mắt tỏa sáng, mặt hồng lên, trông đầy vẻ hạnh phúc. Đừng tưởng là em không nhìn ra nhé. Em còn có thể nhìn ra chị và anh rể. Tiếu Dài Đỏ bừng mặt khẽ quát. Đi sang một bên, tránh cho xa. Không nói gì thì không ai bảo em câm điếc đâu. Tiếu Côn bị đuổi ra ngoài ban công. Hạ Tưởng thừa cơ nắm lấy tay Tiếu Dài. Những gì em trai em nói đều là sự thật à? Nó chỉ thích lừa người, anh còn tin nó à? Quá ngây thơ. Tiếu Dài nói vẻ phản đối. Không ngờ anh cũng khá đề cao mình đấy. Anh không đề cao mình mà là nghe được sau lưng có người thích mình nên trong lòng vui vẻ. Hạ Tưởng cười xấu xa, lại hỏi. Em trai em có ở gần em không? Không tính là gần, buổi tối nó ở trong chợ bán sỉ, có khi buổi tối còn phải đón xe. Tiếu Dài không hiểu ý Hạ Tưởng. Làm sao vậy, anh hỏi cái này làm gì? Hạ Tưởng gãi đầu. Không có gì, buổi tối nó ở xa thì anh ở lại chỗ em sẽ tương đối an toàn. Tiếu Dài rất xấu hổ. Ai cho anh ở lại? Sao vừa gặp mặt anh đã nghĩ tới chuyện xấu thế? Hạ Tưởng lại chuyển đề tài, nắm chặt tay Tiếu Dài hỏi. Trước khi em trai em tới, buổi tối có xe đến có phải là em đi đón hay không? Tiếu Dài gật đầu. Đương nhiên, thường xuyên nửa đêm thức dậy đi đón xe. Phải tự mình kiểm kê một chút mới an tâm. Có gì không ổn sao? Không có. Tâm tình Hạ Tưởng rất nặng nề. Hắn nắm chặt tay Tiếu Dài. Em thật sự là vất vả. Trước kia anh không chăm sóc em chu đáo, để cho em phải vất vả kiếm tiền. Một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, hình thức xinh đẹp, đêm hôm khuya khoắt phải đi ra ngoài đón xe, còn phải kiểm kê số lượng. Cô đáng phải chịu đựng nỗi khổ sở, vất vả vậy sao? Trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy nặng trịch, rất khó chịu. So sánh với Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, Tiếu Dài mạnh mẽ hơn rất nhiều và cũng khổ sở hơn rất nhiều. Mà hắn là một thằng đàn ông lại quan tâm và chiếu cố tới cô quá ít. Tiếu Dài hơi cảm động, mũi cay cay. Vẫn ổn, nói chuyện này làm gì? Rõ ràng là anh cố ý làm khó em. Không cho nói nữa, tất cả đều qua rồi. Hiện tại em đã có người đón xe, cũng có người quản lý một đống việc, lại có em trai giúp em, cho nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Hiện tại em chỉ nghĩ sau khi thị trường bán sỉ rau quả tại phố Thập Lý khai trương thì mở rộng kinh doanh như thế nào thôi. Hạ Tưởng liền cười xấu xa. Vậy tối nay anh đặc biệt chăm sóc em, mát xa toàn thân cho em một chầu, được chứ? Không cần. Tiếu Dài giơ tay lên gạt bàn tay Hạ Tưởng đang tự gãi đầu ra. Em xem như hiểu được, khi anh nghĩ tới chuyện xấu liền vào đầu, mà khi xấu hổ thì vuốt mũi. Khi con trai con gái ở một chỗ với nhau, chỉ một vài động tác nhỏ mà sao con gái luôn nói thành không tốt thế nhỉ? Hạ Tưởng liền hỏi chuyện Tiếu Dài giúp đỡ mẹ Vệ Tân chữa bệnh. Dựa theo chỉ bảo của Hạ Tưởng, Tiếu Dài âm thầm ứng ra 80.000 tệ tiền viện phí, thuốc men cho mẹ Vệ Tân. Tuy nhiên mẹ Vệ Tân bị tiểu đường nên khó có thể trị tận gốc, cho dù giải phẫu thành công xong thì về sau vẫn cần tĩnh dưỡng, cần rất nhiều thuốc men duy trì, chi phí rất xa xỉ. Vệ Tân rất đáng thương, cũng rất mạnh mẽ. Em muốn cố gắng giúp cô ấy nhưng hiện tại kinh doanh bán sỉ rau quả của em vẫn còn chưa đủ lớn. Không cần nhân viên văn phòng. Chờ sau khi khai trương chợ bán sỉ rau quả tại phố Thập Lý khai trương, em cho cô ấy tới văn phòng làm nhân viên, được không? Không được tốt lắm. Hạ Tưởng vội vàng từ chối. Nếu Vệ Tân luôn ở bên cạnh Tiếu Dài, hắn lại tới tìm Tiếu Dài, sẽ không tránh khỏi việc gặp mặt Vệ Tân, sẽ lại nhớ tới chuyện kiếp trước. Tốt nhất là không gặp thì hơn. Công ty của em quá nhỏ, để anh tìm biện pháp giúp cô ấy tìm một công ty lớn làm thêm mới được. Lý do của Hạ Tưởng rất đầy đủ, Tiếu Dài cũng không nghĩ nhiều, tuy nhiên vẫn đánh giá Hạ Tưởng lại vài lần, nhìn tới mức Hạ Tưởng cảm thấy trong lòng hơi sợ, vội hỏi. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ anh quá đẹp trai? Anh khá đẹp trai, tuy nhiên. Tiếu Dài nháy mắt vẻ giảo hoạt. Anh đã gặp Vệ Tân bao giờ chưa? Đây là một cô gái rất được, đặc biệt có khí chất nghệ thuật. Vẻ đẹp của cô ấy vừa yêu thương vừa trầm lắng, làm cho người ta muốn hướng tới. Hạ Tưởng vội xua tay. Chưa từng gặp cũng không muốn gặp, có em là đủ rồi. Hơn nữa anh là người tốt, làm việc tốt không muốn lưu danh. Tiếu Dài không tin hắn. Câu sau thì em tin, anh có một trái tim tốt, nhưng câu trước thì rất lừa mình dối người. Đừng để em vạch trần anh, ngay cả con mà anh còn có, còn giả vờ ngây thơ trước mặt em à. Hạ Tưởng chấn động.
Dựa vào cái gì mà em bôi nhọ sự trong sạch của anh vậy? Con của anh trầm trồ khen anh đẹp trai. Tiếu Dài đùa làm cho Hạ Tưởng khẩn trương, liền đắc ý mỉm cười. Có phải lúc ấy đang ngồi bên cạnh một bà mẹ xinh đẹp? Loảng xoảng. Hạ Tưởng đứng không vững, muốn ngồi xuống sofa lại ngồi trượt, đụng rơi khay trái cây trên bàn xuống đất. Hắn vội vàng nhặt chúng đặt lên bàn, cười ha hả nói. Sức tưởng tượng của em thật là phong phú, nói chuyện cứ như thật. Lúc ấy là anh không tiện nói chuyện cho nên mới đùa một chút. Tiếu Dài cũng không vạch trần Hạ Tưởng, chỉ cười nói. Em còn không trách giận anh sợ cái gì, em cũng không yêu cầu anh gì cả. Trước mặt em, anh không cần giấu giếm. Em chỉ cần giấu em thật sâu trước mặt một người là được. Nếu không về sau chúng ta quy định một ám hiệu, về sau mỗi lần em gọi di động cho anh, chỉ nói một tiếng. Nếu anh tiện thì nói chuyện, nếu không tiện thì anh có thể nói với người khác là gọi nhầm số. Tiếu Dài nghĩ hộ cho Hạ Tưởng một cách khá chu đáo. Còn nữa, đừng lưu tên em trong di động. Nếu anh không nhớ được số của em thì có thể dùng tên một người khác để thay thế, hoặc là ghi luôn tên một người đàn ông nào đó là được. Nhớ chưa? Hạ Tưởng vuốt mũi, không nói gì. Tiếu Dài lại cười hắn. Nhìn kia, lại xấu hổ, khẳng định là trong lòng có quỷ. Buổi trưa, Tiếu Dài nấu cơm, Hạ Tưởng ngồi nói chuyện với Tiếu Côn. Tiếu Côn thật thà chất phác mà thành thật, tuy nhiên cũng có chút hiểu biết, cũng rất coi trọng triển vọng kinh doanh của thị trường bán sỉ rau quả. Đương nhiên là bởi vì lần đầu tiên đến thành phố lớn cho nên không tránh khỏi có chút khẩn trương. Đầu tiên là Hạ Tưởng dẫn lối cho y vài câu, lại nói y toàn tâm giúp đỡ Tiếu Dài làm tốt việc kinh doanh rau quả, về sau khẳng định sẽ phát triển tốt. Tiếu Côn có tâm lý kính sợ Hạ Tưởng từ trong thâm tâm, Hạ Tưởng nói gì, y đều gật đầu đồng ý. Thừa dịp Tiếu Dài nấu cơm, Tiếu Côn khẽ nói với Hạ Tưởng. Em muốn nhờ anh một việc, anh rể, chị không dám nói với anh, lại không cho em nói, nhưng em không thể không nói. Hạ Tưởng thấy y có vẻ ấp úng liền cười nói. Muốn nói gì thì nói đi. Tiếu Côn hạ giọng xuống hết cỡ, nói. Từ sau khi ba em hết bệnh, luôn nhắc nhở rằng chị em đã lớn tuổi, cần phải tìm người tốt để gả cho, còn thúc giục chị em tìm một bạn trai, còn nói chị mà không lấy chồng chính là bất hiếu. Ý nghĩ của dân quê là thế, anh rể cũng đừng ngạc nhiên vì ba em nhiều chuyện. Ông ấy cảm thấy chị em đã 24 tuổi. Con gái cùng tuổi chị ấy ở thôn em đều đã có con có cái, vậy mà chị ấy vẫn chưa có đối tượng, vậy làm sao bây giờ? Cho nên ba em ra lệnh cho chị, đến Tết năm tới phải mang đối tượng của chị ấy về nhà, nếu không thì đừng có về. Tiếu Côn nói xong, hai mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, ý tứ là, em đã gọi anh là anh rể, dù sao thì anh cũng phải có trách nhiệm với chị của em đúng không? Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu của ông bà cũng không tính là quá mức. Hắn ra mặt thay cho Tiếu Dài để an ủi tâm tình bức thiết của ông bà cũng là chuyện bình thường. Kiếp trước, cha mẹ hắn vẫn ra sức thúc giúp hắn kết hôn, cho nên hắn rất hiểu yêu cầu như vậy của ông bà đối với con gái, lập tức nói. Hiện tại còn xa mới tới Tết, đến lúc đó cùng nhau về nhà thăm một chuyến. Khi ăn cơm, hiển nhiên Tiếu Dài đã nghe Tiếu Côn nói Hạ Tưởng sẽ cùng về nhà mình vào dịp Tết, cho nên khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng vì hưng phấn. Thậm chí cô còn lén đá chân Hạ Tưởng ở dưới bàn. Hạ Tưởng giả vờ không phản ứng, bộ dạng nghiêm túc ăn cơm, khiến Tiếu Dài không kìm nổi cười thành tiếng. Vừa ăn trưa xong, Tiếu Dài liền nhận được một cuộc điện thoại, nói là mấy xe rau quả mới tới xảy ra vấn đề. Nhân viên quản lý chợ bán sỉ rau quả không cho dỡ hàng, nói là nhận được thông báo của cấp trên, rau quả của Tiếu Dài có dư lượng chất hóa học không đạt tiêu chuẩn, cấm không cho vào bán trong chợ. Tiếu Dài oán hận nói. Lại là đồ lưu manh dư chấn sinh này. Hạ Tưởng rất mẫn cảm đối với mấy chữ lưu manh hay sắc lang, liền hỏi. Chuyện rốt cục là thế nào? Hóa ra là vẻ đẹp của Tiếu Dài gây họa. Dư chấn sinh là tổ trưởng thuộc phòng quản lý thị trường, chuyên chủ quản chợ bán sỉ rau quả, quản lý tất cả các thương nhân trong đó. Khi cho ai vào chợ thì người đó mới được vào, không cho ai vào thì rau quả của người đó chỉ có thể mục nát ngoài chợ. Bởi vậy trong mắt các thương nhân ở chợ rau quả, Dư Chấn Sinh còn uy phong hơn cả Trần Phong. Từ lần đầu tiên gặp Tiếu Dài, Dư Chấn Sinh đã bị mê say không còn biết trời đất gì nữa. Nhưng Tiếu Dài rất có cá tính, không chịu khuất phục y. Cô không cho y chiếm tiện nghi về con người mình nhưng ra tay cũng khá hào phóng, tặng lễ, đưa tiền, khiến y không thể làm lơ.
Hơn nữa vừa lúc y mới có một bổ nhí, đang thời kỳ đầu nên dù thích Tiếu Giai nhưng vì vẫn luôn dính vào cô bổ nhí đó nên không có thời gian làm khó xử Tiếu Giai. Gần đây chơi bổ nhí chán, Dư Chấn Sinh lại nổi tâm tư với Tiếu Giai. Hơn nữa theo y âm thầm quan sát, làn da Tiếu Giai càng ngày càng mịn màng, sắc mặt cũng càng ngày càng tươi sáng, rất rõ ràng là có hơi đàn ông. Dư Chấn Sinh vừa tức giận vừa sốt ruột, tức giận là vì không biết thằng nào đã chiếm tiện nghi cướp trước. Sốt ruột là vì Tiếu Giai càng ngày càng làm người ta động tâm, chỉ liếc mắt một chút đã khiến người ta ngứa ngáy, khó chịu trong lòng. Báu vật trời sinh quyến rũ từ trong xương thủy. Tuy nhiên dù Dư Chấn Sinh nói bóng gió vài lần, chẳng những Tiếu Giai không thèm để ý tới y, ngược lại vừa thấy y là trốn từ xa. Điều này khiến trong lòng y vô cùng buồn bực, càng nghĩ càng tức giận, nghĩ thầm rằng ở lĩnh vực buôn bán này có một mẫu ruộng thì tao vẫn còn có ba phần đất, không nghe lời tao thì đừng mong sống an lành. Y liền chuẩn bị ngăn chặn hàng hóa của Tiếu Giai, khiến cô nếm thử chút lợi hại rồi nói, không sợ cô không bị khuất phục. Vừa nghe Tiếu Giai nói, Hạ Tưởng lập tức dựng tóc gáy, cảm giác nhiệt huyết im ắng đã lâu giờ lại bốc lên lần nữa, liền nói với Tiếu Giai và Tiếu Côn. Đi, đi xem, anh muốn xem Dư Chấn Sinh có bản lĩnh thế nào, dám có chủ ý với người yêu của anh. Một câu này khiến trong lòng Tiếu Giai rất hạnh phúc, hai mắt mở đi nhìn Hạ Tưởng. Ba người ngồi trên chiếc Santana của Hạ Tưởng, chỉ hơn 10 phút sau đã chạy tới chợ bán sỉ rau quả. Hai chiếc xe tải dừng ở ven đường. Mấy tên nhân viên công tác đang lật lung tung đống rau quả, thái độ rất ác liệt, cầm một quả dưa ném xuống đất, thậm chí còn muốn dẫm thêm vài cái. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề, trời rất nóng còn mặc sơ vanh, cà vạt, đang hùng hổ nói to. Kiểm tra thật kỹ cho tôi, chỉ cần phát hiện có nông dược lưu lại thì lập tức ghi rõ, không được cho qua. Còn nữa, ghi nhớ là rau quả của công ty nào, về sau chỉ cần là hàng hóa của họ đều phải trọng điểm kiểm tra. Không thể chỉ kiểm tra một lần là có thể cho vào mãi, nghe rõ chưa? Thời tiết nóng như vậy, chỉ cần đảo rau quả lên một lần thì chúng sẽ hỏng, nát rất nhanh, chắc chắn không thể bán được nữa. Cho dù có người muốn mua thì cũng là nhà hàng, khách sạn cấp thấp thu mua với giá cực rẻ. Dư Chấn Sinh làm vậy chính là muốn hủy mối làm ăn của Tiếu Giai, khiến cô không còn đường để đi. Tiếu Giai muốn ra mặt, Hạ Tưởng kéo cô sang một bên, đi tới phía trước, hỏi. Ai là Dư Chấn Sinh? Người đàn ông trung niên đeo cà vạt nói đầy khí thế. Tôi đây, tìm tôi có chuyện gì? Xe rau quả này là hàng của tôi, dựa vào cái gì mà anh làm hỏng hàng của tôi? Hạ Tưởng khoanh tay, lạnh lùng nhìn Dư Chấn Sinh, thấy y tóc trải bóng mượt như thể tráng một lớp xi đánh giày. Điều khiến người ta càng buồn cười chính là, y là đàn ông mà trên mặt còn có một lớp phấn trang điểm, khiến da y vốn đã trắng giờ lại càng trắng dọa người. Dư Chấn Sinh thấy Hạ Tưởng còn trẻ tuổi nhưng đã có vẻ uy nghiêm không để cho người khác xâm phạm, lập tức hoảng sợ. Nhưng nghĩ lại, mình là cán bộ nhà nước, chấp pháp nghiêm chỉnh, mặc kệ hắn là ai mình cũng không cần sợ, huống chi hắn vừa nói là hàng hóa của hắn, y liền hừ mấy tiếng, thở phì phò nói. Hàng của cậu à, đây là hàng của công ty bán sỉ rau quả Tiếu Hạ, pháp nhân của họ là Tiếu Giai. Cậu là ai? Công ty của cô ấy chính là công ty của tôi. Trưởng phòng Dư, trước kia rau quả công ty chúng tôi kiểm tra vẫn toàn bộ là đủ tư cách, sao bây giờ lại nói toàn bộ không đủ tư cách? Là dụng cụ thử nghiệm có vấn đề hay là lòng người có vấn đề? Hạ Tưởng rất không thích vẻ mặt đầy tiểu nhân của Dư Chấn Sinh, nói chuyện với y cũng không hề có chút khách khí nào. Dư Chấn Sinh vừa nghe Hạ Tưởng là người đàn ông của Tiếu Giai, lại càng thêm nổi trận lôi đình, trong lòng ghen tuông phát cuồng. Hóa ra thằng danh đứng trước mặt mình đây đã đoạt lấy Tiếu Giai trước, còn ôm Tiếu Giai ngủ mỗi ngày, thật sự là đồ ngon đều ném hết cho lợn ăn. Tại sao lại toàn tiện nghi cho thằng danh vừa đen vừa xấu này chứ? Y vỗ tay, nói đầy vẻ kiêu ngạo. Tôi muốn kiểm tra ai thì kiểm tra, tới lượt cậu quản sao? Cậu còn ăn nói lung tung ở đây, còn cố ý gây trở ngại chúng tôi chấp pháp, có tin là tôi sẽ bắt cậu lại không? Hạ Tưởng giận dữ bật cười. Sao Dư Chấn Sinh này lại giống hệt đám quản lý đô thị thế nhỉ? Rõ ràng không có quyền chấp pháp còn nói dõng dạc là đang chấp pháp. Thật sự là đám khốn khiếp lại càng khốn khiếp hơn. Hắn cười khinh miệt. Được, anh muốn tra thì tra, tôi sẽ mời cục giám sát kỹ thuật đến phúc tra. Nếu trong rau quả của chúng tôi trong không có dư lượng nông dược, tôi sẽ tố cáo anh với cấp trên của anh.
Dư Chấn Sinh như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên nói to. Được đó, thằng danh, mày ở đâu tới? To mồm nhỉ, có tin là tao chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể bắt ngay mày với lý do là cản trở người thi hành công vụ không? Dám ngông cuồng với tao à? Mày có bao nhiêu sức chứ? Biết chỗ dựa của tao là ai không? Nói ra hù chết mày. Y đảo mắt, vênh mặt lên trời. Trưởng đồn công an Bắc Ninh là bạn thân của tao, biết không? Dám hoành tráng với tao à? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dư Chấn Sinh nói chuyện còn không chịu đứng im, tay chân chỉ trỏ, suýt nữa thì chọc vào mặt Hạ Tường. Hạ Tường bốc lửa giận, gạt tay y ra. Xin chú ý móng vuốt của anh. Dư Chấn Sinh lại nhảy dựng lên. Thằng danh, thật sự dám cứng đối cứng với tao à? Được, hôm nay ông mày liền tiếp hết. Tao thề độc luôn ở đây, trừ phi Thiếu Giai đi theo tao, nếu không công ty của cô ta đừng có mơ bán được ở chợ này một ngày nào. Theo con mẹ mày. Hạ Tưởng chưa bao giờ tức giận như hiện giờ. Dư Chấn Sinh này ăn nói ngạo mạn không chịu nổi, tay chân chỉ trỏ lung tung, nói chuyện còn văng nước bọt khắp nơi. Rốt cục hắn không kìm nổi nhiệt huyết trong lòng, nghĩ thầm rằng mặc kệ nó, cứ phát điên một lần, không thể để người yêu mình chịu cơn tức giận này. Hắn nắm lấy tay Dư Chấn Sinh, vặn ngược lại. Dư Chấn Sinh lập tức đau gập người như tôm luộc, kêu lên thảm thiết như heo bị cắt tiết. Mau, mau tới, đánh cho thằng khốn này tàn phế. Mấy nhân viên bên cạnh rõ ràng là cấp dưới của Dư Chấn Sinh, đều nhào vào. Hạ Tưởng đá mạnh vào mông Dư Chấn Sinh khiến y cắm mặt xuống đất như chó gặm bùn, sau đó lùi lại gạt chân cho một người ngã sang một bên, lại đấm một quyền sang nửa bên mặt một người khác. Rất nhanh chóng, Hạ Tưởng đã đánh ngã mấy người kia xuống đất, không hề có chút khó khăn gì, khiến Tiếu Côn ở bên cạnh trợn trừng mắt nhìn, không thể tin được Hạ Tưởng còn có bản lĩnh như vậy. Tiếu Giai đã từng thấy Hạ Tưởng đánh Tiểu Lưu Manh lần trước, giờ cũng vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là lo lắng Hạ Tưởng sơ suất bị người ta đánh trúng. Mừng là Hạ Tưởng kích động nhiệt huyết vì mình, khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều hy vọng người yêu mình hành động vì mình không hề chùn bước. Những gì Hạ Tưởng làm hôm nay đã khiến Tiếu Giai rung động thật sâu trong nội tâm. Cô biết quả thực Hạ Tưởng là chân tình đối với mình. Mấy người bị đánh ngã vẫn không phục, đều đứng dậy lại vây quanh. Dư Chấn Sinh từ dưới đất nhảy lên, vừa gọi điện thoại vừa kêu mấy người kia. Đánh không lại nó thì vây lấy nó, không cho nó thoát. Chờ tôi gọi điện thoại, để bạn tôi mang cảnh sát tới bắt nó, cho nó vào đồn, cho nó ngồi ghế hùm. Mấy người vây lấy Hạ Tưởng nhưng không ai dám chủ động xông vào trước. Hạ Tưởng khoanh tay, trấn tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ nhìn Dư Chấn Sinh gọi điện thoại. Không ai chú ý thấy, cách hiện trường không xa, có một chiếc xe tải đậu ở ven đường, cửa kính xe hé mở một chút, lộ ra một chiếc ống kính tele máy ảnh, không ngừng chụp liên tục hiện trường. Trước khi đến chợ bán sỉ rau quả, Hạ Tưởng cũng nghĩ tới đối sách, liền gọi điện thoại cho Đỗ Đồng Quốc, cho y tới đây ngầm điều tra, tốt nhất là trốn ở một chỗ kín chụp ảnh hiện trường. Đỗ Đồng Quốc gần như đến chợ cùng một lúc với Hạ Tưởng. Để đạt được hiệu quả hiện trường chân thật nhất, y liền cùng với phóng viên ảnh trốn ở một bên, chụp lại toàn bộ tình cảnh vừa rồi. Chương 202, thời khắc mấu chốt phải dám xuống tay. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lao tới hiện trường. Từ trên xe nhảy xuống mấy cảnh sát, thậm chí còn không đội mũ, trang phục cũng không quá nghiêm chỉnh, hùng hùng hổ hổ đi tới. Người đi đầu thở phì phì hô. Chuyện gì, lão Dư, giữa trưa còn không cho người ta ngủ yên. Cứ bắt mấy người chúng tôi phải đến. Tối nay anh mà không mời rượu ngon là không được đâu đấy. Ai là kẻ gây chuyện? Y liếc mắt thấy Hạ Tưởng liền giơ còng tay ra, nheo mắt nhìn Hạ Tưởng. Anh ở đâu tới? To gan thật, dám gây rối ở chợ. Có biết khu vực này do Trương Chí Cường tôi quản lý không? Thôi mặc kệ, anh cùng tôi về sở đã. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng Trương Chí Cường này cũng quá láo toét, còn chưa thèm hỏi han. Điều tra gì đã trắng trợn thiên vị Dư Chấn Sinh? Cũng tốt, đi với y một chuyến, xem y định xử lý việc này như thế nào. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hắn nói. Đồng chí cảnh sát, anh nhìn thấy tôi gây sự lúc nào? Là bọn họ ra tay đánh người trước mới đúng. Bọn họ mấy người đánh một mình tôi là phòng vệ chính đáng. Cái gì mà phòng vệ? Tôi nói anh cố ý gây chuyện thì anh chính là cố ý gây chuyện. Còn muốn hoành tráng sao? Trương Chí Cường nghiêm túc cắt lời Hạ Tưởng, vung mạnh tay. Mang đi,
về sở cho nó ngồi ghế uống trà tử tế. Mấy cảnh sát đi tới muốn đẩy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng phủi bụi trên người. Không dám làm phiền mọi người, tôi sẽ tự đi. Nói xong hắn quay lại nói với Thiếu Giai. Anh đi tới đồn công an xem một chút, sẽ trở lại ngay. Bọn em chờ ở đây, đừng có đi. Nếu có phóng viên phỏng vấn thì bọn em cứ nói tình hình thực tế, không cần sợ. Tuy Thiếu Giai và Thiếu Côn lo lắng cho Hạ Tưởng nhưng thấy vẻ thản nhiên, chắc chắn của hắn, biết trong lòng hắn đã có tính toán, lại nghĩ tới những điều hắn đã giải thích trên đường đi, thấy hắn đã có bố trí, cũng cảm thấy an tâm. Thiếu Giai nói, anh cẩn thận một chút, đừng để bị thiệt thòi. Hạ Tưởng cười gật đầu, hắn cũng không phải người thích chịu thiệt. Chợ bán sỉ rau quả thuộc đồn công an Bắc Ninh quản lý, hai nơi khá gần nhau. Hạ Tưởng ngồi trong xe, kẹp giữa hai cảnh sát, liền cười hỏi. Trong sở có phải có khá nhiều biện pháp điều trị người đúng không? Cảnh sát bên trái bị bộ dạng của Hạ Tưởng chọc cười. Lát nữa thử anh sẽ biết, cam đoan cho anh nhớ sâu sắc. Hạ Tưởng lại hỏi. Có phải Dư Chấn Sinh khá quen thuộc với đồn trưởng của các anh không? Cho nên chỉ cần chọc vào Dư Chấn Sinh, sẽ không cần hỏi rõ trắng đen gì liền bắt luôn phải không? Cái gì mà kêu không hỏi rõ trắng đen? Viên cảnh sát cũng khá trẻ tuổi, tính nóng liền đẩy Hạ Tưởng. Lát nữa vào đồn, chúng tôi lại mời anh uống nước, lại mời anh ngồi ghế trên, đó không phải là muốn hiểu biết tình huống một chút sao? Đến lúc đó anh cần phải phối hợp cho tốt. Đúng rồi, anh công tác ở đâu? Có người quen hay không? Nếu có thì gọi điện thoại nhanh lên, chậm thì đừng có hối hận. Sao lại sau này hối hận? Hạ Tưởng giả ngu. Quên đi, nói với anh vô ích. Viên cảnh sát không kiên nhẫn phất tay. Nhìn bộ dạng này của anh, không giống người có lai lịch. Tôi hảo tâm nhắc nhở anh một câu, bởi vì trong phạm vi quản lý của đồn công an Bắc Ninh chúng tôi có rất đông người bên ngoài tới, cho nên biện pháp thẩm vấn cũng khá nhiều và khá thuần thục. Đến lúc đó nếu anh không muốn chịu thiệt thì nên thành thật một chút. Vậy để tôi gọi một cuộc điện thoại đi. Hạ Tưởng thành thật nói. Đỡ phải lát nữa ngay cả răng cũng không còn. Mấy cảnh sát cùng bật cười. Trương Chí Cường ngồi phía trước quay đầu lại nói. Nhóc con, bao tuổi rồi? Có biết rằng có những người không thể dây vào được hay không? Đúng rồi, chú quen biết ai? Nói ra nghe một chút. Lần trước Hạ Tưởng biết hai người là Hà Minh là cảnh sát giao thông và Lịch Phi là cảnh sát nhân dân. Hạ Tưởng liền nói ra tên hai người này. Trương Chí Cường ngẫm nghĩ một chút. Mỉm cười như chút được gánh nặng. Không biết, công an quận và công an thành phố đều không có mấy người này. Tôi khuyên chú đừng gọi điện thoại, ít nhất cũng phải là lãnh đạo cấp sở nói chuyện mới được. Hạ Tưởng vẫn gọi điện thoại cho Lịch Phi. Lịch Phi vừa nghe nói Hạ Tưởng bị bắt tới đồn công an Bắc Ninh, liền mỉm cười trong điện thoại. Anh không sao chứ, ngay cả anh mà cũng có thể bị bọn họ bắt sao? Mà sao anh không nói tên Tôn An ra? Không đợi Hạ Tưởng nói, Lịch Phi như chợt bừng tỉnh. Tôi hiểu rồi, anh muốn chơi người ta phải không? Lịch Phi khá thông minh, đoán đúng rồi. Hạ Tưởng đúng là đang cố ý muốn chơi chúng một phen. Nhìn bộ dạng coi trời bằng vung của chúng, Hạ Tưởng liền căn cứ vào tình hình cụ thể, quyết định cho đồn công an Bắc Ninh và Dư Chấn Sinh một bài học nhớ đời. Lịch Phi lại nói tiếp. Tôi lập tức đến ngay. Nói xong y liền ngắt điện thoại, vội vã xuống lầu. Lịch Phi là bạn thân của Tôn An, tuy nhiên y không có chỗ dựa gì, chỉ nương theo lực lượng của Tôn An, hiện tại lăn lộn lên làm phó đồn trưởng đồn công an dân sinh, vừa mới lên chức được vài ngày. Hiện tại y cũng biết Hạ Tưởng là người tâm phúc nhất của thị trưởng Trần, lại là bạn trai của Thiên Kim nhà phó thị trưởng Tào, tiền đồ tươi sáng, rộng mở, có thể kết giao với Hạ Tưởng là phúc khí của y. Vừa nghe thấy Hạ Tưởng triệu tập, y vô cùng cao hứng, cảm giác Hạ Tưởng không coi mình là người ngoài. Xét kỹ lại, hiện tại Hạ Tưởng còn có cấp bậc cao hơn cả y. Lịch Phi đi rất vội, khi xuống lầu suýt nữa thì đụng vào một người. Y nhìn lại, sửng sốt, vội cười hỏi. Thủ trưởng Lục, sao ngài lại đến đây? Đó là trưởng công an quận Bắc Thương Lục Văn Võ. Lục Văn Võ khẽ gật đầu. Tôi có chút việc, tiểu Lịch này, cậu đã lên làm phó đồn trưởng rồi, sao cứ đi vội vội vàng vàng thế, không có hình tượng gì cả. Nếu bình thường, Lịch Phi còn ước gì Lục Văn Võ phê bình, giáo dục mình nhiều hơn, đó là biểu hiện trân trọng mình, tuy nhiên hôm nay y sợ chậm trễ sự tình. Nếu chẳng may Hạ Tưởng thật sự bị mấy viên cảnh sát có mắt không chồng đánh,
vậy thì đừng nói y không có mặt mũi đi nhìn Tôn An, chỉ riêng việc Tào Thù Lê tức giận cả đời cũng đã khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên y vội vã nói. Xấu hổ quá, trưởng công an quận Lục, tôi thật sự đang có việc gấp, hôm nay không có thời gian nghe ngài dạy bảo. Tôi có một người bạn bị công an đồn Bắc Ninh bắt vào. Tôi phải chạy nhanh tới cứu, nếu để anh ta bị đánh, sẽ không xử lý nổi việc này. Sao bạn bè gì mà quan trọng vậy? Gọi một cuộc điện thoại không phải là được sao? Lục Văn Võ nói vẻ không cho là đúng, vẫn tỏ thái độ muốn giáo dục Lịch Phi. Anh ta tên là Hạ Tưởng, là... Lịch Phi đang muốn nói Hạ Tưởng là bạn của Tôn An, con trai xếp Tôn, Lục Văn Võ đột nhiên mở to hai mắt, nắm lấy tay Lịch Phi, hỏi. Hạ Tưởng, cậu nói chính là chủ nhiệm Hạ của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Lịch Phi hoảng sợ, từ xưa tới giờ trưởng công an Lục vẫn luôn bộ dạng trầm tĩnh, chưa bao giờ có vẻ thất thố thế này. Y vội đáp. Đúng vậy, có chuyện gì sao, trưởng công an Lục cũng biết anh ta à? Còn chưa quen biết. Lục Văn Võ đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trọng, nói giọng rất nghiêm khắc. Kẻ nào không có mắt dám bắt chủ nhiệm Hạ, đội ngũ công an hiện tại sao lại loạn thành thế này? Xem ra không sửa trị bọn họ cho tốt, bọn họ thật là cái gì cũng dám làm. Tiểu Lịch, đi, tôi đi cùng xe với cậu, cùng đi luôn. Lịch Phi há hốc mồm. Thật không trưởng công an Lục. Lịch Phi còn chưa bao giờ có cơ hội ngồi cùng xe với Lục Văn Võ. Huống chi là hiện tại lại là ngồi trên xe của y. Tim y đập như trống trận, nghĩ thầm rằng trưởng công an Lục này đã không quen biết Hạ Tưởng, sao lại sốt ruột như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ta biết Hạ Tưởng có quan hệ với phó thị trưởng Tào? Rất có thể, vậy thì tốt rồi, Lịch Phi âm thầm cao hứng. Có mối quan hệ này của Hạ Tưởng, tương đương trực tiếp kết nối vào dây với trưởng công an Lục, về sau không lo thiếu cơ hội tiếp cận sếp. Hạ Tưởng vừa nói chuyện điện thoại xong thì đã bị mang vào trong đồn công an Bắc Ninh. Đồn công an Bắc Ninh ở cạnh cầu, trong một khu nhà nhỏ, cửa khá rộng, bên trong có mấy chiếc xe cảnh sát. Thỉnh thoảng lại có mấy người ủ rũ bị mang vào. Hạ Tưởng bị đưa lên lầu 2. Trương Chí Cường ngồi đối diện với hắn, đập côn cảnh sát xuống bàn nói. Dù thế nào, thừa nhận đánh nhau gây rối, chủ động nhận xử phạt thì chúng tôi sẽ khách khí với anh một chút. Hạ Tưởng liền hỏi. Phạt như thế nào? Phạt tiền 5.000 tệ, tạm giam 15 ngày. Nếu đồng ý thì ký tên đi. Nếu không đồng ý thì ngồi ghế uống trà xong sẽ ký tên. Trương Chí Cường cười ha hả vài tiếng. Anh tự nghĩ cho kỹ. Dù sao kết quả đều giống nhau nhưng quá trình không giống nhau. Nếu muốn chọn cách thứ hai thì chúng ta sẽ phiền toái anh một chút. Chấp pháp bạo lực một cách trắng trợn, uy hiếp dã man. Hạ Tưởng nhìn thẳng vào mắt Trương Chí Cường. Anh làm như vậy không sợ cấp trên tra các anh sao? Tùy tiện bắt người, tùy tiện phạt tiền, không hề có chút pháp luật nào. Pháp luật, ở đồn công an Bắc Ninh này, tôi chính là nói 102. Anh còn dám cưỡng lại tôi à? Xem ra không cho anh ăn chút đau khổ không xong. Anh còn ôm ảo tưởng à? Đúng là thanh niên dễ kích động, rất ngây thơ. Trương Chí Cường đập mạnh bàn quát. Tên. Đơn vị, báo hết thảy đi. Anh ta tên là Hạ Tưởng, là chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, cấp trưởng phòng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài, một người đẩy cửa tiến vào, đầu tiên là vội nhìn Hạ Tưởng. Thấy hắn bình yên vô sự, người kia mới yên lòng, sau đó đi tới trước mặt Trương Chí Cường, đập mạnh bàn. Trương Chí Cường, trong mắt anh có còn kỷ luật đảng và pháp luật của quốc gia hay không? Còn có ý thức pháp luật hay không? Đường đường là cán bộ quốc gia cấp trưởng phòng, bị anh còng tay mang đến tra khảo ở đồn công an. Không hỏi rõ ràng sự thật liền mở miệng là phạt tiền, ngậm miệng là tạm giam. Anh không xứng đang làm trưởng đồn công an này nữa. Trương Chí Cường ngơ ngẩn tại chỗ, muốn đứng lên nhưng lại không đứng nổi, suýt nữa ngã trụi xuống gầm bàn. Hai tay y cố gắng chống lên bàn mới gượng đứng thẳng dậy được, ra sức tươi cười. Trưởng công an Lục, tôi tới là để ngăn anh đi nhầm đường. Càng lúc càng đi xa. Lục Văn Võ rất tức giận. Trương Chí Cường là do gã đề bạt lên. Lúc trước gã coi trọng Trương Chí Cường này dám mạnh dạn làm việc, can đảm cẩn thận, điều hành đồn công an Bắc Ninh, vốn quản lý khu vực nhiều người bên ngoài tới, một cách gọn gàng ngăn nắp, nhưng không ngờ y lại làm láo tới mức này. Lịch Phi từ bên ngoài tiến vào, không nói hai lời liền tháo còng tay cho Hạ Tưởng, cũng không thèm liếc Trương Chí Cường chút nào, hỏi Hạ Tưởng với vẻ thân thiết. Hạ ca,
anh không có việc gì chứ? Chỉ cần anh nói quan hệ giữa anh và Tôn An thì sao phải vào trong đồn chịu khổ thế này? Thật là... Lịch Phi oán giận nhưng thân thiết, lại kín đáo nói ra chỗ dựa của Hạ Tường. Lục Văn Võ lập tức sửng sốt. Tiểu Lịch, cậu nói chủ nhiệm Hạ quen Tôn An, con của Phó Cục trưởng Tôn à? Đâu chỉ quen biết. Lịch Phi cao giọng hẳn lên, nói đầy vẻ cường điệu. Hạ ca chẳng những là bạn thân của Tôn An mà ngay cả Phó Cục trưởng Tôn cũng rất thưởng thức Hạ ca, quan hệ gần gũi như họ hàng thân thích, còn có Tào. Hạ Tường vội ngắt lời Lịch Phi. Đừng nói vậy. Phó Cục trưởng Tôn chỉ là uống rượu với tôi vài lần, giúp tôi làm một cái bằng lái xe. Lịch Phi cũng là người thông minh, thấy Hạ Tưởng không muốn nói tới quan hệ với Phó Thị trưởng Tào, cũng vội vàng ngậm miệng. Tuy nhiên lời Hạ Tưởng vừa nói cũng đã chỉ ra quan hệ giữa hắn và Phó Cục trưởng Tôn không phải là ít. Thử nghĩ xem, nếu quan hệ không sâu, đường đường một Phó Cục trưởng Công an thành phố, tự mình ra mặt giúp hắn làm bằng lái xe. Chuyện nhỏ như vậy mà Phó Cục trưởng Tôn cũng phải mở miệng. Thể diện cũng không phải tầm thường đâu. Trương Chí Cường gần như xỉu đi, y xanh xám mặt mày, lắp bắp nói. Hạ ca, không, chủ nhiệm Hạ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tôi không biết anh là người thân của Phó Cục trưởng Tôn. Lục Văn Võ cũng sững sờ tại chỗ, sở dĩ gã chủ động ra mặt và cùng đi với Lịch Phi tới giúp Hạ Tưởng, không phải bởi vì gã biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Thị trưởng Tào, mà là gã đã sớm nghe nói Thị trưởng Trần vô cùng coi trọng Hạ Tưởng. Cũng biết thị trưởng Trần khẳng định sẽ trọng dụng Hạ Tường, cho nên phải tạo quan hệ càng sớm càng tốt, quen biết một chút. Ra mặt ở đồn công an cứu hắn hôm nay chính là một cơ hội rất tốt. Còn một điều quan trọng cũng khiến gã nhận định về sau Hạ Tường sẽ có triển vọng rực rỡ, bởi vì vợ gã là Lâm Song Ngọc. Ở nhà, Lâm Song Ngọc mấy lần kể lể nào là Hạ Tường làm thị trưởng Trần vui vẻ, vừa mới tới đã kinh động thư ký Giang Thiên của thị trưởng Trần phải chủ động gọi điện thoại tới, yêu cầu cấp dụng cụ. Thiết bị mới cho văn phòng tổ cải tạo, hơn nữa Hạ Tưởng còn lui tới thân thiết với tập đoàn Viễn Cảnh. Lục Văn Võ rất nhớ, vừa lúc hôm nay vô ý nghe Lịch Phi nhắc tới, gã sao có thể không quan tâm, liền hấp tấp đi theo. Không ngờ Hạ Tưởng còn có quan hệ với Phó Cục trưởng Tôn. Chuyến đi hôm nay đúng là rất đáng giá. Trong lòng xác định rõ chủ ý, Lục Văn Võ chủ động bắt tay Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, tôi là Lục Văn Võ. Xin đại biểu cho công an quận Bắc Thương xin lỗi anh về việc các đồng chí cơ sở đã có hành vi chấp pháp dã man đối với anh. Tuy rằng Hạ Tưởng không biết ý đồ Lục Văn Võ tới đây nhưng nghe Trương Chí Cường gọi gã là trưởng công an Lục, liền biết thân phận của gã, cũng khách khí vài câu. Lục Văn Võ thấy Hạ Tưởng không quá nhiệt tình, biết hắn rất bất mãn với Trương Chí Cường, lập tức trầm sắc mặt, nói. Trương Chí Cường, tôi giao trách nhiệm cho anh viết bản kiểm điểm thật sâu sắc. Nhận lỗi trước mặt chủ nhiệm Hạ. Hạ Tưởng khoát tay, thản nhiên nói. Không cần, không cần phiền toái trưởng công an Lục. Đồn trưởng Trương không nên xin lỗi tôi mà hẳn là nên xin lỗi kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước, xin lỗi toàn bộ nhân dân thành phố. Lục Văn Võ vẻ mặt ngạc nhiên, đây là có ý tứ gì? Hạ Tưởng nói có vẻ còn có ý ngầm thì phải. Không đợi gã mở miệng hỏi, bên ngoài đã truyền tới những tiếng ồn ào, nghe có người hô. Phóng viên của tòa soạn báo à? Không được, không có chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, chúng tôi không thể nhận phỏng vấn. Một người khác lớn tiếng nói. Trưởng phòng quản lý thị trường Dư Chấn Sinh, ác ý kiểm tra rau quả của thương hộ, tạo thành tổn thất kinh tế rất lớn đối với thương hộ. Mặt khác, căn cứ phỏng vấn thực tế của chúng tôi ở chợ bán sỉ rau quả, chứng thật Dư Chấn Sinh và trưởng đồn công an Bắc Ninh là Trương Chí Cường liên hợp đả kích các thương nhân bên ngoài. Chúng tôi đã báo cáo việc này với Ủy ban Nhân dân quận Bắc Thương, đồng thời báo Triều tỉnh Yến chúng tôi sẽ tiến hành xâm nhập đưa tin về việc này. Lục Văn Võ hiểu được, Hạ Tưởng đang đào hố cho người khác nhảy vào. Không có hắn xuất hiện, người ta sẽ không chịu để yên. Kỳ thật hắn muốn chỉnh chính là Dư Chấn Sinh, nhưng rất bất đắc dĩ là Trương Chí Cường lại không có mắt nhảy vào chuyện này, cho nên bị dính bùn. Lục Văn Võ xoay chuyển đầu óc rất nhanh, lập tức có quyết định. Gã quay người đi ra ngoài phòng, hô xuống dưới lầu. Cho các đồng chí phóng viên vào. Phóng viên báo tỉnh có quyền phỏng vấn và giám sát. Đỗ Đồng Quốc mang theo một phóng viên ảnh tiến vào, định đi tới phỏng vấn Trương Chí Cường, Lục Văn Võ tiến lên ngăn lại. Đồng chí phóng viên, đồng chí Trương Chí Cường bởi vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện tại đã bị công an quận Bắc Thương tạm thời cách chức nhận kiểm tra. Về vấn đề của anh ta, phía công an sẽ có thêm một bước quyết định xử phạt.
đến lúc đó sẽ công bố với truyền thông. Trương Chí Cường lập tức ngồi phịch xuống ghế. Trưởng công an Lục, tôi sai lầm rồi. Cho tôi một cơ hội đi. Hạ Tưởng thấy thế, nghĩ thầm rằng Lục Văn Võ khá nể tình như vậy, cũng nên cho gã một cơ hội lộ diện, liền nói với Đỗ Đồng Quốc. Đồng Quốc, trưởng công an Lục nghe thấy đồn công an Bắc Ninh có phát sinh sự việc trái với kỷ cương pháp luật, liền vội vàng tự mình tới xử lý. Làm báo tỉnh, chẳng những phải vạch trần những điểm xấu mà còn phải tuyên dương những điểm tốt đẹp. Một cán bộ lãnh đạo một lòng vì nhân dân như trưởng công an Lục, nên tuyên truyền nhiều, đưa tin nhiều. Lục Văn Võ vừa nghe vậy lập tức tươi cười rạng rỡ. Chủ nhiệm Hạ quá khen, đây là trách nhiệm của tôi, phải nghiêm khắc quản lý cấp dưới. Cơ quan công an được thành lập chính là vì muốn đả kích tội phạm, bảo vệ nhân dân, cho nên trong công an chúng tôi càng phải kiềm chế nghiêm khắc bản thân. Lục Văn Võ nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lịch Phi. Lịch Phi, hiện tại cậu tạm thời làm trưởng đồn công an Bắc Ninh, chờ sau khi đảng ủy cục thảo luận xong sẽ chính thức bổ nhiệm. Lịch Phi mừng rỡ, câu nói đầu tiên từ đồn phó lên làm đồn trưởng, chuyện tốt tới quá nhanh, tất cả đều là ăn nhờ Hạ Tưởng. Ngược lại với thái độ tươi tỉnh của Lục Văn Võ và sự vui vẻ vì thăng quan của Lịch Phi, Trương Chí Cường bị miễn chức ngay tại chỗ, uể oải ngồi đó không ai thèm để ý tới. Y hồn bay phách lạc nhìn Hạ Tưởng, nửa ngày vẫn không hiểu tại sao hắn chỉ là một cán bộ cấp phòng, vậy mà trưởng công an Lục phải tự mình ra mặt, còn khiến trưởng công an Lục miễn chức trưởng đồn của mình ngay tại chỗ. Trương Chí Cường thậm chí còn không khóc nổi, y thật vất vả mới lăn lộn lên tới chức trưởng đồn. Đừng coi thường vị trí trưởng đồn công an nho nhỏ này, chỉ một năm mò tiền lặt vặt từ mấy người buôn thúng bán mẹt cũng có thể kiếm được mấy chục ngàn tệ. Lại càng không cần nói tới trong phạm vi quản lý của đồn còn có mấy khách sạn, quán bar, còn có cả chợ bán xỉ rau quả, quà tặng, biếu xén ít được sao. Một năm y kiếm 80, 100 ngàn cũng còn là ít. Hiện tại thì tốt rồi, không biết kết cục rồi sẽ thế nào đây. Trương Chí Cường nhìn Hạ Tưởng nửa ngày, nghĩ thầm rằng, được, xem như mày lợi hại. Thằng chó mày chờ đấy, đừng để tao có ngày quật khởi trở lại. Lịch Phi mừng rỡ chạy trước chạy sau. Tự mình rót nước cho các đồng chí phóng viên. Đỗ Đồng Quốc thấy sự tình xử lý cũng ổn rồi, liền từ biệt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đưa gã ra tới bên ngoài, cười nói. Lại cảm tạ phóng viên Đỗ đã giải vây. Đỗ Đồng Quốc xua tay cười cười. Đừng, chủ nhiệm Hạ nói vậy là làm khó tôi. Anh đây là làm hết trách nhiệm của một công dân hợp pháp, cung cấp manh mối tin tức quý giá cho tòa soạn báo chúng tôi. Tôi cảm tạ anh còn không kịp kìa. Chương 203. Trận đánh nhau làm hạ bệ cục trưởng công an thành phố. Được rồi, anh em chúng ta không cần phải khách sáo. Có rảnh thì cùng nhau ăn cơm, tòa soạn báo các anh cần phải to gan phát các tin tức nóng hổi. Hiện tại nhân dân thành phố rất cần những tin tức vạch trần những hủ bại. Đỗ Đồng Quốc đồng ý gật đầu. Đề tài này rất tốt, tôi muốn chờ sau khi có kết quả xử lý dư chấn sinh xong, sẽ đưa ra một bài viết, khẳng định sẽ có ý nghĩa xã hội tích cực. Từ biệt Đỗ Đồng Quốc, Hạ Tưởng lại quay về chợ bán xỉ rau quả. Lục Văn Võ muốn lưu Hạ Tưởng lại cùng ăn cơm nhưng Hạ Tưởng khéo léo từ chối. Hắn không thể mặc kệ Tiếu Giai chờ được, Lục Văn Võ thấy quả thật hắn có việc, cũng không miễn cưỡng, nói mấy câu, cuối cùng nói thật. Kỳ thật tôi và chủ nhiệm Hạ cũng không tính là người ngoài. Vợ tôi công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng có quen biết với chủ nhiệm Hạ. Cô ấy tên là Lâm Song Ngọc. Hạ Tưởng vui vẻ. Hóa ra đúng là người một nhà, vậy tôi sẽ không nói lời cảm ơn nữa. Hôm sau tôi xin mời trưởng công an Lục ăn cơm. Hạ Tưởng cũng không đi cùng Lịch Phi. Sở dĩ hắn không trực tiếp gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc hoặc Tôn Định Quốc chính là vì chuyện này không nên kinh động tới họ. Dù sao chuyện này cũng dính líu tới Tiếu Giai, nên khống chế tình thế trong phạm vi nhất định thì hơn. Cũng may Lịch Phi không phải người lắm mồm, cũng không hỏi nhiều vì sao Hạ Tưởng lại phát sinh xung đột với Dư Chấn Sinh. Trở lại chợ bán rau quả, hiện trường đã khôi phục lại trật tự. Mấy xe rau quả của Tiếu Giai đã được vào chợ, chuyển hàng tới các điểm bán. Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng trở về bình an vô sự, lúc này mới yên lòng. Mặc dù cô cũng biết Hạ Tưởng hơi có bản lĩnh nhưng cô cũng không rõ ràng lắm bối cảnh thực sự của Hạ Tưởng. Tiếu Côn vừa thấy Hạ Tưởng về liền giơ ngón tay cái lên. Anh rể, anh quá lợi hại. Phóng viên báo tỉnh tới, Dư Chấn Sinh còn dám mạnh mồm. Nhưng phóng viên thì người ta không hề sợ hắn ta, lập tức gọi điện thoại tới Cục Giám sát Kỹ thuật và Ủy ban Nhân dân quận,
rất nhanh cục giám sát kỹ thuật cho nhân viên chuyên nghiệp tới. Sau khi kiểm tra thì toàn bộ rau quả đều đủ tư cách. Thằng cha đó thấy không còn cách nào đành phải cho xe của chúng ta vào chợ, tuy nhiên nó còn nói, về sau chỉ cần là xe rau quả của chúng ta, mỗi xe sẽ đều kiểm tra. Hiện tại xem như qua một cửa nhưng về sau thì làm sao bây giờ? Hạ Tưởng vỗ vai y nói. Đừng sợ, có anh đây. Tiếp đó hắn liền gọi điện thoại cho Cao Hải. Cao Hải nghe xong, cũng không hỏi nhiều. Chỉ một trưởng phòng quản lý thị trường nho nhỏ mà cũng dám chọc giận cậu à? Ngay cả thư ký Vũ mà cậu cũng dám ra mặt chống lại thì còn sợ gì ai? Quận Bắc Thương hả? Để tôi gọi điện thoại hỏi chủ tịch quận một chút. Nếu báo tỉnh đã chờ một kết quả xử lý, tôi nghĩ quận Bắc Thương khẳng định sẽ cẩn thận xử lý. Cúp điện thoại của Cao Hải, Hạ Tưởng đi thẳng vào phòng làm việc của Dư Chấn Sinh. Dư Chấn Sinh còn hung hăng nói to. Mời anh lập tức ra khỏi phòng làm việc của tôi. Hạ Tưởng ngồi bắt chéo chân trên ghế. Phòng làm việc này thuộc về phòng quản lý thị trường, không phải của riêng anh. Mặt khác còn phải nhắc nhở anh một chút, Trương Chí Cường đã bị miễn chức. Dư Chấn Sinh lập tức toát mồ hôi hột. Sao lại thế? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh có lai lịch thế nào? Lúc này dường như y mới hiểu được. Báo tỉnh là do anh mời đến. Hạ Tưởng thản nhiên gật đầu. Không sai, tôi còn mời người khác nữa, có lẽ sẽ đến ngay bây giờ thôi. Người anh em, hiểu lầm, mọi người chỉ là hiểu lầm thôi. Dư Chấn Sinh cảm thấy không ổn vội nhún nhường. Là tôi không đúng, là tôi không nên thấy sắc đẹp liền nảy lòng tham. Người anh em, thả cho tôi một lần được không? Chậm rồi. Hạ Tưởng lắc đầu. Báo tỉnh sẽ theo dõi đưa tin chuyện này. Rất không may, anh lại là tấm gương phản diện. Đang nói chuyện, điện thoại đổ chuông. Dư Chấn Sinh nhận điện thoại, như bị sét đánh đứng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới thốt lên một câu. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Dư Chấn Sinh bị miễn đi chức tổ trưởng, khai trừ đảng viên, chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý. Dư Chấn Sinh gào khóc tại chỗ. Tôi biết sai rồi còn không được sao? Tôi tham ô tiền nhưng chưa tiêu, toàn bộ nộp vào công quỹ không được sao? Tha cho tôi làm lại một lần. Đáng tiếc là có những sai lầm không thể nào tha thứ được. Tiếu Côn bội phục sát đất đối với Hạ Tưởng. Buổi tối có xe tới, Tiếu Côn liền ở lại trong chợ đón xe, Hạ Tưởng và Tiếu Giai cùng nhau về nhà. Dọc theo đường đi, Tiếu Giai không hề nói gì, cúi đầu suy nghĩ, bộ dạng rầu rĩ không vui. Hạ Tưởng nói đùa. Em có gì thì đã có anh lo lắng hộ, sao em lại không vui chứ? Tiếu Giai miễn cưỡng cười. Càng ngày em càng cảm thấy anh lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Có phải anh có chỗ dựa rất cứng, có bản lĩnh rất lớn hay không? Hạ Tưởng mỉm cười, yêu quý vuốt đầu cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em chỉ cần biết rằng, bất cứ lúc nào gặp khó khăn đều có thể tới tìm anh. Tiếu Giai bỗng nhiên mỉm cười thần bí. Hiện tại em có một khó khăn cần anh hỗ trợ, không biết anh có thể đáp ứng hay không? Là cái gì, chỉ cần anh có thể làm được. Nhất định anh có thể làm được, hơn nữa còn có thể hoàn thành rất nhẹ nhàng. Tiếu Giai mỉm cười vẻ gian xảo. Hạ Tưởng cảm thấy tò mò. Nói nghe một chút nào. Em muốn sinh một đứa con cho anh. Hạ Tưởng sửng sốt, không hiểu vì sao Tiếu Giai đột nhiên có ý tưởng này. Hắn lại bắt đầu vào đầu, sau đó lại vuốt mũi, còn chưa kịp chạm vài mũi đã bị Tiếu Giai giơ tay ra nắm mũi hắn. Cô cười nói. Em vuốt mũi giúp anh. Quên đi, em chỉ nói vậy thôi, anh có thể nghĩ kỹ trước, khi nào thông suốt thì trả lời em. Nghĩ một năm, em chờ anh một năm, nghĩ 10 năm, em sẽ chờ anh 10 năm. 3 ngày sau, báo Triều Tỉnh Yến đưa ra một bài viết gần như chiếm hết một trang báo, đưa tin về việc hệ thống công an có vấn đề về mặt tố chất, cảnh sát nhân dân chấp pháp dã man, cá biệt có trường hợp quản lý thị trường hỗn loạn, thu nhận hối lộ, nhiễu loạn trật tự kinh doanh bình thường, v.v. Giọng điệu của bài báo cực kỳ nghiêm khắc khiến Hạ Tưởng chấn động. Trong lòng hắn thầm hiểu. Chỉ chút chuyện nhỏ của hắn đã bị các nhân vật tầng cao lợi dụng đầy đủ, trở thành một mồi lừa. Bởi vì hắn rõ ràng thật sự, chỉ bằng một phóng viên bình thường như Đỗ Đồng Quốc, cho dù viết ra bản thảo như vậy, nhưng nếu không được cấp trên gật đầu, cũng không thể dùng ngôn ngữ phê phán nặng nề như vậy. Phóng viên có quyền giám sát nhưng không thể khoa tay múa chân vào việc của chính phủ được. Hạ Tưởng vội vàng gọi điện thoại cho Đỗ Đồng Quốc, kết quả không ngoài suy đoán của hắn. Đỗ Đồng Quốc cũng nói sau khi y giao bản thảo lên,
chủ biên không nói gì cả, không ngờ khi đăng báo thì bản thảo đã được trao chuốt lại, chênh lệch một trời một vực so với bài viết lúc trước của y. Y cũng không biết là chuyện gì xảy ra hết. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, liền khuyên y không cần phải nói, cũng không cần phải hỏi gì cả, cứ chờ thăng chức là được. Đỗ Đồng Quốc bán tín bán nghi. Hai ngày sau, y được đặc biệt đề bạt lên làm trưởng phòng phóng viên cũng cho y tiếp tục theo mục tin này. Đỗ Đồng Quốc vô cùng bội phục Hạ Tưởng dự tính chuẩn xác. Tuy Hạ Tưởng không hoàn toàn hiểu rõ chuyện này nhưng cũng có thể đoán được, một trận đánh nhau này đã dẫn phát một loạt các sự kiện, đã bị những người có tâm tư kín đáo đẩy lên thành sự kiện có tính chính trị cao độ, chuyển biến thành một trận gió lốc chính trị. Trần Phong đọc bài viết của báo Triều Tỉnh Yến xong, giận tím mặt, đập bàn tại chỗ, gọi cục trưởng cục công an thành phố Yến là Lăng Tùng Bình tới mắng một hồi, sau đó bảo y lập tức triển khai hoạt động chỉnh đốn tác phong công tác của toàn bộ công an, cảnh sát, không được để thành phố Yến mất mặt, không thể bôi đen hình tượng của thành phố Yến. Lăng Tùng Bình có nỗi khổ mà không nói nên lời, đành phải cúi đầu ai oán, không dám cãi lại. Ngay sau đó, báo Triều Tỉnh Yến lại ngầm điều tra mấy đồn công an, phát hiện vấn đề tương tự. Tiếp đó ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ thị cho tất cả các cơ quan truyền thông, bao gồm cả đài truyền hình tỉnh và nhật báo tỉnh Yến, đều công khai đưa tin đồn công an cơ sở có các hành vi trái với pháp luật, không được giấu giếm, không sợ mất mặt. Mấy ngày sau, Phó Cục trưởng Công an thành phố Tôn Định Quốc mang đội công an mặc thường phục, lại phát hiện một số vấn đề nữa. Sau khi trải qua xác minh, gần như tất cả đều liên quan tới Cục trưởng Công an thành phố Lăng Tùng Bình. Hạ Tưởng làm người ngoài cuộc đứng xem, thấy trong chuyện này có chút manh mối. Đến khi hắn tìm Cao Hải hỏi một câu, lại càng thêm kết luận phán đoán trong lòng. Hạ Tưởng hỏi chính là, Cục trưởng Lăng Tùng Bình là người của ai? Cao Hải cười đáp, Cục trưởng Lăng luôn đi lại gần gũi với thành ủy. Lăng Tùng Bình là người của bí thư thôi, vậy mà từ trước tới giờ không hề nghe thấy Trần Phong nói gì. Hóa ra Trần Phong đã sớm muốn động tới y, nhưng Lăng Tùng Bình đối nhân xử thế cẩn thận, rất có uy tín trong hệ thống công an, cho nên Trần Phong không tìm thấy điểm xuống tay. Vừa lúc đồn công an Bắc Ninh xảy ra chuyện nhỏ, sau khi Đỗ Đồng Quốc nộp bản thảo bài báo, trong lúc vô ý bị người phụ trách biên tập của báo thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy nhìn thấy. Người này có quan hệ không tồi với Tào Vĩnh Quốc, liền gọi điện thoại nói cho Tào Vĩnh Quốc. Từ khi nhậm chức phó thị trưởng thường trực tới nay, Tào Vĩnh Quốc vẫn không gỡ được cục diện. Sự kiện đồn công an Bắc Ninh khiến hai mắt ông ta sáng ngời, trực giác nói cho ông biết đây là một điểm tuyệt hảo để làm điểm bắt đầu. Ông liền lập tức báo cáo với trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lộ Uyên Nguyên. Lộ Uyên Nguyên nghe xong ý tưởng của Tào Vĩnh Quốc, trầm mặt thật lâu, cuối cùng mới nói. Là một cơ hội tốt. Được Lộ Uyên Nguyên ngầm thừa nhận, toàn bộ truyền thông tỉnh nghiêng về một phía bắt đầu đưa tin các đồn công an thành phố Yến có vấn đề. Rất nhiều vấn đề chẳng những nhìn thấy đã ghê người, còn làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ba ngày sau, ỷ vào việc có chỗ dựa là Thôi Hướng, Lăng Tùng Bình vẫn không chịu cúi đầu. Tiếp đó tỉnh mời họp hội nghị thường vụ, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng luôn luôn khiêm tốn đột nhiên đề nghị. Cục trưởng Công an thành phố Yến là Lăng Tùng Bình rất không làm tròn trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, đề nghị phải áp dụng biện pháp xử lý, nếu không sẽ không kìm được sự phẫn nộ của nhân dân. Lời nói của Tiền Cẩm Tùng như một quả bom, lập tức khiến toàn bộ hội nghị thường vụ hiện lên vẻ kinh sợ. Tuy rằng cuối cùng đề nghị của Tiền Cẩm Tùng không giải quyết được gì nhưng bí thư Thôi vốn luôn duy trì trầm mặc kể từ sau sự kiện đồn công an Bắc Ninh đột nhiên công khai tỏ thái độ. Lên giọng ủng hộ truyền thông dám đưa tin nhạy cảm, tuyệt đối không nuông chiều những con sâu làm dầu nồi canh trong hệ thống công an, phát hiện kẻ nào phải xử lý kẻ đó. Hai ngày sau, Lăng Tùng Bình tự nhận lỗi từ chức. Tuần sau, thường vụ thành ủy thảo luận, quyết định bổ nhiệm Tôn Định Quốc làm cục trưởng cục công an thành phố Yến. Lần đầu tiên Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong hợp tác một sáng một tối, đạt được toàn thắng. Sau khi khói thuốc súng tiêu tan, mồi lửa của sự kiện là Hạ Tưởng lại như thể không hề có vấn đề gì xảy ra. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc cũng kín đáo nói cho hắn một chút tin tức, Trần Phong thì không hề nói gì, nhưng hắn cũng ngầm đoán được 8, 9 phần 10, liền âm thầm bội phục Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong phối hợp với nhau cực kỳ kín kẽ, hành động vừa nhanh vừa chuẩn. Hai người lần đầu tiên liên kết đã hạ gục một cục trưởng, hơn nữa còn mượn cơ hội đưa người nhà của mình lên làm cục trưởng. Nếu không phải vì có quan hệ với Tào Vĩnh Quốc, suýt nữa thì Hạ Tưởng đã hình dung ông ta và Trần Phong là một đôi cáo già. Chỉ có điều khiến hắn nghĩ mãi không ra chính là,
rõ ràng Tiền Cẩm Tùng đã giúp Trần Phong một tay. Rốt cục là ông ta muốn thể hiện thiện ý với Trần Phong hay là có nguyên nhân nào khác? Không đoán được ý tưởng thật sự của Tiền Cẩm Tùng, chỉ có thể chậm rãi xem xét. Tính cách con người đều là phức tạp, hành động này của trưởng ban thư ký Tiền có lẽ vừa thể hiện thiện ý với Trần Phong, vừa có tính toán tỉ mỉ của ông ta. Chẳng phải vẫn nghe nói Đàm Long vừa có quan hệ không tồi với Tiền Cẩm Tùng, vừa đi lại rất gần với bí thư Thôi sao? Nhìn tình hình thì thấy, có lẽ quan hệ giữa Tiền Cẩm Tùng và bí thư Thôi là rất bình thường, có lẽ còn có ẩn tình gì đó. Tháng 9, tuy rằng đã lập thu nhưng ở thành phố Yến vẫn chịu cái nắng gắt cuối thu làm người ta khô nóng, may mà thỉnh thoảng lại có một cơn gió mát thổi tới mới cảm giác được một chút hơi thở của mùa thu. Tính ra, công tác cải tạo thôn nội đô đã dừng gần một tháng, tuy nhiên dường như không ai sốt ruột cả. Tất cả mọi người đều có việc khác phải làm. Trước kia việc cải tạo thôn nội đô còn rất nhiều công tác tồn tại, Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân thường xuyên phải chạy ra ngoài. Tào Thù Lê khai giảng đi học, Hạ Tưởng liền cảm giác thoải mái không ít. Ít nhất thì cô bé sẽ không luôn quấn quýt lấy hắn nữa. Ngoại trừ việc thường xuyên tới công viên rừng rậm làm chức trách liên lạc thì hắn cũng gặp mặt Liên Nhược Hạm không ít lần. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh, cũng may là hắn đã thích ứng với thay đổi của Liên Nhược Hạm. Dù sao khi cô nóng thì đừng có tới, khi lạnh thì cũng chẳng sao vì có lạnh cũng không giống như trước kia mà chỉ là lạnh giả vờ. Hắn cũng tới nhà Tống Chiêu Độ một lần, Tống Nhất Phàm thật sự coi hắn là anh trai. Hắn vừa tới, cô liền quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Nào là bạn gái là ai, xinh đẹp hay không, cưa như thế nào, v.v. Khiến hắn không biết trả lời thế nào cho phải. Tống Chiêu Độ vẫn giữ thái độ không xa không gần đối với hắn. Thỉnh thoảng lại bàn thế cục hiện tại, nhưng đa phần là nhắc tới Lý Đinh Sơn, nói là Lý Đinh Sơn quay về thành phố Yến thì tốt. Ngụ ý là, muốn Hạ Tưởng đi lại nhiều với Sử Lão. Hạ Tưởng cũng không nói tiếp, hắn cũng muốn đi lại với Sử Lão, nhưng hắn cũng hiểu một điều, Sử Lão sẽ chỉ ra tay vì một mình Lý Đinh Sơn. Những người khác có khó khăn bằng trời thì ông ta cũng sẽ thờ ơ. Lại thêm Sử Khiết vẫn không có nhiều đổi mới trong thái độ cho nên hắn cảm thấy đi nhiều vô ích. Chỉ cần Lý Đinh Sơn không xảy ra chuyện cần hắn ra mặt thì hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm Sử Lão. Trong thời gian này, Hạ Tưởng còn cùng với Liên Nhược Hạm tới thăm hỏi Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài không có vẻ gì là bất ngờ về việc Liên Nhược Hạm tới chơi. Trong lúc nói chuyện, Hạ Tưởng tò mò hỏi vì sao Thành Đạt Tài không tham gia khai phá Tiểu Vương Trang. Thành Đạt Tài cười xua tay. Cậu và Tổng Giám Đốc Liên của Tập đoàn Viễn Cảnh quan hệ thân thiết như vậy. Vậy mà ngay cả tập đoàn Viễn Cảnh cũng không nhúng tay vào, vậy thì nguyên nhân tập đoàn Đạt Tài không nhúng tay vào cũng giống như tập đoàn Viễn Cảnh thôi. Từ biểu hiện thoải mái của Thành Đạt Tài, có thể thấy ông ta căn bản không hề coi tập đoàn Viễn Cảnh là đối thủ xứng tầm. Trước mặt Thành Đạt Tài, Liên Nhược Hạm cũng biểu hiện thái độ cung kính thỏa đáng. Đương nhiên, trong đó cũng một phần nguyên nhân là do Hạ Tưởng luôn dặn dò. Nếu không thì với xuất thân của Liên Nhược Hạm, cho dù Thành Đạt Tài là nhân vật đứng đầu lĩnh vực bất động sản của tỉnh Yến, vẫn chỉ là một nhà giàu mới nổi siêu cấp trong mắt cô mà thôi. Khi trận mưa thu cùng với đợt không khí lạnh đầu tiên rơi xuống, sự bình tĩnh của thành phố Yến rốt cục bị đánh vỡ. Trải qua mấy lần hiệp thương trên thành phố, cuối cùng bất động sản Lĩnh Tiên và bất động sản Cát Thành có thực lực tương đương, rất khó lựa chọn, được Trần Phong đề nghị đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận. Trên hội nghị thường vụ, Thôi Hướng ngồi ngay ngắn ở giữa, hơi híp mắt lại nhìn mười mấy ủy viên thường vụ, trong lòng cân nhắc rốt cục có nên nói giúp bất động sản Cát Thành hay không. Người đứng sau màn của bất động sản Lĩnh Tiên là ai, ông ta chỉ tra được ra Phạm Tranh. Đúng là phải nể mặt mũi phó thị trưởng thường trực tỉnh, nhưng bản thân ông ta cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cho dù không thể hiện thiện ý với Phạm Duệ Hằng cũng không quá quan trọng. Dù sao cho dù quan hệ tốt với Phạm Duệ Hằng cũng không thể hơn được lời hứa 2 triệu tệ của bất động sản Cát Thành. Do dự một lát, Thôi Hướng cuối cùng hạ quyết tâm. Bất động sản Lĩnh Tiên là một công ty mới, tuy rằng bề ngoài cũng khá có thực lực nhưng dù sao Tiểu Vương Trang cũng là khu đô thị đầu tiên mà họ khai phá, trước kia chưa từng khai phá khu đô thị nào, tôi lo lắng là họ không có đủ năng lực nắm chắc thị trường. Bí thư Thôi lên tiếng, tỏ thái độ không ủng hộ bất động sản Lĩnh Tiên. Tào Vĩnh Quốc giơ tay lên tiếng. Mặc dù bất động sản Cát Thành có kinh nghiệm thành công, nhưng bọn họ đang đồng thời khai phá khu phố Nhị Thập Lý, còn có một khu đô thị đang sắp kết thúc.
thực lực của bất động sản Cát Thành không đủ để đồng thời ứng phó với việc khai phá cả hai, ba khu đô thị. Trước kia khi tôi còn làm giám đốc sở xây dựng đô thị, cũng đã gặp phải tình huống tương tự. Một công ty đồng thời khai phá hai khu đô thị, hơn nữa công ty này còn có thực lực hùng hậu hơn cả bất động sản Cát Thành, kết quả là cả hai khu đô thị đều xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Cuối cùng bởi vì phải gánh chịu tổn thất quá lớn, công ty này bắt buộc phải phá sản, đóng cửa. Đã có vết xe đổ đó, chúng ta cần phải thận trọng mới được. Tào Vĩnh Quốc có uy tín không ai sánh được trong chuyên môn của mình tại thành phố Yến, ông ta vừa lên tiếng lập tức có mấy người phụ họa theo. Thôi Hướng nhấp nháy mắt, trong mắt hiện lên một tia bất mãn. So sánh với không khí bình tĩnh, hòa nhã trong hội nghị thường vụ, cuộc tranh luận trong phòng làm việc của Đàm Long lại đầy mùi thuốc súng. Vũ Phái Dũng hoành tráng ngồi trước mặt Đàm Long, nói với giọng điệu rất tự tin. Phó thị trưởng Đàm, tôi khuyên anh nên chủ động rời đi. Đối lập với tôi sẽ không có gì hay ho cả. Hơn nữa bất động sản Lĩnh Tiên là tình thế bắt buộc, khẳng định có thể thông qua hội nghị thường vụ. Đàm Long thấy bộ dạng vênh vang tự đắc của Vũ Phái Dũng, trong lòng rất không vui, nghĩ thầm mày đã nghĩ thế thì cần gì phải tìm tao nói chuyện chứ. Đừng tưởng rằng mày là thư ký của bí thư tỉnh ủy là có thể muốn làm gì thì làm. Trong lòng chán ghét, trên mặt cũng không hề có vẻ gì là hòa nhã. Nếu thư ký Vũ đã nắm chắc 10 phần thì không cần phải nói thêm với tôi nữa. Hơn nữa, tôi đâu có đối nghịch với anh chứ. Hết thảy làm việc theo quy luật thị trường, nói chuyện bằng thực lực, đúng không nào? Chương 204, thiết kế một cái bẫy liên hoàn. Vũ Phái Dũng cười lạnh một tiếng. Có phải phó thị trưởng Đàm cảm thấy tôi không quản được tới Ủy ban Nhân dân thành phố Yến đúng không? Đúng thế, hiện tại không quản được tới nhưng không biết phó thị trưởng Đàm có nghe được tin, tỉnh sắp sửa thành lập sở xây dựng hay không? Nghe nói, thư ký Vũ có tin tức gì sao? Đàm Long giả ngu, y cũng nghe nói Vũ Phái Dũng có thể sẽ là người nhậm chức giám đốc sở, tuy nhiên y cũng không lo lắng sở xây dựng có thể ngăn cản quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Đúng là sở xây dựng quản lý toàn bộ quy hoạch và thị trường xây dựng tỉnh, nhưng thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, một khi Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra nghị quyết thì việc sở xây dựng xem xét thông qua chỉ là hình thức, nhất là các trường hợp đặc biệt. Nếu thật sự sở xây dựng không có việc gì làm, cứ ngăn chặn lại, vậy thì người làm giám đốc sở đúng là không có đầu óc chính trị. Vũ Phái Dũng lại cười ha hả. Nói không chừng khi tôi tới sở xây dựng. Đến lúc đó chắc sẽ có cơ hội hợp tác với Phó Thị trưởng Đàm. Thế nào, Phó Thị trưởng Đàm, hiện tại anh nhường tôi một bước, tôi sẽ ghi tạc trong lòng. Đàm Long lắc đầu. Nhường bộ cái gì cơ? Thư ký Vũ nói tôi nghe không hiểu. Vũ Phái Dũng giận tím mặt. Đàm Long, đừng cố tình ra vẻ trước mặt tôi. Anh là chỗ dựa của bất động sản Cát Thành, anh cầm tiền đen của bất động sản Cát Thành, đừng tưởng rằng tôi không biết. Tôi biết rõ ràng tin tức giao dịch của các người. Đàm Long cũng không bị dọa mà sợ, y chỉ tay ra cửa. Ra khỏi cửa chính Ủy ban Nhân dân thành phố, rẽ phải, sau đó lại rẽ sang phố Lam Giác, tìm tòa nhà thành ủy, bên trong có Ủy ban Kỷ luật thành phố. Thư ký Vũ có tình huống gì cứ tìm các đồng chí Ủy ban Kỷ luật thành phố để phản ánh. Không tiễn. Vũ Phái Dũng thấy Đàm Long không thèm cho mình thể diện, còn muốn đuổi mình ra khỏi cửa, liền thở hổn hển kêu lên. Phó thị trưởng Đàm có biết ông chủ sau lưng bất động sản Lĩnh Tiên là ai không? Tôi nói ra thì anh đừng có hối hận. Đàm Long cũng đang nổi nóng, làm gì còn nghĩ nhiều như vậy chứ, đáp lại. Ai chẳng biết Tổng Giám Đốc Nghiêm Tiểu thì của bất động sản Lĩnh Tiên là em họ của Phạm Tranh chứ? Phạm Tranh là ai sẽ không cần tôi phải nói ra nhỉ? Thư ký Vũ, mọi người làm việc thì phải dựa vào bản lĩnh. Vì sao không phải là anh lui mà lại là tôi lui? Bởi vì, Vũ Phái Dũng gằn từng tiếng. Bởi vì Phạm Tranh còn có một đối tác tên là Cao Kiến Viễn. Nói xong, Vũ Phái Dũng đóng sầm cửa lại mà đi. Đàm Long sững sờ tại chỗ, y ngàn vạn lần không ngờ ẩn sau lưng bất động sản Lĩnh Tiên còn có một đại nhân vật như vậy. Không ngờ là Cao Kiến Viễn, con trai của bí thư Cao. Sao có khả năng chứ? Sao không hề có chút phong thanh truyền ra nhỉ? Nếu Hạ Tưởng ở đó, chắc chắn sẽ rất sẵn lòng giúp Phó Thị trưởng Đàm giải đáp nghi vấn trong lòng. Cao Kiến Viễn tự cho mình là người có phong độ, thích làm việc khiêm tốn. Y luôn thích đứng tránh ở phía sau bức màn để thao túng tất cả, lại muốn chứng minh mình du học ở nước ngoài mấy năm là có bản lĩnh thật sự, cho nên y mới không chịu xuất đầu lộ diện,
không muốn đưa ra cờ hiệu của Cao Thành Tùng. Cao Kiến Viễn muốn vừa lợi dụng ưu thế con trai của bí thư tỉnh ủy, lại vừa không muốn để người khác biết. Đợi sau khi y thành công, người khác mới giật mình phát hiện thân phận thật sự của y, lúc đó càng có cảm giác thành tựu và tự hào. Đây mới chính là niềm vui thú mà Cao Kiến Viễn vẫn muốn theo đuổi. Cao Kiến Viễn, con trai của bí thư Cao, trong lòng Đàm Long lẫn lộn đủ loại cảm giác. Y không thể đắc tội với bí thư Cao, hơn nữa nghe đồn bí thư Cao luôn không chấp nhận người khác hoài nghi quyền lực của ông ta. Con trai ông ta muốn quyền khai phá Tiểu Vương Trang, nếu như bị y và bất động sản Cát Thành cướp lấy, về sau y làm gì còn ngày lành nào để sống nữa. Đàm Long dám đối đầu với Vũ Phái Dũng nhưng không có dũng khí đối nghịch với Cao Thành Tùng. Trong giây lát, Đàm Long nhớ tới việc khi tỉnh kêu gọi ngừng cải tạo thôn nội đô, Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, không hề có một tia sao động bất an. Lúc đó y còn cảm thấy khó hiểu, vì sao Trần Phong không vội vàng tìm lên tỉnh lý luận. Hóa ra mấu chốt là ở chuyện này. Bí thư Cao là muốn dọn đường cho bất động sản Lĩnh Tiên. Trần Phong biết rõ trong lòng, chỉ có y và bí thư thôi là không hề hay biết mà thôi. Nhớ tới hội nghị thường vụ còn đang thảo luận quyền khai phá Tiểu Vương Trang, còn cả bí thư thôi luôn có bộ dạng đã định liệu hết sự việc, Đàm Long nặng nề vỗ đầu. Không xong, bị lừa rồi. Chỉ có điều lúc này thời gian đã muộn, sau khi hội nghị thường vụ thảo luận, cuối cùng bí thư thôi ra sức chèn ép, giao quyền khai phá Tiểu Vương Trang cho bất động sản Cát Thành. Sau khi biết tin tức, đầu tiên là Hạ Tưởng thông báo cho Cao Kiến Viễn. Giọng điệu hắn rất trầm trọng, cực kỳ đau đớn nói. Rất xin lỗi Cao Huynh, thị trưởng Trần và phó thị trưởng Tào đã cố hết sức, trưởng Ban Phương cũng đã nói giúp không ít, nhưng đáng tiếc là bí thư thôi quyết tâm quá lớn, mà các ủy viên thường vụ khác thì tán thành bí thư thôi, cuối cùng. Cao Kiến Viễn nghe rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết kết quả, thản nhiên nói. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Hạ Tưởng. Tôi sẽ ghi nhớ sự trợ giúp của cậu. Hạ Tưởng vội khách khí vài câu, lại an ủi y. Đừng lo, Kiến Viễn, không phải chỉ một mình Tiểu Vương Trang là hạng mục tốt đâu, còn có những hạng mục khác cũng tốt mà. Tôi có một ý tưởng, lúc nào có thời gian giao lưu với anh một chút. Cam đoan thu hoạch lớn không thua gì Tiểu Vương Trang. Cao Kiến Viễn cũng biết Hạ Tưởng có một số ý tưởng trong việc khai phá các khu đô thị mới. Tuy trong lòng rất khó chịu vì thất bại trong vụ Tiểu Vương Trang nhưng y vẫn cố gắng duy trì phong độ, vẫn không để lộ ra nhưng đề nghị của Hạ Tưởng khiến y động tâm. Đây đúng là thời điểm cần sự an ủi nhất. Nếu Hạ Tưởng thật sự có hạng mục khai phá mới, đó mới chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy tôi sẽ không khách khí với cậu. Tối nay có thời gian thì ngồi với nhau. Địa điểm ngay tại Tụ Hiền Trang Viên. Thế nào? 8 giờ tối. Hạ Tưởng tới Tụ Hiền Trang Viên đúng giờ. Người đã đến đông đủ, ngoại trừ Cao Kiến Viễn còn có Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì. Ngoài dự đoán chính là Vũ Phái Dũng vốn luôn tỏ thái độ khinh thường Hạ Tưởng nhưng lần này thấy Hạ Tưởng bước vào, y vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, có vẻ không hề quan tâm tới hắn. Hạ Tưởng không thèm để ý tới thái độ của Vũ Phái Dũng. Không phải cứ người có vẻ bề ngoài kiêu ngạo mới là người lợi hại. Kẻ cười sau cùng chính là người vẫn luôn bất động như núi. Sau khi chào hỏi sơ qua, Cao Kiến Viễn vẫn không hề lộ vẻ mất mát gì nhưng Phạm Tranh thì tức giận bất bình, nói. Đàm Long chỉ là một phó thị trưởng, ỷ vào quan hệ với Tiền Cẩm Tùng, dám không để bất động sản Lĩnh Tiên của chúng ta vào mắt, thật khinh người quá đáng. Tôi đã nói với ba tôi, tìm cơ hội tốt sẽ xử lý. Vũ Phái Dũng liếc Hạ Tưởng, hơi do dự một chút rồi nói. Hạ Tưởng, cậu có biết tin tức gì không? Rõ ràng tôi đã nói thẳng mặt với Đàm Long về quan hệ giữa bất động sản Lĩnh Tiên và bí thư Cao, vậy mà Đàm Long không hề nể mặt chút nào. Có phải thị trưởng Trần cũng âm thầm giúp y không? Trong lòng Hạ Tưởng rất tức giận, Vũ Phái Dũng không lúc nào nói chuyện dễ nghe cả, hắn cũng không cần nể mặt, liền đáp. Thị trưởng Trần, anh không biết chuyện của bất động sản Thiên An nhỉ? Khi tranh đoạt phố Nhị Thập Lý, thị trưởng Trần vốn cũng ủng hộ bất động sản Thiên An, nhưng ở thời khắc cuối cùng. Bí thư thôi lên tiếng, phố Nhị Thập Lý mới dành cho bất động sản Cát Thành. Thị trưởng Trần cũng bị bất động sản Cát Thành chơi như vậy, anh bảo ông ấy còn có thể ủng hộ bất động sản Cát Thành sao? Thị trưởng Trần không rộng lượng tới mức đó chứ. Tôi nói rất rõ ràng, trên hội nghị thường vụ, những người ủng hộ bất động sản Lĩnh Tiên có thị trưởng Trần, phó thị trưởng Tào và trưởng Ban Phương, còn thái độ của những người khác thì tôi không rõ lắm. Vũ Phái Dũng vẫn hùng hổ đầy lý lẽ.
Sao tôi luôn nghi ngờ là cậu đang âm thầm phá rối nhỉ? Thư ký Vũ, anh cũng quá đề cao tôi thì phải. Tôi có thể ảnh hưởng được thường vụ thành ủy của thành phố Yến sao? Anh cho rằng tôi là ai? Thư ký Vũ, anh bớt nói vài câu đi. Từ đầu tới cuối Hạ Tưởng đều giúp đỡ bất động sản Lĩnh Tiên không ít, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Anh đừng vì thấy không thành công mà chụp mũ cho cậu ta. Cao Kiến Viễn nói với vẻ không kiên nhẫn, lại liếc Nghiêm Tiểu Thì một cái. Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt vô tội, khoát tay, nói dứt khoát. Là thư ký Vũ chủ động muốn tới. Ý là không phải cô mời tới. Vũ Phái Dũng nhìn ra Cao Kiến Viễn hơi bất mãn với mình, liền đứng lên. Tôi cũng là muốn tốt cho cậu, Kiến Viễn. Cậu cần phải suy tính nhiều hơn nữa. Dù sao tôi luôn cảm thấy Hạ Tưởng này không có ý tốt. Được rồi, tôi đi trước, mọi người cứ nói chuyện. Vũ Phái Dũng vừa đi, Hạ Tưởng liền cười nói. Thư ký Vũ không quá tín nhiệm tôi. Nếu không thì xem như tôi chưa đưa ra đề nghị gì cả. Ý của Hạ Tưởng chính là muốn cố tình thử phản ứng của mấy người này. Phạm Tranh mở miệng đầu tiên. Không, phải nói, nhất định phải nói. Tôi tin anh, Hạ ca. Thư ký Vũ này thích có vẻ ngông nghênh chứ tôi thấy bản lĩnh của anh ta rất bình thường. Y lại liếc Cao Kiến Viễn. Kiến Viễn đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý nói về tất cả những người đi theo bí thư Cao. Phạm Tranh đúng là thú vị, có cần phải nói thẳng như vậy không chứ? Cao Kiến Viễn hơi xấu hổ gật đầu, không nói gì. Nghiêm Tiểu Thì cũng nói với Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ có ý tưởng gì thì cứ nói đi, đừng để ý tới thái độ của thư ký Vũ. Anh ta hơi ngông nghênh một chút thôi chứ kỳ thật không phải rất xấu. Theo thời gian dài rồi anh sẽ biết. Vũ Phái Dũng có phải xấu thật hay không thì Hạ Tưởng không bình luận. Tuy nhiên sự kiêu ngạo, ngông cuồng của y sẽ mang tới cho y tai tương ngập đầu. Cuối cùng khi y gặp rủi ro, không một ai nói thay cho y một câu, khiến chỉ trong thời gian ngắn y liền bị phán án tử hình. Hơn nữa từ khi đưa ra phán quyết đến lúc thi hành án có thời gian rất ngắn. Nói cách khác, y bị chúng bạn xa lánh. Cao Kiến Viễn cười cười. Tôi mời Tiểu Hạ tới đây chính là muốn nghe cao kiến của cậu. Có chuyện cứ nói thẳng, chúng ta cũng không phải người ngoài. Về phần thư ký Vũ, chẳng phải là anh ta đã đi rồi sao? Hạ Tưởng hiểu ý của Cao Kiến Viễn, sự hợp tác của bọn họ không quan hệ gì với Vũ Phái Dũng. Hạ Tưởng cũng không ra vẻ nữa, liền chỉ tay về phía Tây, nói. Phong cảnh của Tây Giao không tồi. Có núi có sông, hơn nữa còn có địa thế rất tốt, phía trước mặt bằng phẳng, phía sau dựa vào núi, đúng là vùng đất có phong thủy rất tốt, lưng tựa vào núi, trước hướng ra sông. Có ích lợi gì? Phạm Tranh khó hiểu hỏi. Xa nội thành như vậy, cho dù xây thành công viên miễn phí cũng không có người tới. Xây thành công viên đương nhiên là không ai đi, nhưng nếu xây thành khu biệt thự xa hoa thì tự nhiên sẽ trở thành đất vàng mà những kẻ có tiền tụ tập. Hạ Tưởng giơ tay ra, còn chưa mở miệng thì Nghiêm Tiểu Thì đã đưa tấm bản đồ thành phố Yến tới. Hắn mỉm cười với cô, nghĩ thầm rằng trong ba người này thì người có tâm cơ nhất chính là Nghiêm Tiểu Thì. Hạ Tưởng nhận lấy bản đồ, trải ra trên bàn, lấy tay chỉ vào một vị trí trên đó. Tuy rằng quy hoạch phát triển của thành phố Yến là đi theo hướng Đông Nam, nhưng không khí tươi mát thổi từ Thái Hành Sơn tới thì phải đi qua Tây Giao đầu tiên. Kẻ có tiền để ý nhất là cái gì? Là đất có phong thủy đẹp, là thân thể luôn mạnh khỏe, là nơi ở tao nhã và an tĩnh. Nếu xây một khu biệt thự hoa viên ở Tây Sơn, sau đó mạnh mẽ tuyên truyền cuộc sống khỏe mạnh, môi trường an lành. Kiến Viễn, anh nói xem, những kẻ có tiền ở thành phố Yến có thể chen chúc nhau mà tới hay không? Cao Kiến Viễn cúi đầu nhìn bản đồ, không nói gì, ánh mắt chậm rãi sáng lên. Phạm Tranh vẫn không quá tin tưởng vào phán đoán của Hạ Tưởng. Mức độ chi tiêu của thành phố Yến rất thấp, có bao nhiêu người có thể mua được biệt thự tốt chứ? Hơn nữa khai phá biệt thự ở Tây Sơn cần phải san bằng núi đá, chắc chắn là chi phí rất lớn. Nếu cứ như thế, giá cả của biệt thự chắc chắn sẽ cao kinh người. Sẽ không đâu, chi phí để xây dựng biệt thự sẽ không cao. Cao Kiến Viễn nghĩ tới cái gì đó liền mỉm cười tự đắc.